Lúc này, tại cái kia kêu rên vang vọng thời khắc, cái kia cột sáng Phạm Vi lại đang nhanh chóng co nhỏ lại. Tiếp tục như vậy, rất nhanh Sở Phong đem sẽ bị cái kia cột sáng đóng chặt hoàn toàn. Mà cái kia huyết hồng bên trong cột ánh sáng ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Chớ nói Sở Phong bây giờ được tu vi, liền xem như khôi phục lúc đầu tu vi, vậy tuyệt đối không cách nào cùng cái kia bên trong cột ánh sáng tồn tại chống lại. Đồng thời hiện tại Sở Phong đã biết, mỗi khi oanh minh vang vọng một lần, cột sáng liền hội hướng vào phía trong co vào một lần mạo anh minh đại khái thời gian một nén nhang liền hội vang vọng một lần từ bây giờ cách đến xem sở phong còn thừa lại thời gian đã không đủ nửa canh giờ nửa canh giờ về sau hắn sẽ không thể không đối mặt cái kia huyết hồng bên trong cột ánh sáng tồn tại nhất định phải nhanh đánh bại cái kia một nhân tài được sở phong cảm thấy hiện tại đường ra duy nhất liền là đánh bại cái kia người ông mà liền tại lúc này trong cái thế giới này tâm phương hướng xuất hiện một đạo màu vàng cột sáng cái kia màu vàng cột sáng khí tức cùng màu vàng quang đoàn giống nhau. Sở phong không nói hai lời, trực tiếp hướng trong thế giới bay vút đi, bởi vì hắn đã ý thức được, cái kia màu vàng bên trong cột ánh sáng, tất nhiên ẩn chứa lực lượng cực mạnh. Đây là liên quan đến thắng bại lực lượng, đã hắn phát hiện, vị kia vậy nhất định sẽ không để qua. Quyết thắng thời khắc, đã đã đến, trường 5400, không hiểu thân thiết, sở phong hướng màu vàng cột sáng bay vút đi, còn chưa tới gần, liền có thể lấy nhìn thấy ngập trời gợn sóng đang tại tàn phá bừa bãi. Là tại giao chiến, Tới gần về sau có thể nhìn thấy, nữ tử kia đã sớm đến, nhưng nàng lại không cách nào tới gần màu vàng cột sáng. Bởi vì có 8 con màu đỏ cửa thú, đang tại đối nữ tử kia phát động thế công. Cái kia 8 con màu đỏ cửa thú, cùng nữ tử tu vi, cùng sở phong một dạng, đều là thiên võ nhất trọng. Mà bởi vì trận pháp trói buộc viễn cổ, hiện tại bọn hắn chiến lược chính là giống nhau. Cái kia 8 con màu đỏ cửa thú, lại liên thủ đối nữ tử phát động thế công, nữ tử tự nhiên không địch lại, hiện tại nữ tử kia đã là tuyệt đối thế yếu bên trong xem ra không cần ta xuất thủ nàng cũng muốn bại nhưng nếu không phải thua trong tay của ta bên trong cái kia hội sẽ không ta vậy đem thất bại sở phong hồi tưởng lại trước đó quy tắc là để sở phong cùng nữ tử tranh đấu liền cảm giác nhất định phải tự tay đánh bại nữ tử vị tiền bối này xin lỗi quy tắc đã đề ra nhưng đừng trách ta không nói đạo nghĩa sở phong nghĩ tới đây liền giang hai cánh tay, một thanh võ lực trường cung liền xuất hiện trong tay, đây là sở phong ở chỗ này đoạt được võ kỹ. Mặc dù là thấp đoạn võ kỹ, nhưng lại thắng qua sở phong mình nắm giữ bách biến cung, uy lực vẫn là rất cường. Hiện tại nữ tử kia, ứng phó tám con màu đỏ cự thú, đã là phi thường cố hết sức, căn bản không có chú ý tới sở phong tồn tại. Sở phong một tiếng này bắn ra, tất nhiên có thể đem đánh bại. Nhưng sở phong, lại chậm chạp không có xuất thủ, mà là ánh mắt tại tám con màu đỏ cự thú trên thân không ngừng liếc nhìn bắt đầu. Sở Phong, làm sao không xuất thủ? Nữ Vương đại nhân gặp Sở Phong chậm chạp không chịu ra tay, không khỏi hỏi. Đàn đàn, ta cảm giác không đúng. Sở Phong nói ra, chỗ đó không đúng. Nữ Vương đại nhân hỏi, ngươi nhìn kỹ, cái kia tám con màu đỏ cửa thú trên thân khí diễm, có phải hay không có một ít giống phù chú Đường Vân? Sở Phong đối Nữ Vương đại nhân hỏi, không quá giống a? À? Nữ Vương đại nhân nói, tám con màu đỏ cửa thú trên thân thật có khí diễm lưu động, lưu động ở giữa hội hiện ra đặc biệt đồ án nhưng lấy nàng kinh nghiệm đến xem không hề giống là phù chú đường vân ta nhìn kỹ một chút sở phong mặc dù kết giới tu vi bị hạn chế thiên nhãn các loại thủ đoạn vậy không sử dụng được nhưng hắn dù sao cũng là giới linh sư nhiều năm như vậy quan sát kinh nghiệm hay là tại cái kia chút khí diễm đồ án từ mặt ngoài đến xem xác thực không giống như là phù chú đường vân đồng thời khí diễm đồ án là không ngừng biến hóa là không cố định nhưng sở phong trực giác cùng kinh nghiệm lại tại nói với chính mình cái kia chính là phù chú đường vân càng là khó mà bị phân biệt, liền càng nói rõ cái kia chất chứa chân chính huyền bí. Thế là sở phong nghiêm túc quan sát, đồng thời rất nhanh tìm được quy luật. Nguyên lai like, cái kia khí diễm đồ án phần lớn thời gian không phải phù chú đường vân, dù sao nó một mực tại biến hóa. Thế nhưng là tại rất nhiều biến hóa bên trong có một ít biến hóa thật là phù chú đường vân. Sở phong bằng vào ký ức đem cái kia chút phù chú đường vân toàn bộ ghi lại, cuối cùng dựa theo mình kinh nghiệm tiến hành chắp phá, rất nhanh phát hiện hoàn chỉnh phù chú đường vân tự nhiên cũng là phát hiện huyền cơ chỗ. Quả nhiên là phù chú đường vân, ta liền nói chỗ nào cảm giác không đúng, nguyên lai là cái dạng này. Lúc này sở phong mừng rỡ, thật sự là phù chú đường vân à, vậy ngươi nhưng có xem thấu, chất chứa cái gì huyền bí. Nữ vương đại nhân hỏi, đàn đàn, ta đã biết nên làm như thế nào, nơi đây có thể phá. Sở phong này nói cho hết lời, cung tên trong tay lập tức bắn ra chỉ là một tiếng này, cũng không có bắn về phía nữ tử kia, mà là bắn về phía trong đó một cái cường đại nhất màu đỏ cự thú. Cái kia màu đỏ cự thú, vậy đang toàn lực giao chiến, căn bản không có phát hiện Sở Phong tồn tại, Sở Phong một tiếng này trực tiếp trúng vào chỗ yếu. Một tiếng kêu rên, liền lật ngã xuống đất, hóa thành màu đỏ khí diễm đi tứ tán. Mà bất thình lình một màn, để nữ tử cũng là cảm thấy không hiểu. Nàng đang toàn lực giao chiến, căn bản không có chú ý tới, cái kia cự thú vì sao lại đột nhiên chết đi? Cho nên cảm giác có chút không hiểu ra sao cả. Ba ba bá, bá, nhưng vào lúc này, lại liên tục ba đạo màu vàng quang tiến bay lượn mà đến. Chỉ là cái này ba đạo màu vàng quang tiến, mặc dù đều là đánh trúng ba cái cự thú, nhưng ba cái cự thú hiển nhiên có phòng bị, cũng không bị đánh trúng yếu hại. Là cái kia trận pháp, cái kia trận pháp, vì sao muốn giúp ta? Lúc này, nữ tử kia vậy rốt cục phát hiện Sở Phong, đồng thời xác nhận là Sở Phong đang giúp nàng, nhưng nàng lại càng là không hiểu. Trước đó nhắc nhở không phải rõ ràng để trận pháp này, nàng tranh chấp sao? Làm sao hiện tại trận pháp này, lại đến giúp mình đâu? Ngao ô, lúc này, màu đỏ cửa thú vậy bắt đầu hướng sở phong công đi qua. Mà sở phong vậy không chạy trốn, ngược lại là hướng màu đỏ cửa thú phản công mà đi. Mặc dù cùng là thiên võ nhất trọng, chiến lực cũng là giống nhau, nhưng kinh nghiệm chiến đấu thứ này, liền sẽ đưa đến áp chế tác dụng. Mà sở phong kinh nghiệm chiến đấu, liền cái kia màu đỏ cửa thú vậy là kém xa tít tắp sở phong cái này vừa ra tay liền lập tức áp chế ba cái màu đỏ cửa thú trận pháp quả nhiên khác biệt nhìn thấy sở phong biểu hiện nữ tử biết sở phong thực lực phía trên nàng nhưng nàng lại vậy không có quá nhiều kinh ngạc cùng ngoài ý muốn dù sao ở trong mắt nàng sở phong chỉ là trận pháp biến thành trận pháp là cường lại yếu đều là thiết kế tốt làm sao đáng kinh ngạc sở phong bằng vào cường đại kinh nghiệm chiến đấu dù là hắn một thân một mình cũng có thể lấy đánh bại cái này tám con màu đỏ cửa thú đừng nói là còn có nữ tử tương trợ rất nhanh còn lại 7 con cự thú, cũng là bị hai người chỗ đánh tan. Ngay tại tất cả cửa thú bị đánh tan về sau, cái kia màu vàng cột sáng vậy mà tản ra, thay vào đó chính là ngập trời xương lạnh. Cái kia xương lạnh hóa thành một nữ tử, cho dù thấy không rõ ngũ quan, nhưng sở phong một chút liền nhận ra, cái kia chính là sở phong tại thần bí nơi gặp được nữ tử. Chúc mừng hai vị, liên thủ phá vỡ cái này liên quan. Cái kia băng xương nữ tử, lời nói ở đây cố ý nhìn về phía sở phong, nhất là ngươi. Quả nhiên không để người thất vọng, nói xong nàng phất ống tay áo một cái hai đạo quyển trục phân biệt bay về phía sở phong cùng nữ tử kia đây là các ngươi riêng phần mình cần tán đi a à, cái kia băng xương nữ tử này nói cho hết lời hai đường kết giới chi lực liền phân biệt rơi vào sở phong cùng cái kia trên người nữ tử cái kia kết giới chi lực bao trùm phía dưới sở phong trên thân tia sáng tán đi tu vi cũng là bắt đầu khôi phục ngươi không phải trận pháp biến thành lúc này nữ tử kia nhìn về phía sở phong nàng rốt cục ý thức được sở phong không phải trận pháp tiền bối hợp tác vui vẻ. Sở phong mỉm cười đối tiền bối này làm thi lễ, mà liền tại lúc này, sở phong trên thân tia sáng tán đi, cũng là nổi lên lúc đầu bộ mặt. Ngươi, nữ tử kia nhìn thấy sở phong khuôn mặt, trên mặt vậy mà hiện ra một vòng hoảng hốt kinh ngạc. Nhưng một lúc sau, sở phong liền biến mất không thấy gì nữa. Sở phong trực tiếp về tới, hắn chỗ nghỉ ngơi trong cung điện. Chỉ là lúc này, sở phong nhưng cũng là có chút hoảng hốt. Sở phong, cái kia quyển trục là cái gì? Sở phong, sở phong, ngươi thế nào, nữ vương đại nhân liên tục kêu gọi nhưng lại phát hiện sở phong có chút thất thần. a, à, không có việc gì. sở phong kịp phản ứng về sau, vội vàng trả lời. không có việc gì, người làm sao thất thần? nữ vương đại nhân có chút bận tâm, thật không có sự tình, chỉ là vừa mới nhìn thấy vị tiền bối kia, ta lại cảm ơn có chút quen thuộc, nhưng ta rõ ràng trước đó không có gặp qua nàng. sở phong nói, nguyên lai like, tại một khắc cuối cùng, nữ tử kia trên thân tia sáng cũng là tán đi, sở phong có thể nhìn thấy. Nàng là một tên thân thể đoan trang lão phu nhân. Mặc dù đã là lão niên bộ dáng, tóc trắng phơ, không chỉ có quần áo vừa vặn, càng là khí chất phi phàm, có thể nói như vậy, tại lão phu nhân bên trong, nàng vậy tuyệt đối là có thể mê đảo một mảnh lão đầu tồn tại. Nhưng Sở Phong để ý không phải cái này, mà là nhìn thấy cái kia lão phu nhân một khắc này, Sở Phong trong lòng lại có một loại nói không rõ cảm giác, không hiểu thân thiết. Mà cùng lúc đó, một tòa bên trong nhà gỗ, tên kia lão phu nhân bóng dáng cũng là lại hiện ra trong tay nàng vậy nắm một cái quyển trục, cái kia quyển trục chính là mới vừa rồi đoạt được, nhưng nàng lại trực tiếp đem quyển trục ném xuống đất. Tiện tay lấy làm ra một bộ bức tranh, sau đó phóng thích kết giới chi lực, dung nhập bức tranh bên trong, tạo thành sở phong bộ dáng. Cái này lão phu nhân, không chỉ có là chân long giới linh sư. Chủ yếu nhất là, nàng vị trí, kỳ thật cùng sở phong khoảng cách cũng không xa. Trường 5401, hèn hạ kế hoạch. Sở phong cũng chưa suy nghĩ nhiều, vội vàng đánh mở quyển trục, cẩn thận quan sát lên. Tuy nói vị lão phụ kia người, mang cho hắn cảm giác, xác thực đặc biệt, nhưng dù sao quyển trục này mới là sở phong mục tiêu. Đánh mở quyển trục về sau, sở phong phát hiện, quyển trục phía trên là một đạo kết giới môn, kết giới môn ở giữa có một đạo phi thường đáng sợ đồ án. Kết giới môn phía dưới thì là viết, cường giả nơi, chỉ có dũng giả phối nhập chi. Đây là ý gì? Lại là một cái cửa, tiến một cái cửa, cầm cái quyển trục, sau đó lại tiến một cái cửa, lấy thêm một cái quyển trục, tại cái này vô hạn sáu qua đâu. Nữ vương đại nhân có chút sinh khí, không khỏi xem thường. Là có chút quá mức, chỉ là đáng tiếc, hiện tại liền cái cửa này ở đâu cũng không biết. Đi hỏi một chút linh xanh nhi các nàng, có lẽ các nàng hội biết được. So với nữ vương đại nhân sinh khí, Sở Phong ngược lại là tâm tính rất tốt. Hắn có thể cảm giác được, cách hắn nghĩ ra được đồ vật đã là càng ngày càng gần, cho dù Sở Phong cũng không biết hắn có thể được đến cái gì. Nhưng hắn có loại dự cảm, cố gắng nhất định có thu hoạch, hắn nhất định sẽ không tay không mà về. Bạch Vân Khanh đâu, nhưng rất nhanh, Sở Phong phát hiện Bạch Vân Khanh không thấy. Bất quá Sở Phong cũng chưa suy nghĩ nhiều, dù sao Sở Phong mới vừa tiến vào quyển trục thế giới bên trong, khả năng Bạch Vân Khanh coi là Sở Phong đi ra, đi tìm kiếm mình vậy rất có thể. Thế là Sở Phong làm ra cung điện, muốn nhìn một chút, có thể hay không tìm tới Bạch Vân Khanh, tìm không thấy lời nói liền đi tìm Linh Xanh Nhi. Hỏi một chút Linh Xanh Nhi, liên quan tới cái kia khác lấy đáng sợ đồ án kết giới môn sự tình. Ông, nhưng Sở Phong mới vừa đi ra cửa cung điện, nó trước người không gian một trận vặn vẹo, một cái lão giả xuất hiện ở sở phong trước mặt. Ẩn tàng kết giới, sở phong liếc mắt liền nhìn ra, lão giả kia quanh thân kết giới chi lực, chính là ẩn tàng kết giới, nói rõ lão giả rất có thể sớm chính là chỗ này. Thế nhưng là tại thất giới thánh phủ lãnh địa, hắn vì sao muốn ẩn tàng thân hình? Sở phong ngươi đi đâu? Lão giả kia hiện thân về sau, đúng là một mặt kinh ngạc nhìn xem sở phong. Ta đi đâu? Ta một mực tại trong cung điện, ngươi là ai? Sở phong hỏi người chừng nào thì trở về lão giả hỏi ta nói ta một mực tại sở phong nói không có khả năng lão giả một mặt không tin mà nghe đến đó sở phong ý thức được lão giả đã có thể qua kết luận sở phong trước đó không còn trong cung điện vậy liền chỉ có một nguyên nhân hắn đi vào qua cái kia bạch vân khanh biến mất không thấy gì nữa rất có thể liền không có đơn giản như vậy thế là hai mắt nhắm lại bạch vân khanh đi đâu mà nghe được sở phong hỏi thăm bạch vân khanh lão giả kia không khỏi cười bạch vân khanh phạm phải sai lầm lớn hắn vì giúp ngươi đi sống tạm bỡ mệnh thủy tinh bị bắt lại dám can đảm trộm ta thất giới thánh phủ đồ vật chính là tội lớn hắn chết chắc rồi sống tạm bỡ mệnh thủy tinh hắn trộm ai sinh mệnh thủy tinh sở phong hỏi trộm xương vũ đại nhân sinh mệnh thủy tinh lão giả nói không có khả năng các ngươi đang vụ oan hắn sở phong lập tức kết luận đối phương là đang vụ oan bạch vân khanh tuy nói hắn xác thực cần sinh mệnh thủy tinh nhưng sở phong cảm thấy bạch vân khanh có mốc vậy sẽ không ngốc đến tại thất giới thánh phủ trộm đồ. Ta vì sao muốn oan uổng hắn, nhưng nhưng vào lúc này, lại có một thanh âm vang lên, thuận âm thanh quan sát, nơi xa chân trời một đạo tóc đen trung niên nữ tử lại hiện ra, chính là vị kia xương vũ đại nhân. Tiên bối, Bạch Vân Khanh thật trộm ngươi sinh mệnh thủy tinh. Sở phong hỏi, là, bị ta bắt cá nhân tang cũng lấy được, xương vũ đại nhân nói, sở phong mặc dù không có phản bác, thế nhưng là hắn vẫn không tin, hắn cảm thấy sự tình tất có kỳ quặc vì vậy nói hắn hiện tại ở đâu tại hắn trước khi chết ta có thể mang ngươi gặp hắn một lần đi theo ta a à, sương vũ đại nhân đang khi nói chuyện liền vì sở phong dẫn đường mà sở phong cũng là theo sát phía sau đi theo rất nhanh đi tới một tòa trong địa lao mà ở chỗ này quả nhiên gặp được bạch vân khanh to như vậy địa lao chỉ giam giữ lấy bạch vân khanh một cái người nhưng ở chỗ này nhưng lại có hai vị thất giới thánh phủ thị vệ sở phong đại ca bạch vân khanh nhìn thấy sở phong như là nhìn thấy cây cỏ cứu mạng Ngươi thế nào, không có sao chứ? Sở phong hỏi, ta không sao, nhưng là sở phong đại ca, ta không có sống tạm bỡ mệnh thủy tinh, là nàng oan uổng ta. Bạch Vân Khanh chỉ hướng sở phong sau lưng xương vũ đại nhân. Nàng gạt ta, nói quyết định đem sinh mệnh thủy tinh cho ngươi, lại báo cho ta một chỗ, để cho ta đem sinh mệnh thủy tinh lấy tới, trả lại cho ta tiến vào cái chỗ kia kết giới chìa khóa. Nhưng ta vừa tiến vào nơi đó, vừa mới đem sinh mệnh thủy tinh cầm tới, hắn lại dẫn thất giới thánh phủ người xuất hiện, oan uổng ta trộm sinh mệnh thủy tinh. Bạch Vân Khanh nói, nghe được lời nói này, Sở Phong lập tức nhìn về phía Sương Vũ Đại Nhân. Ngươi vì sao muốn làm như vậy? Sở Phong hỏi, vì giới chu thiếu gia. Sương Vũ Đại Nhân nói, nàng lời này vừa nói ra, Sở Phong cùng Bạch Vân Khanh đều hoặc nhiều hoặc ít có chút ngoài ý muốn, các nàng ngoài ý muốn là, cái này Sương Vũ Đại Nhân lại không có một chút phản bác chỉ ý, mà là trực tiếp thừa nhận. Vì hắn, cho nên chuyện này là hướng ta đến. Sở Phong hỏi, Sở Phong cảm thấy, Bạch Vân Khanh cùng giới chu mặc dù có ân oán, nhưng giới chủ muốn đối phó Bạch Vân Khanh, không cần như thế phiền phức. Bây giờ lớn phí chắc trở, hơn phân nửa là hướng về phía hắn. Người cực kỳ thông minh, Sương Vũ Đại Nhân nói, vậy các người nghĩ tới ta như thế nào? Sở Phong hỏi, vậy phải xem người muốn cho Bạch Vân Khanh sống, còn là muốn cho Bạch Vân Khanh chết. Sương Vũ Đại Nhân nói, người có chuyện nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng. Sở Phong nói, ngày mai, Bạch Vân Khanh trộm cắp sinh mệnh thủy tinh sự tình đem hội công bố, hắn hội bị đương chúng xử tử nếu là người nguyện ý trước mặt mọi người thừa nhận là ngươi chỉ thị bạch vân khanh đi trộm cắp sinh mệnh thủy tinh đồng thời phá giải nơi ẩn tàng là bởi vì ngươi dựa dẫm vào ta sớm nhìn lén qua nơi ẩn tàng phương pháp phá giải lại trộm đi tăng lên kết giới chi thuật đan dược lại phục dụng mới có thể thành công phá vỡ nơi ẩn tàng ta không chỉ có thể lấy thả qua bạch vân khanh cũng có thể lấy thả qua ngươi sương vũ đại nhân nói nhưng nàng này nói cho hết lời còn không cần sở phong mở miệng bạch vân khanh liền lập tức hô lớn không được Sở phong đại ca, người tuyệt đối không thể đáp ứng nàng, ta Bạch Vân Khanh cho dù chết, cũng không thể để ngươi bị như thế oan khuất. Khoảng cách ngày mai xử quyết Bạch Vân Khanh, còn có 12 canh giờ, người có thể suy tính một chút. Sương Vũ Đại Nhân nói, không cần cân nhắc, ta ứng. Sở phong nói, sở phong đại ca, không thể lấy, người không thể lấy dạng này, ta tình nguyện chết, vậy không nguyện ý ngươi. Bạch Vân Khanh tiếp tục hô to, nhưng sở phong lại xuất thủ, ra hiệu Bạch Vân Khanh không còn nói. Người xác định, người nếu ứng nghiệm, lúc này ngay cả sương vũ đại nhân nhìn xem sở phong đều có chút ngoài ý muốn nàng vậy không nghĩ tới sở phong hội ứng sảng khoái như vậy giống như ngươi chỗ nghe được ta đáp ứng ngươi nhưng ngươi nhất định phải nói lời giữ lời thả qua huynh đệ của ta sở phong nói ra có thể nhưng ngươi còn có một việc muốn làm sương vũ đại nhân nói nói sở phong nói ngươi muốn trước mặt mọi người cùng giới chu thiếu ra so đấu kết giới chi thuật ngươi cũng không cần nhường có thể đem hết toàn lực nhưng ngươi không thể lấy thắng người rõ ràng ta ý tứ sao sương vũ đại nhân nói không phải liền là muốn ta bại bởi giới chu làm cái kia giới chu đá đặt chân sao có thể sở phong cười hắn là tại cười nhạo cười nhạo xương vũ đại nhân cùng giới chu hèn hạ sở phong người không cần dở trò gian bởi vì ở chỗ này không có người sẽ tin tưởng ngươi người ngoài này lời nói ta muốn các ngươi hai cái chết các ngươi hai cái vậy tuyệt đối không sống được sương vũ đại nhân lại nói là người muốn hai chúng ta chết hai chúng ta tuyệt đối không sống được vậy ta muốn thế nào tin tưởng ngươi tại ta hoàn thành ngươi yêu cầu về sau ngươi sẽ thả qua chúng ta đây sở phong lại hỏi ngày mai tại ngươi cùng giới chu thiếu gia giao thủ trước đó giới chu thiếu gia hội muốn nói với ngươi chỉ cần ngươi dám cùng nó giao thủ vô luận thắng bại như thế nào đều thả các ngươi rời đi có giới chu thiếu gia hứa hẹn chúng ta tự nhiên không cần thiết giết ngươi Sương vũ đại nhân nói nghe đến đó sở phong khinh miệt một cười nói biết đã ngươi nguyện ý đáp ứng vậy liền không cần ngày mai người đi về trước đi một tiếng về sau người hội nghe được tiếng chuông thuận tiếng chuông mà đến liền có thể người tới đem sở phong hộ đưa trở về nói xong sương vũ đại nhân liền nhìn thoáng qua nơi đây thị vệ mà thị vệ kia liền dẫn sở phong rời đi nơi đây nói là hộ tống sở phong rời đi trên thực tế liền là giám thị sở phong chỉ là tại sở phong sau khi đi cái kia sương vũ đại nhân cũng là nhìn xem sở phong phương hướng rời đi ánh mắt trở nên phức tạp kẻ này càng như thế trọng tình nghĩa nàng vốn cho rằng kế hoạch sẽ không như thế thuận lợi dù sao không người nào nguyện ý vì hắn nhân sinh chết mà gánh vác dạng này oan khuất vậy nguyên nhân chính là như thế sở phong sảng khoái đáp ứng thì là hoàn toàn ngoài nàng dự kiến gặp sở phong nặng như thế tình nghĩa nàng lại bỗng nhiên có chút áy náy nguyên bản nàng hoàn toàn không đem sở phong để vào mắt nhưng phải biết sở phong phá vỡ nơi ẩn tàng có được loại kia nghịch thiên thực lực về sau nàng đối sở phong cũng là lau mắt mà nhìn bây giờ cái này lau mắt mà nhìn thành phần thì là càng đậm dù sao thiên phú cùng nhân phẩm tốt như vậy tiểu bối, nàng nhiều năm như vậy, nhìn thấy cũng là không nhiều. Hại dạng này thiên tài, trong nội tâm nàng cũng sẽ có cảm giác tội lỗi. Nhưng bỗng nhiên, nàng xoắn suýt ánh mắt, lại lần nữa trở nên lãnh khốc. Giới chu thiếu gia chính là niệm thanh đại nhân ký thác, vì niệm thanh đại nhân, hết thảy đều là đáng giá. Nàng chỉ có thể ở trong lòng, như thế thuyết phục mình. chương năm hai chuyển biến xấu đến cùng. Sau đó, sở phong liền về tới trong cung điện, mà cái kia vị thất giới thánh phủ thị vệ thì là ẩn giấu đi thân hình. Nhưng Sở Phong biết, hắn không có rời đi, hắn vẫn còn đang cung điện bên ngoài, tại giám thị bí mật lấy mình một lần khẽ động. Ông, nhưng bỗng nhiên, một đạo vô hình kết giới chi lực lại hiện ra, bao trùm ở Sở Phong. Cùng lúc đó, một cái tay nhỏ cũng là lại hiện ra, bưng kín Sở Phong miệng. "Xuyệt, đừng nói chuyện." Một đạo bí mật truyền âm cũng là ánh vào Sở Phong tai màn. Sở Phong có thể qua nhìn thấy, là Linh Xanh Nhi đứng ở trước mặt nàng chỉ là lúc này trên người nàng, mặc một bộ đặc thù áo choàng. Người làm sao tại cái này, nhìn thấy Linh Xanh Nhi, sở phong vậy là có chút ngoài ý muốn. Sở phong, nói ngắn gọn, Bạch Vân Khanh bị bắt sự tình ta đã biết, ta vốn là muốn cứu hắn, cho nên tiềm nhập hắn bị giam giữ nơi. Làm sao có người trông coi, ta cũng là bất lực. Nhưng là vừa vặn ta nghe tại cái kia trong địa lao, cho nên người cùng Sương Vũ nói chuyện với nhau ta đều nghe được. Người nghe ta nói, ta có thể mang ngươi chạy khỏi nơi này, người bây giờ liền theo ta đi, về phần bạch vân khanh ta sẽ nghĩ biện pháp cứu hắn lời nói ở đây linh xanh nhi lấy ra một cái túi càn khôn đưa cho sở phong cái này là ta trước mắt có thể làm đến tối đa nếu là ngươi cần ta về sau lại nghĩ biện pháp giúp ngươi ngươi cầm trước sở phong phát hiện trong túi càn khôn chính là là sinh mệnh thủy tinh đồng thời có bốn viên ta trước mang ngươi rời đi nơi này mà khi sở phong tiếp qua túi càn khôn về sau linh xanh nhi liền mở ra cái kia áo choàng mong muốn đem sở phong vậy bao phủ trong đó sở phong nhìn ra cái kia áo choàng chất chứa cực kỳ lợi hại ẩn tàng trận pháp đây cũng là vì sao lúc trước rõ ràng linh xanh nhi ngay tại cái kia địa lao thế nhưng là sở phong cùng sương vũ đại nhân đều không có phát hiện nàng nguyên nhân xanh nhi cô nương người tốt ý ta xin tâm lĩnh nhưng là bạch vân khanh chính là huynh đệ của ta ta tuyệt đối không thể không quản sở phong mặc dù đem sinh mệnh thủy tinh nhận lấy nhưng lại cũng không dự định rời đi sở phong ta nói ta sẽ nghĩ biện pháp cứu bạch vân khanh Huống hồ ngươi phải biết, bọn hắn mục tiêu là ngươi. Chỉ cần ngươi không ở nơi này, bọn hắn khẳng định vậy sẽ không thanh Bạch Vân Khanh thế nào. Chỉ có ngươi còn sống, Bạch Vân Khanh mới có thể sống lấy. Linh Xanh Nhi nói, Xanh Nhi cô nương, chuyện này ta từ sẽ giải quyết, ngươi không cần vì ta quan tâm. Sở Phong nói ra, Sở Phong, chẳng lẽ ngươi thật muốn gánh vác loại này oan khuất? Liên tính bọn họ thật sẽ thả qua ngươi, nhưng ngươi như danh dự quét rác, cái này đối ngươi sẽ là lớn cỡ nào ảnh hưởng, ngươi biết không? Ngươi thiên phú như vậy bằng cái gì làm giới chu tên phế vật kia bàn đạp hắn xứng sao linh sanh nhi nói sanh nhi cô nương ta đã quyết định ngươi không cần lại khuyên cũng không cần lo lắng cho ta sở phong nói ra ngươi làm sao quật cường như vậy a à? linh sanh nhi một mặt không hiểu nhìn xem sở phong trong lòng nàng sở phong cũng không giống như ngu xuẩn người nhưng bây giờ lại tại làm lấy quyết định ngu xuẩn đối với linh sanh nhi cái kia nhìn đồ đần một dạng ánh mắt sở phong cũng chưa giải thích mà là cười nói xanh nhi cô nương như muốn giúp ta, không ngươi giúp ta một chuyện khác. Ngươi giúp ta xem một chút, đây là địa phương nào. Sở phong đang khi nói chuyện phất ống tay áo một cái, một đạo kết giới môn đồ án phát họa mà ra. Đây chính là sở phong từ quyển trục bên trong chỗ phát hiện kết giới môn. Chỉ là Linh Xanh Nhi nhìn thoáng qua, lại lắc đầu, không gặp qua nơi này. Sở phong, đây là địa phương nào, ngươi là từ đâu biết được. Linh Xanh Nhi lại đối sở phong hỏi, Xanh Nhi cô nương, ta liền không dối gạt ngươi. Sở Phong đang khi nói chuyện, đem cái kia quyển trục lấy ra ngoài. Lúc trước ngươi tỉ tỉ hỏi ta, tại cái kia nơi ẩn tàng, phải chăng đạt được chỗ tốt? Ta không muốn để cho ngoại nhân biết ta được đến chỗ tốt, tránh cho thất giới thánh phủ nhầm vào ta, cho nên lừa nàng. Trên thực tế, ta được đến một chương quyển trục, nhưng cái kia quyển trục cũng không phải là cuốn này trục. Cái kia quyển trục đưa đến ta tiến vào một chỗ, coi ta ra tới thời điểm, nó đã không thấy. Bất quá cái này đã không trọng yếu, trọng yếu là ta được đến mới quyển trục, cái này quyển trục phía trên chỉ cấp cái này nhắc nhở. Sở phong đem quyển sau mở ra, đem trên quyển trục nội dung cho Linh Xanh Nhi nhìn. Cho nên người cảm thấy nơi này, chất chứa cổ điện chân chính bí mật. Linh Xanh Nhi hỏi, ta cảm thấy là, sở phong nói ra, khẳng định là, bởi vì ta nghe nói lúc trước giới nhiễm thanh đại nhân, cũng đã nhận được một cái quyển trục, bởi vậy có một chỗ, chỉ có nàng biết đi vào phương pháp. Chỉ là chuyện này ta chỉ là nghe nói, không thể xác định. Nhưng là người cái này kết giới môn, không biết có phải hay không là cái kia chỉ có giới nhiễm thanh đại nhân có thể đi vào địa phương linh xanh nhi nói ờ giới nhiễm thanh đại nhân cũng nhận được qua một cái quyển trục sở phong có chút ngoài ý muốn chỉ là nghe nói bởi vì giới nhiễm thanh đại nhân chưa hề thừa nhận qua việc này nhưng nàng từ khi tiến vào qua cổ điện tầng cuối cùng về sau xác thực hội thường xuyên lại tới đây đồng thời mỗi lần rời đi đều sẽ có không nhỏ tăng tiến cho nên có người suy đoán nàng tới đây là tiến hành tu luyện bởi vậy vậy có rất nhiều truyền ngôn Bất quá lời đồn đại này nhất là đáng tin cậy, là giới nhiễm thanh đại nhân một cái hảo hữu chính miệng nói, đằng sau người này cũng bởi vì đem việc này nói ra, mà bị nghiêm trọng trách phạt. Linh Xanh Nhi nói ra, lại có loại sự tình này, nghe được Linh Xanh Nhi nói như vậy, sở phong cũng cảm thấy việc này có thể là thật. Bởi vậy hắn cũng biến thành càng thêm hưng phấn lên, nếu như cái này kết giới môn, thật mẫu thân của nàng vậy đi vào qua, cái kia có lẽ còn có thể tìm tới liên quan tới mẫu thân của nàng vết tích. Lúc này Linh Xanh Nhi vừa nhìn về phía cái kia quyển trục, nghiêm túc bắt đầu đánh giá, biểu hiện ra cực lớn hứng thú. Xanh nhi cô nương, ta biết đứng tại ngươi lập trường, muốn ngươi giúp ta chuyện này, đối với ngươi mà nói rất khó. Nhưng ta vẫn là hy vọng, ngươi giúp ta đi hỏi thăm một chút, nhìn phải chăng có người biết được, nơi này ở đâu. Sở phong nói ra, cái này có cái gì khó, nếu là không có ngươi, chúng ta đều chết tại cái kia nơi ẩn tàng. Nơi này tuy bị chúng ta khống chế, nhưng nơi này vốn cũng không thuộc tại chúng ta, vốn là năng giả phá đi. Sở phong, ngươi chờ một chút, ta cái này đi nghe ngóng, rất nhanh cho ngươi trả lời chắc chắn. Nói xong, Linh Xanh Nhi liền đi ra ngoài, bởi vì có cái kia ẩn tàng áo choàng tại, bên ngoài thị vệ cũng là không có phát hiện Linh Xanh Nhi. Linh Xanh Nhi sau khi đi, sở phong thì là trực tiếp đem túi càn khôn mở ra, đồng thời đem bốn viên sinh mệnh thủy tinh tỉnh lại, vì nữ vương đại nhân tiến hành chữa thương. Bốn viên sinh mệnh thủy tinh lực lượng, xác thực không thể khinh thường, nữ vương đại nhân tu vi khôi phục không ít. Mặc dù so với lúc trước còn kém rất nhiều, nhưng cái này khiến sở phong ý thức được, chỉ cần có đầy đủ sinh mệnh thủy tinh, là hoàn toàn có thể cho nữ vương đại nhân triệt để khôi phục. Đàn đàn, ta nhất định sẽ làm cho người triệt để khôi phục. Sở phong đối nữ vương đại nhân nói ra, nhưng lúc này nữ vương đại nhân lại mặt lộ lo lắng, không khỏi hỏi. Sở phong, người tiếp xuống chuẩn bị làm sao bây giờ? Người thật muốn dựa theo bọn hắn nói làm, ân, sở phong đáp, người hoàn toàn không cần thiết dạng này. Cái kia thần hưu không phải nói sẽ giúp ngươi, ngươi để nàng ra tới giúp ngươi có nàng lực lượng tại ngươi không chỉ có thể lấy cứu đi bạch vân khanh thất giới thánh phủ người vậy tuyệt đối ngăn không được ngươi nữ vương đại nhân nói ra liền là có cái kia thần hưu tiền bối tại mới không thể trực tiếp rời đi ta nếu là trực tiếp mang theo bạch vân khanh rời đi bọn hắn muốn oan uổng ta vậy hoàn toàn có thể oan uổng ta dù sao đây là thất giới thánh phủ lãnh địa bọn hắn lời nói xác thực càng có phân lượng sở phong nói ra vậy ngươi dự định là nữ vương đại nhân hỏi Sở Phong nhàn nhạt, nhạt một cười, cái kia xương vũ đại nhân ta đánh bất quá, cái kia giới chu ta còn đánh nữa thôi qua. Tự nhiên là hung ác đánh cho hắn một trận lại đi. Ha ha, cái này được, nghe được Sở Phong vừa nói như vậy, nữ vương đại nhân cười biểu thị đồng ý, dù sao có thần hưu lật tẩy, cũng căn bản không sợ không cách nào rời đi. Đã cùng thất giới thánh phủ quan hệ không cách nào lành, vậy cũng liền không sợ chuyển biến xấu, dứt khoát. Liền chuyển biến xấu đến cùng, trường 5403, biến ảo nơi, keng, keng, bên ngoài truyền đến từng trận tiếng chuông ngược lại là đủ đúng giờ nghe được cái kia tiếng chuông sở phong châm biếm một cười cùng sương vũ đại nhân ước định đã đến giờ nhưng sở phong cũng không lập tức lên đường bởi vì linh xanh nhi còn chưa trở về sở phong cũng là không vội sương vũ đại nhân chân chính mục tiêu là sở phong cho nên chỉ cần sở phong còn ở nơi này nàng liền sẽ không sợ sệt sở phong thoát đi mà chờ đợi một đoạn thời gian về sau linh xanh nhi cũng là rốt cục trở về chỉ là qua nét mặt của linh xanh nhi liền có thể nhìn ra nàng chuyến này thu hoạch hiển nhiên không bằng mong muốn sở phong có thể hỏi người ta đều hỏi không có ai biết cái kia kết giới môn tại chỗ nào thậm chí không ai gặp qua biết được kết quả này sở phong cũng là nhíu mày ý thức được nghĩ thế lần tiến vào cái kia kết giới môn tựa hồ rất không có khả năng sở phong người thật muốn đi sao linh xanh nhi hỏi nàng vẫn là không muốn sở phong phó ước xanh nhi cô nương chớ muốn lo lắng ta nhìn ta biểu diễn Sở phong có chút một cười, chợt liền đi ra cung điện, hướng tiếng chuông truyền đến phương hướng bay vút đi. Mà Linh Xanh Nhi cũng là lấy ẩn tàng tư thái, đi theo sở phong mà đi. Lúc này sở phong có thể cảm giác được, còn có một đạo ẩn tàng khí thức đi theo mình, tự nhiên chính là cái kia, một mực canh giữ ở mình cửa cung điện thị vệ. Bởi vậy có thể thấy được, Linh Xanh Nhi cái kia ẩn tàng áo choàng thật rất lợi hại, dù là thị vệ kia liền theo sau lưng, nhưng không chút nào không phát hiện được, Linh Xanh Nhi tồn tại giống như có chút xa a, à, rõ ràng nghe thanh âm rất gần. Phi hành một đoạn thời gian về sau, Sở Phong phát ra cảm thán, vốn cho rằng rất nhanh liền có thể đến, cái kia tiếng chuông truyền đến vị trí. Nhưng bay lượn sau một thời gian ngắn, Sở Phong phát hiện chỗ kia là có chút xa. Rất xa, tại nơi đây chỗ sâu, Linh Xanh Nhi nói, Xanh Nhi cô nương biết, cái kia là địa phương nào. Sở Phong hiếu kỳ hỏi, hắn cảm thấy bình thường tới nói, chỉ là muốn đối phó Sở Phong cùng Bạch Vân Khanh lời nói, hoàn toàn không cần lớn phí chắc trở nhưng bây giờ, lại cố ý lựa chọn nơi này, cái kia tất lại chính là có nhất định nguyên nhân. Cái này đặc biệt tiếng chuông, chỉ có thể là nơi đó. Nơi đó gọi là biến ảo nơi, nhưng chúng ta càng thói quen xưng nơi đó vì quyết đấu nơi. Nói đến, đó cũng là nơi đây tương đối kỳ lạ địa phương một trong. Linh Xanh Nhi nói, có gì kỳ lạ, sở phong hỏi, chỉ cần ở nơi đó giao thủ, liền hội dẫn phát dị tượng, dị tượng càng mạnh, liền chứng minh giao thủ người thiên phú càng cao. Năm đó, giới nhiễm thanh đại nhân cùng mẫu thân của ta luận bàn, liền từng dẫn phát qua đen hồng sen lẫn dị tượng, chàng diện kia phi thường kinh người. Đương nhiên, mẫu thân của ta cũng không phải giới nhiễm thanh đại nhân đối thủ, giới nhiễm thanh đại nhân chỉ là muốn thử một chút, đến cùng có thể gây nên sao dị tượng, cho nên cùng mẫu thân của ta luận bàn một cái. Nhưng bởi vì mẫu thân của ta thực lực có hạn, cho nên cái kia màu đỏ dị tượng, có thể nói là mẫu thân của ta cực hạn, nhưng tuyệt đối không phải giới nhiễm thanh đại nhân cực hạn. Hiện tại ngươi biết, vì sao bọn hắn hội đem địa phương tuyển ở nơi đó sao? Linh Xanh Nhi nói ra đã hiểu, liền là muốn thanh ta lợi dụng triệt để một điểm. Sở phong cười cười, là, giới chu thiên phú vốn cũng không kém, người thiên phú càng là ở trên hắn. Hai người các ngươi như là tại nơi đó giao thủ, tất nhiên vậy hội dẫn phát cực mạnh dị tượng. Mà dị tượng mạnh yếu, thường thường lấy bên thắng đến luật, cho nên chỉ cần cuối cùng thắng là giới chu, như vậy sở hữu người đều sẽ cảm giác đến, cái kia dị tượng là giới chu dẫn dắt. Người đem thực sự trở thành giới chu bàn đạp, cho nên ta mới không hy vọng ngươi đi. Linh Xanh Nhi nói, ta mới nói, nhìn ta biểu diễn sở phong cười cười sở phong người đến cùng muốn làm cái gì nhìn xem sở phong dạng này dáng tươi cười linh xanh nhi không khỏi hỏi tới thời điểm nàng nghe được sở phong nói như vậy liền đã đoán được sở phong hẳn là có nàng kế hoạch mà không phải ngồi chờ chết mà bây giờ nàng càng chắc chắn loại này suy đoán chỉ là sở phong đã muốn cứu bạch vân khanh phương pháp tốt nhất liền là phối hợp xương vũ đại nhân các nàng nếu không chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ thôi cho nên nàng mới không hiểu đến lúc đó ngươi sẽ biết sở phong cười nói mặc dù khoảng cách rất xa nhưng trải qua một phen đi đường sở phong hai người cũng vẫn là đi tới cái kia cái gọi là quyết đấu nơi bởi vì làm đầu tiền sở phong các loại linh xanh nhi chậm trễ một chút thời gian cho nên khi sở phong đuổi tới thời điểm nơi này đã tụ tập không ít người đồng thời vẫn có người tại hướng nơi đây chạy đến đó là một mảnh bình nguyên phía trên vùng bình nguyên có một cái quảng trường quảng trường bên cạnh bên trên có một ngụm chuông lớn mà cái kia truyền lượt toàn bộ truyền thừa tiếng chuông, chính là bắt nguồn từ cái này miệng chuông lớn. Lại tại quảng trường bên cạnh, còn đứng thẳng lấy một cái bia đá, trên tấm bia đá viết biến ảo nơi bốn chữ. Trừ cái đó ra, không còn có cái gì nữa. Nơi này, giống như là một cái cỡ lớn tỉ thí đài, chuyên môn là vì quyết đấu mà chuẩn bị. Mà Bạch Vân Khanh, cùng Sương Vũ Đại Nhân, đều đã ở chỗ này, bao quát giới chu vậy tại. Đám người nhìn xem Bạch Vân Khanh, thì là nghị luận ầm ý, tuy nói Bạch Vân Khanh không có quỷ trên mặt đất, nhưng lại cũng là bị trói lấy sở hữu người đều ý thức được bạch vân khanh hẳn là phạm sai lầm chỉ là mọi người đều tại chờ đợi lấy sương vũ đại nhân đến giải đáp mà không có ai đi hỏi mà sương vũ đại nhân vậy một mực không nói gì nàng là đang đợi chờ đợi một cái nói xảy ra chuyện thời cơ khi nàng nhìn thấy sở phong đi vào về sau biết thời cơ đã đến thế là cái này mới đứng dậy mở miệng các vị ta thất giới thánh phủ lấy lễ đối xử mọi người đem bạch vân khanh coi là quý khách nhưng chưa từng nghĩ nàng lại trộm cắp ta thất giới thánh phủ, cực kỳ trọng yếu sinh mệnh thủy tinh. Ta thất giới thánh phủ quy củ, trộm cắp chính là trọng tội, mà này tội trình độ vậy từ chỗ trộm chi vật quý giá trình độ mà định ra. Cái này Bạch Vân Khanh chỗ trộm chính là là sinh mệnh thủy tinh, cho nên kẻ này hôm nay nên chém. Sương Vũ đại nhân lời này vừa nói ra, chúng tiểu bối nghị luận ẩm ý đồng thời, đều đem ánh mắt rơi vào Sở Phong trên thân. Dù sao liên quan tới Sở Phong sự tình, bọn hắn đều đã biết được, hiện tại bọn họ cũng đều biết, là sở phong cần sinh mệnh thủy tinh bạch vân khanh căn bản cũng không cần mà lúc này đây bạch vân khanh trộm cắp sinh mệnh thủy tinh cái kia hơn phân nửa là cùng sở phong có quan hệ lúc này bạch vân khanh đầy mắt lửa giận hắn rất muốn nói ra chân tướng nhưng hắn lại không cách nào nói chuyện vậy không thể động đậy bởi vì sương vũ đại nhân đã dùng trận pháp trong bóng tối phong bế miệng hắn chỉ là những bọn tiểu bối này cũng nhìn không ra thôi gặp thời cơ chín mùi giới chu cũng là đi ra sương vũ đại nhân ta cảm thấy việc này có kỳ quặc Bạch Vân Khanh căn bản vốn không cần sinh mệnh thủy tinh, không cần thiết bốc lên này phong hiểm. Lời nói ở đây, hắn cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Sở Phong. Cái này là ý gì, mọi người đều hiểu. A, à, có chuyện nói thẳng, Sở Phong nói, "Sở Phong huynh đệ, hẳn là ngươi nói ra suy nghĩ của mình a." À. Giới Chu nói, "Ngươi không phải liền là muốn nói, chỉ thị Bạch Vân Khanh là ta sao?" Sở Phong cười hỏi, "Sở Phong huynh đệ, ngươi nếu là cái nam nhân liền thừa nhận, chứ có để huynh đệ ngươi ta ngươi cõng nồi. Giới chu đối sở phong nói, sở phong tiểu hiếu, thật là ngươi sao? Lúc này sương vũ đại nhân cũng là đối sở phong hỏi. Chỉ là hết thảy rõ ràng đều là nàng chỉ bày ra, nàng lại giả vờ làm một mặt kinh ngạc biểu lộ, để sở phong cảm thấy một trận ác tâm. Cho nên sở phong không tiếp tục để ý tới giới chu cùng sương vũ đại nhân, mà là nhìn chung quanh đám người, cao giọng nói. Ta nói không phải ta chỉ thị, Bạch Vân Khanh cũng không có sống tạm bỡ mệnh thủy tinh, các ngươi tin hay không? Ta nói Bạch Vân Khanh cùng ta là bị oan uổng, các người tin hay không? Sở phong lời này vừa nói ra, đám người tiếng nghị luận càng lớn. Mà giới chu thì là lập tức nhìn về phía xương vũ đại nhân, lúc này xương vũ đại nhân sắc mặt vậy hơi hơi biến hóa. Cái này cùng các nàng kế hoạch tốt nhưng hoàn toàn khác biệt. Thế là xương vũ đại nhân bí mật truyền âm, lập tức ánh vào sở phong trong tai. Sở phong, người nếu dám dở trò gian, các người hai cái đều chứa nghĩ sống. Nhưng đối với xương vũ đại nhân uy hiếp, sở phong lại chỉ là nhàn nhạt, nhạt, một cười, chợt nhìn về phía giới chu. Giới chu, người nhìn xương vũ làm gì, chẳng lẽ là luống cuống. Trường 5404, làm cho người không hiểu cử động. Hoảng, ta hoảng cái gì, sở phong, muốn hoảng không phải là người sao. Người nào không biết, người tới nơi này vì liền là sinh mệnh thủy tinh, đến trị liệu người giới linh. Về phần Bạch Vân Khanh, hắn cũng không cái nhu cầu này, nhưng hắn lại trộm cắp sinh mệnh thủy tinh, không phải người sai khiến còn sẽ là ai. Giới chu phản bác, đối với hắn lời nói này, thất giới thánh phủ đám người cũng là liên tục gật đầu, biểu thị đồng ý. Người có chứng cứ sao? Sở phong hỏi, ta xác thực không có chứng cứ, nhưng chúng ta đều biết là ngươi sai khiến, vô luận ngươi là có hay không thừa nhận, đều không thể thay đổi sự thật này. Nhưng sở phong, nếu là ngươi dám thừa nhận, vậy cũng tính ngươi là nam nhân, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Giới chu nói, cái gì cơ hội? Sở phong hỏi, chỉ cần ngươi thừa nhận, là ngươi sai khiến Bạch Vân Khanh, ta liền thả qua các ngươi. Nhưng có một cái tiền đề, cái kia chính là hôm nay ở chỗ này, ngươi nhất định phải đánh với ta một trận. Giới chu nói, vì sao muốn đánh với ngươi một trận, ngươi là muốn chứng minh cái gì sao? Sở phong hỏi, đương nhiên, ta đã biết, ngươi có thể tại nơi ẩn tàng, thu hoạch được như thế lực lược, chính là là bởi vì trộm cắp xương vũ đại nhân có thể tăng lên kết giới chi lực đan dược, đồng thời ngươi còn trộm đi xương vũ đại nhân từ cổ điện đoạt được quyển trục. Cái kia quyển trục, ghi lại liên quan tới cổ điện bí mật, ngươi có thể tại nơi ẩn tàng tùy tiện phá trận, tất nhiên cũng là từ cái kia trên quyển trục nhìn trộm đoạt được giới chu liên tiếp nói mà hắn nói tới cái này chút liền là muốn phủ định sở phong trước đó làm ra hết thảy cái gì nguyên lai like sở phong có thể phá vỡ nơi ẩn tàng là trộm đi xương vũ đại nhân quyển trục sao lúc này thất giới thánh phủ đám người cũng là mặt lộ kinh ngạc mà sở phong thì là khinh bỉ một cười nói có chứng cứ à không có chứng cứ chính là ngậm máu phun người sở phong tiểu hiếu ta xác thực không có chứng cứ cho nên ta cũng không có truy cứu qua cái gì nhưng ngày đó thật là ta mời ngươi tham quan về sau bị mất quyền trục cùng đan dược lúc này sương vũ đại nhân cũng là mở miệng nàng là muốn lợi dụng thân phận của mình đến cho giới chu môn luận chỗ dựa nhưng không chỉ là bên ngoài mở miệng vụng trộm nàng vậy tại đối sở phong trong bóng tối uy hiếp sở phong người phối hợp một điểm không phải coi như hôm nay ngươi có thể sống bạch vân khanh vậy tuyệt đối sẽ chết ngươi bây giờ như thế không phối hợp là muốn cho bạch vân khanh bởi vì ngươi mà chết sao chớ có để cho ta khinh thị ngươi nhưng là đối với xương vũ đại nhân trong bóng tối uy hiếp, sở phong tựa như nghe không được một dạng, mà là đối nó hỏi. Xương vũ đại nhân, từ khi ta lại tới đây, ngươi liền đối với ta cực kỳ xem thường, thậm chí còn sai người làm khó dễ ta, ngay cả tại thí luyện, đều là để cho ta cùng Bạch Vân Khanh từ so sánh khó cửa vào tiến vào. Người hội hảo tâm như vậy, mời ta đi tham quan cái gì quyển trục. Thậm chí còn để cho ta có cơ hội, trộm có thể tăng cường kết giới chiến lược đan dược. Người nói ra những lời này, không cảm thấy buồn cười không? cuống hồ nói trở lại cái kia quyển trục ngươi là lúc nào từ cổ điện đoạt được chuyện này mọi người trước đó có nghe nói qua sao đã có như thế quyển trục vì sao không cho thất giới thánh phủ những người khác nhìn ngược lại là cho ta một ngoại nhân nhìn chẳng lẽ sợ bọn hắn đánh cắp tiên cơ không thành sở phong cười lạnh hỏi mà nghe được lời nói này thất giới thánh phủ người cũng là hai mặt nhìn nhau liên quan tới việc này bọn hắn thật có nghe thấy sở phong cùng bạch vân khanh vừa tới thời điểm bọn hắn thật là gặp phải không công bằng đối đãi đồng thời bọn hắn vậy đang nghĩ sương vũ đại nhân thật có loại này quyển trục sao trước đó bọn hắn xác thực không có nghe nói qua lúc này sương vũ đại nhân sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo nàng không nghĩ tới sở phong không phối hợp thì cũng thôi đi thế mà còn ở nơi này chất vấn nàng cái này không phải cố ý để nàng khó xử sao dạng này đến xem sở phong căn bản cũng không muốn làm giới chu đá đặt chân cái này khiến sương vũ đại nhân lửa giận trong lòng cuồn cuộn sát tâm đã lên coi như không thể quang minh chính đại giết sở phong nhưng nàng có thể lập tức giết Bạch Vân Khanh. Nàng muốn cho Sở Phong, vì chính mình hành vi trả giá đắt. Có ai nghĩ được đúng lúc này, Sở Phong lại độ nhìn về phía giới chu. Ngươi vừa mới nói giữ lời, phải chăng chỉ cần ta thừa nhận, ngươi liền thả qua huynh đệ của ta Bạch Vân Khanh. Sở Phong hỏi, đúng, chỉ cần ngươi thừa nhận ngươi hành động, ta liền cho các ngươi cái này cơ hội, nhưng ngươi nhất định phải muốn ở chỗ này đánh với ta một trận. Ta muốn chứng minh, nếu không phải ngươi đánh cắp tiên cơ, ngươi căn bản không có khả năng phá vỡ nơi ẩn tàng ta thất giới thánh phủ người, tuyệt sẽ không thua ngươi người ngoài này. Giới chu nói, nhưng đối với lời này, sở phong lại là mặt lộ khinh miệt, lúc này mới lên tiếng. Đừng tại đây kéo những thứ này, người có phải hay không quên, nếu không phải ngươi không nghe ta khuyên, nhất định phải kéo cái gì thất giới thánh phủ vinh quang, lôi kéo ngươi thất giới thánh phủ cùng thế hệ xông vào, cũng sẽ không để cho bọn hắn bị vây ở cái kia sát trận bên trong. Người càng không nên quên, là ta sở phong cứu được các ngươi, nhớ kỹ, là các ngươi, vậy bao quát ngươi giới chu. Ngươi hiện tại còn có thể sống sờ sờ đứng tại cái này hoàn toàn là bởi vì ta sở phong là ta sở phong cho ngươi sống thêm một lần cơ hội mà ngươi không chỉ có không biết cảm ơn còn liên hợp cái này xương vũ để hãm hại ta cùng huynh đệ của ta ngươi thật sự là hèn hạ đến cực điểm nhìn ta khó chịu có thể nói thẳng đều có thể không cần dạng này oan uổng chúng ta sở phong đối giới chu trách cứ nghe được lời nói này giới chu sắc mặt trở nên tái nhợt hắn không nghĩ tới sở phong hội trước mặt mọi người nói cái này chút mà cái này chút hết lần này tới lần khác lại là sự thật, có thể nói trực tiếp đâm trọt hắn chỗ đau phía trên. Lúc này hắn có chút mộng, cảm thấy không biết làm sao. Hắn không biết sở phong đến cùng muốn làm gì, hiện tại cục diện này, cùng hắn kế hoạch nhưng hoàn toàn khác biệt. Trong kế hoạch, sở phong thừa nhận tất cả tội ác, khiến mọi người cảm thấy sở phong hèn hạ vô sỉ, sau đó hắn lại đánh bại sở phong, chứng minh kỳ thật hắn thực lực tại sở phong phía trên. Sở phong đem triệt để biến thành hắn bàn đạp, trong lòng của hắn tất cả lửa giận, đều phải để phát tiết nhưng bây giờ tình huống này, ngược lại để hắn giới chu, trở thành một cái vong ân phụ nghĩa tiểu nhân hèn hạ. Rơi vào đường cùng, giới chu lại lần nữa nhìn về phía xương vũ đại nhân. Sở phong, người có thừa nhận hay không không quan trọng, nhưng Bạch Vân Khanh trộm cắp sinh mệnh thủy tinh chính là sự thật, chứng cứ vô cùng xác thực, không phải ngươi ở chỗ này chống chế là được. Lúc này, xương vũ đại nhân mặt giận dữ, lại lời nói ở đây nhìn về phía Bạch Vân Khanh. Bạch Vân Khanh, hôm nay người vốn có thể sống, nhưng muốn trách thì trách người theo một cái tên không biết xấu hổ, ngươi không nên thay hắn trộm cắp sinh mệnh thủy tinh không nên thay hắn gánh chịu cái này tai họa nhưng hắn không thừa nhận ngươi cũng chỉ có thể thay hắn nhận lấy cái chết lời nói ở đây sương vũ đại nhân cổ tay chuyển một cái một thanh trường đao lại hiện ra nàng là thật muốn chém giết bạch phân khanh áp dụng tử hình chờ một chút nhưng lúc này sở phong lại lên tiếng lần nữa không phải liền là nghĩ tới ta làm giới chu bàn đạp sao lời nói ở đây sở phong liền đi tới cái kia biến ảo nơi phía trên chợt quay người nhìn về phía giới chu Tới đi giới chu, ta đánh với người một trận, nhưng có thể hay không thắng ta, cần phải xem chính người bản sự. Sở phong nói ra, mà lúc này, giới chu thì là có chút do dự, hắn không rõ ràng sở phong đến cùng nghĩ như thế nào. Làm sao, sợ, nếu là sợ thua, cần gì phải đưa ra cùng ta giao thủ. Sở phong cười lạnh hỏi, sợ. Ta há sẽ sợ người cái này tên không biết xấu hổ. Nhưng rất nhanh, giới chu cũng là đi tới. Mà mắt thấy sở phong cùng giới chu liền muốn giao thủ, linh xanh nhi thì là mày nhân lại, sở phong người đến cùng là thế nào muốn nàng thập phần không hiểu sở phong làm như vậy thật là hả giận thế nhưng là hậu quả này thế nhưng là thập phần hỏng bét việc đã đến nước này sở phong coi như hiện tại thừa nhận vậy là vô dụng bạch phân khanh hơn phân nửa khó thoát khỏi cái chết mà giới chu lúc này tràn đầy tự tin cái kia tất nhiên là có niềm tin chắc chắn nếu là sở phong thực sự bại cái kia sở phong y nguyên sẽ trở thành giới chu đá đặt chân đến vào hôm nay có phải hay không oan uổng bọn hắn thất giới thánh phủ người kỳ thật căn bản không có để ý như vậy. Dù sao sở phong bọn hắn xác thực là người ngoài, thất giới thánh phủ người sẽ không giúp người ngoài. Lúc kia, sở phong nhưng chính là thua triệt triệt để để. Không chỉ có dựng vào Bạch Vân Khanh tính mạng, cũng là dựng vào mình thanh danh. Nhưng dưới cái nhìn của nàng, sở phong hẳn không phải là như thế ngu xuẩn người mới đối. Âm âm, mà liền tại lúc này, trói tài oanh minh vang vọng, cường đại kết giới gợn sóng tàn phá bừa bãi ra, là sở phong xuất thủ trước, đối giới chu phát động thế công mà giới chu vậy lập tức ứng đối, hai người quyết đấu đã là bắt đầu. Long long long, cùng lúc đó, nguyên bản trời trong vạn giám hư không, lại truyền đến từng trận oanh minh, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện lớn đám mây đen, chính đang nhanh chóng ngưng tụ. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người càng trở nên mong đợi. Không quản cuộc tỉ thí này vì sao mà lên, nhưng nơi này dù sao cũng là biến ảo nơi, ở chỗ này quyết đấu là hội dẫn phát dị tưởng. Ngày hôm nay quyết đấu người, một cái là được vinh dự, có thể phá giải nơi đây tiên đoán chi tử. Về phần sở phong, hắn không chỉ có phá vỡ nơi ẩn tàng, càng là giải cứu đám người, hắn thiên phú thậm chí so giới chu còn muốn đáng sợ. Mọi người đều muốn biết, dạng này hai vị tuyệt đỉnh thiên tài, hội dẫn phát như thế nào dị tượng. Trường 5405, dị tượng chi biến. Trên đường chân trời, mây đen tụ tập, trong nháy mắt đã là bao trùm toàn bộ chân trời. Chỉ là ngẩng đầu nhìn lại, ngoại trừ cuồn cuộn bốc lên mây đen, liền không nhìn thấy những vật khác. Thế này sao lại là dị tượng? Cái này không phải liền là diện tích lớn một chút mây đen sao. Cái này rõ ràng không phù hợp hai người thực lực, bởi vì trước đó, giới chu liền cùng những người khác tiểu bối, đứng ở chỗ này tiến hành luận bàn qua. Mà một lần kia dẫn dắt dị tưởng, đều là có chút kinh người. Đây cũng là mọi người vì sao mong đợi hắn nguyên nhân chỗ. Làm sao lần này dẫn phát dị tưởng, thì là biến thành bộ dáng này. Chẳng lẽ nói, hai người bọn họ bên trong, thật có một cái người thiên phú, là có cực điểm hàm lượng nước. Vậy hiển nhiên không phải giới chu bởi vì giới chu hắn đã là chứng minh qua mình thế là mọi người nhao nhao đem ánh mắt rơi trên người sở phong nguyên bản tại nơi ẩn tàng đều kiến thức qua sở phong thực lực cho nên ngay cả bọn hắn cũng là cảm thấy sở phong có phải hay không bị oan uổng dù sao sở phong trước đó biểu hiện không giống như là ngụy trang đi ra nhưng là hiện tại dị tượng không có cho ra bọn hắn mong đợi cảnh tượng cái này khiến bọn hắn cảm thấy vấn đề có thể là xuất hiện ở sở phong trên thân để bọn hắn không thể không đi hoài nghi, sở phong có phải là thật hay không sử dụng thủ đoạn đặc thù. Không phải, vì sao hai người bọn họ dẫn dắt dị tượng, hội không chịu được như thế. Không đúng, cái này sở phong chiến lược là như thế vững chắc. Mặc dù không có đạt tới kim long thần bào, nhưng cũng là tuyệt đối có thể so với tử long thần bào. Nghiêm túc quan sát về sau, đám người lại càng phát ra chấn kinh. Mọi người đều biết, kim long thần bào có thể so với ngũ phẩm bán thần mà tử long thần bào có thể so với tứ phẩm bán thần, giới chu chính là tử long thần bào. Về phần sở phong chính là lam long thần bào, là có thể so với tam phẩm bán thần. Nhưng làm ngày tại nơi ẩn tàng, sở phong bố trí suốt trận pháp, cho người ta cảm giác là áp đảo tử long thần bào phía trên. Đương nhiên phá trận trận pháp, cùng kết giới chiến lực là có khác nhau. Phá trận trận pháp, là nhằm vào kết giới trận pháp. Mà kết giới chiến lực, thì là cùng võ ký cùng loại, có thể trực tiếp cùng người giao thủ, tùy tâm sở dục, là cố định chiến lực nhưng giới linh sư cùng tu võ giả khác biệt, giới linh sư chiến lực càng thêm cố định, cơ hồ rất ít tồn tại nghịch thiên chiến lực. Nếu là có thể có được nghịch thiên chiến lực, vậy cũng là cực kỳ ghê gớm tồn tại. Dù là giới chu loại thiên tài này, đều không có đủ loại thủ đoạn này. Thế nhưng là sở phong lại có. Sở phong dưới mắt, xác thực là tại bằng vào, làm long thần bào cảnh giới, thi triển ra tứ phẩm bán thần cảnh chiến lực. Nếu không, hắn vậy không có khả năng lấy lam long thần bào cảnh giới, cùng thân là tử long thần bào giới chu, chiến khó giải khó điểm. Như vậy vấn đề tới, cái dạng gì đan dược, có thể làm cho một cái giới linh sư tăng lên chiến lực như vậy. Bọn hắn còn chưa từng nghe nghe qua, coi như thật tồn tại, vậy cũng tất nhiên không thể nào là, không có chút nào tác dụng phụ. Cho nên nếu như sở phong thật sự là dựa vào thủ đoạn khác, thu hoạch lúc này chiến lực, như vậy theo thời gian chuyển rời, sở phong rất nhanh vậy hội bại lộ. Như vậy vấn đề liền rất đơn giản, sở phong có phải là thật hay không tài thực liệu, thời gian sẽ dành cho đáp án. Nhưng so với còn đang hoài nghi đám người, cái kia giới chu nhưng chính là cao mày, tâm thần bất định bất an. Bởi vì so với những người khác, hắn là biết, sở phong không có sử dụng đan dược gì. Đó bất quá là hắn cùng xương vũ đại nhân, chửi bới sở phong, mà biên soạn ra tới sự tình thôi. Nhưng là hắn lại là sử dụng đặc thù bảo vật, đó chính là thái cổ thần thủy. Linh tiêu có thể tăng lên kết giới chiến lực, liền là tại thái cổ thần thủy ra chỉ phía dưới. Cái này thái cổ thần thủy cực kỳ chân quý, là niệm thanh đại nhân thân phận đặc thù, mới lấy được một chút cho hắn. Đây cũng là hắn lần thứ nhất sử dụng, bởi vì số lượng ít, lại thiếu thốn rèn luyện, hắn không cách nào giống Linh Tiêu như thế, thu hoạch được siêu vượt cảnh giới chiến lực. Nhưng cũng khiến cho hắn chiến lực tăng mạnh, đây cũng là vì sao, hắn dám đánh với Sở Phong một trận nguyên nhân chỗ. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới là, dù là hắn sử dụng Thái Cổ Thần Thủy, thế nhưng là lại cũng khó có thể thắng qua Sở Phong. Sở Phong rõ ràng chỉ là Lam Long thần bào, nhưng hắn kết giới chiến lực lại không chỉ là có thể so với Tử Long thần bào đơn giản như vậy. Hắn kết giới chiến lực, tại Tử Long Thần bào bên trong, đó cũng là cực kỳ khủng bố, ít nhất là tại phía xa hắn lúc đầu trên thực lực. Đồng thời Sở Phong đối kết giới chi thuật vận dụng, vậy là phi thường tinh xảo. Nếu như Sở Phong thật sự là tự thân bản sự, như vậy kéo dài thêm, hắn sớm muộn muốn bại. Dù sao hắn Thái Cổ Thần Thủy số lượng có hạn, khi Thái Cổ Thần Thủy lực lượng rút đi về sau, hắn tuyệt đối không cách nào cùng dạng này Sở Phong chống lại. Nhưng một phen giao thủ về sau, hắn phát hiện Sở Phong chiến lực bắt đầu giảm bớt đồng thời trên mặt còn lộ ra vẻ thống khổ, cái này khiến hai người nguyên bản cân đối đối cục, lập tức phát sinh nghiêng. Giảm bớt, sở phong chiến lược giống như giảm bớt, lúc này, những người khác cũng là phát hiện điểm này, cái này khiến bọn hắn càng phát giác, sở phong khả năng thật sự là sử dụng thủ đoạn đặc thù, mới tăng lên chiến lực. Tại sao có thể như vậy? So với người khác, Linh Xanh Nhi cùng giới vũ thì là trở nên khẩn trương lên. Bọn hắn là hy vọng sở phong thắng, nhưng bây giờ cục diện thì là để bọn hắn cảm thấy không hiểu. Êm đẹp, vì sao sở phong chiến lược bắt đầu giảm bớt đâu. Mà lúc này, giới chu thì là trở lên lớn vui. Bắt đầu chỉ là hoài nghi, nhưng bây giờ hắn cơ hồ xác định, sở phong chiến lược cùng hắn một dạng, cũng là sử dụng thủ đoạn đặc thù tăng lên. Không phải vì sao không cách nào thời gian dài tiếp tục. Đồng thời còn mặt lộ vẻ thống khổ, sở phong, người rốt cục bại lộ, coi như sử dụng lợi hại hơn nữa đan dược, nhưng đã không phải mình bản sự, cuối cùng vẫn là hội bại lộ. Giới chu một bên bố trí trận pháp, áp chế sở phong, vừa mở miệng tiến hành trào phúng. Có ai nghĩ được, giới chu cái này mới mở miệng, sở phong trên mặt vẻ thống khổ, lại biến mất không thấy gì nữa. Giới chu, người đang nói gì đấy, ta bất quá là nghĩ đến nhường một chút ngươi, cho ngươi một cái cơ hội thôi. Kết quả ngươi căn bản vốn không có ích, ta đã cố ý áp chế mình chiến lực, nhưng ngươi lại y nguyên không cách nào thắng ta. Ngươi biết vì sao không? Bởi vì ngươi ta đối kết giới trận pháp lực khống chế, căn bản vốn không tại một cái phương diện. Cho nên dù là ta áp chế chiến lực, người cũng vô pháp thắng ta. Sở phong đối với chu châm biếm nói ra, lúc này, đối với sở phong biến hóa, giới chu cũng là cảm thấy bất an, nhưng hắn tự nhiên sẽ không thừa nhận không bằng sở phong, thế là cả giận nói còn dám ngụy biện, người thật đúng là vô sỉ. Vô sỉ, vậy ta liền để ngươi xem một chút, ta thực lực chân chính. Sở phong này nói cho hết lời, đột nhiên đối phía trước một chỉ, trong chốc lát cường đại công sát trận pháp nổi lên. Không chỉ có đem giới chu công tới trận pháp chấp mắt tan giã, càng là trực tiếp đem giới chu kích ngã xuống đất. Một màn này, kinh ngạc đến ngây người đám người. Sở phong lại đột nhiên bộc phát ra, cường đại như thế chiến lực. Cái này chiến lực mạnh, giới chu đơn giản không có sức hoàn thủ. Chẳng lẽ hai người tranh lệch, thật to lớn như thế? Gặp một màn này, sương vũ đại nhân càng là sắc mặt đại biến. Hắn không cho phép sở phong tổn thương giới chu, thế là liền chuẩn bị xuất thủ, đến ngăn cản cuộc tỉ thí này. Ngao ô, nhưng một lúc sau, trên đường chân trời truyền đến chói tai gào thét. Mây đen kia bắt đầu kịch liệt bốc lên, liền mặt đất cũng bắt đầu rung động, tựa như là cái gì đáng sợ cảnh tượng sắp xuất hiện. Đáng sợ nhất là, tại cái kia trên đường chân trời, lại truyền đến kinh khủng cảm giác áp bách, cái kia cảm giác áp bách ánh vào sâu trong linh hồn. Giờ phút này, ngoại trừ đang biến hóa nơi bên trên sở phong cùng giới chu hai người bên ngoài, tất cả giới linh sư đều bị loại này áp bách bao phủ. Cường như xương vũ đại nhân, lại cũng không thể động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn xem sở phong, từng bước một hướng giới chu bước đi. Giới chu, cái này mới là ta chiến lược chân chính, người cảm giác như thế nào? Sở phong trên mặt cười mỉm, hướng giới chu tới gần. Mà giới chu thì là đầy mặt hoảng sợ, không ngừng bí mật truyền âm, hướng xương vũ đại nhân xin giúp đỡ. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được, lúc này vây khốn hắn trận pháp cường đại cỡ nào. Hiện tại hắn tính mạng, đều trên tay sở phong, nếu là sở phong nguyện ý, hoàn toàn có thể bằng vào cái này vây khốn hắn trận pháp, liền gạt bỏ với hắn. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng hắn xác thực ý thức được, hắn cùng sở phong có cực điểm tranh lệch, dù là sử dụng thái cổ thần thủy nhưng hắn lại vậy căn bản là không có cách cùng sở phong chống lại mà bây giờ có thể cứu hắn liền chỉ có sương vũ đại nhân nhưng dù là hắn không ngừng bí mật truyền âm nhưng sương vũ đại nhân lại không có động thủ giúp hắn dự định sở phong giết hắn nữ vương đại nhân nói với sở phong cái này giới chu hèn hạ vô sỉ nữ vương đại nhân không muốn hắn sống về phần sở phong dù chưa vận dụng sát tâm nhưng cũng muốn cho giới chu nhận hết sỉ nhục đây cũng là hắn vì cớ gì ý đè thấp chiến lực lúc này mới phóng xuất ra chiến lược chân chính nguyên nhân. Hắn liền là cố ý muốn để giới chu cảm thấy, hắn có thể thắng qua mình. Trước cho hắn hy vọng, sau đó lại đem hắn hy vọng, cùng hắn tôn nghiêm triệt để vỡ nát. Ngao, nhưng nhưng vào lúc này, trên đường chân trời gào thét càng phát ra chói tai, chủ yếu nhất là loại kia cảm giác áp bách, cũng là càng phát ra mãnh liệt. Mà so với những người khác, chỉ có thể cảm nhận được áp bách khác biệt, sở phong lúc này lại có không đồng cảm cảm giác, tựa như là triệu hoán thế là sở phong cũng là không khỏi ngẩng đầu quan sát lúc này mới phát hiện hư không bên trên mây đen như là một bộ hội biến ảo bức tranh cuồn cuộn bốc lên ở giữa hội bày biện ra khác biệt hình tượng mà hình ảnh kia kinh khủng dị thường chấn nhiếp lòng người để cho người ta thậm chí không dám nhìn thẳng nhưng lại thật sâu hấp dẫn lấy sở phong sở phong có một loại dự cảm tựa như là cái kia dị tượng bên trong sẽ có mình cần đồ vật bình thường đó là đột nhiên sở phong con người co rụt lại Hắn phát hiện dị tượng biến hóa ở giữa, tạo thành một bộ đặc biệt đồ án. Mức đồ án kia cùng quyển trục phía trên kết giới môn phía trên đồ án như đúc một dạng. Chẳng lẽ nói, lúc này, Sở Phong nghĩ đến một cái khả năng, mà mắt thấy cái kia dị tượng bên trên hình tượng, lại phải biến đổi hóa. Sở Phong không do dự, đột nhiên ở giữa ngự không mà lên, xông thẳng tới chân trời. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, trực tiếp chui vào cái kia đáng sợ dị tượng trong tầng mây. Chương 5406, Tu La Ma Tháp chuyện gì xảy ra cái kia sở phong làm sao tiến vào dị tượng bên trong là bị hút đi vào sao đây rốt cuộc là cái gì dị tượng a hết thảy phát sinh quá nhanh mọi người cũng không chú ý tới là sở phong mình bay lượn trong đó mà trên đường chân trời mây đen dị tượng vẫn đang không ngừng biến ảo cuồn cuộn bốc lên ở giữa giống như địa ngục cửa vào đáng sợ đến cực điểm lại thêm cái kia kinh khủng cảm giác áp bách mọi người đều cảm thấy cái này dị tượng cực kỳ hung hiểm cảm thấy sở phong có thể là bị hút đi vào vì sao hết lần này tới lần khác là sở phong bọn hắn không biết nhưng bị cuốn vào loại địa phương kia bọn hắn đều cảm thấy sở phong giữ nhiều lành ít mà trên thực tế sở phong đoán đúng cái này dị tượng liền là quyển trục bên trong kết giới môn nhưng chỉ có cái này dị tượng hiện ra cái kia kết giới môn đồ án lúc mới có thể bước vào lúc này sở phong xuyên qua dị tượng tiến vào một cái không gian thế giới cái này không gian thế giới rất lớn nhưng nơi này cảnh tượng lại cũng không sốc nổi nơi này hoa cỏ cây cối đều là tương đối bình thường. Cây cối cao nhất bất quá 10m m, hoa cỏ cũng đều là tại cửu châu đại lục lúc mới gặp được, không có sốc nổi tạo hình, càng là không có lấp lóe bất luận cái gì ánh sáng. Gặp nhiều lộng lẫy cảnh sắc, gặp lại loại này chân thực cảnh tượng, ngược lại có loại thoải mái dễ chịu cảm giác. Người quả nhiên không để người thất vọng, bỗng nhiên, một đạo thanh âm cô gái vang lên, chính là trước kia vị kia băng xương nữ tử, nàng im hơi lặng tiếng xuất hiện, tung bay giữa không trung phía trên. Tiền bối, ngài đừng nói câu nói này, ta đều sợ hãi. Sẽ không lại cho ta một cái quyển trục a." À. Sở Phong nói, gặp Sở Phong nói như vậy, cái kia băng xương nữ tử cũng cười, "Sẽ không, lần này nhất định không phải quyển trục." Chợt bàn tay nàng mở ra, một cái bình lại hiện ra. Cái kia bình phía trên, lít nha lít nhít dán nhiều đạo lá bùa, mỗi một đạo đều ẩn chứa cực kỳ cường đại trận pháp lực lượng. Băng xương nữ tử đầu tiên là đem cái kia cái kia chút lá bùa toàn bộ gỡ xuống, sau đó đột nhiên đem cái kia bình hướng mặt đất ném một cái. Rầm rầm mình vỡ vụn một khắc này, ngập trời màu đen khí diễm lại hiện ra. Nhìn thấy cái kia màu đen khí diễm, Sở Phong liền thần sắc đại biến. Cái kia chính là cực kỳ tràn đầy tu la chi lực, hơn nữa là cực kỳ cường đại lại đáng sợ tu la chi lực. Cái này tu la chi lực còn hết sức phức tạp, chính là từ nhiều đạo tu la chi lực tạo thành. Đại khái là 19 loại, mà nương theo nồng hậu dày đặc tu la chi lực tán đi, một cái to lớn màu đen tháp cao nổi lên. Cái kia màu đen tháp cao, tổng cộng 18 tầng mỗi một tầng đều có một đạo to lớn kết giới môn cái kia phức tạp kết giới chi lực chính là đến từ tòa này màu đen trong tháp cao mỗi một tầng đều ẩn chứa một loại tu la chi lực mà càng là hướng lên cái kia tu la chi lực liền càng mạnh nhưng mạnh nhất chính là cái này hắc tháp bản thân đúng là tu la ma tháp mà lúc này nữ vương đại nhân thì là bỗng nhiên mở miệng trong giọng nói của nàng lại tràn ngập bất an nữ vương đại nhân thế nhưng là rất ít như vậy tu la ma tháp đàn đàn đây là cái gì đồ chơi Sở Phong vội vàng hỏi nói, Tu La Ma Tháp có cực kỳ cường đại phong ấn chi lực. Tháp tầng càng cao, phong ấn chi lực liền càng mạnh. Mà cái này Tu La Ma Tháp lại có 18 tầng, có thể nói là phong ấn chi lực cực mạnh Tu La Ma Tháp. Đồng thời mỗi một tầng đều tản ra cường đại áp bách khí tức, nói rõ mỗi một tầng đều phong ấn trận đáng sợ ma vật. Sở Phong, ở trong đó phong ấn cũng không phải bình thường ma vật, mà là tại ta Tu La linh giới, đều cực kỳ đáng sợ tồn tại. Nữ Vương đại nhân nói, Mỗi một tầng đều phong ấn một cái ma vật, khó trách. Sở Phong cảm giác được, cái kia trong tháp có 19 đường tu La chi lực, 18 cái ma vật, tăng thêm tháp bản thân tu La chi lực, liền vừa lúc là 19 nói. Cái này cũng liền có thể giải thích rõ. Đàn đàn, vậy cái này tu La ma tháp, ngoại trừ phong ấn ma vật, còn có tác dụng gì? Nàng vì sao đem cái này tu La ma tháp làm ra đến? Sở Phong hỏi, ta nghe nói, cái này tu La ma tháp, chỉ có thể phong ấn ma vật, không có nghe qua tác dụng khác a. À? ta cũng không biết nàng có gì mắt. Sở phong, nếu như nàng để ngươi đi vào, ngươi nhưng tuyệt đối không nên đi vào. Nữ vương đại nhân nói ra, nhìn thấy cái này tu la ma tháp, nàng liền trong lúc mơ hồ có một loại dự cảm không tốt. Người đó là biểu tình gì, sẽ không phải là sợ hãi. Lúc này, cái kia băng xương nữ tử cũng là nhìn về phía sở phong. Nàng chú ý tới, sở phong thần thái là có chút bất an. Tiền bối, đây là cái gì a? À? Ngài nên sẽ không để cho ta tiến trong này đi thôi. Sở Phong cười tùm tìm hỏi, đây là người cửa ải cuối cùng, trong này mỗi một tầng đều cất giấu một kiện bảo vật, mà có thể được đến chỗ tốt gì, thì đều xem ngươi dám khiêu chiến tầng nào, lại có thể không có thể thành công. Bất quá ta có thể cho ngươi một cái nhắc nhở, tháp tầng càng cao, bên trong bảo vật liền càng tốt. Băng xương nữ tử nói, Sở Phong, đừng nghe nàng, tuyệt đối đừng đi vào. Cái này tu la ma tháp bên trong phong ấn tồn tại, không có một cái nào là ngươi có thể đối phó, ngươi đi vào chỉ là chịu chết. Nữ vương đại nhân vội vàng nhắc nhở. Sở phong có thể cảm giác được nữ vương đại nhân không phải tại nói đùa, nàng đều nói như vậy, vậy liền tuyệt đối là phi thường hung hiểm. Thế là sở phong đối băng xương nữ tử hỏi, tiền bối, vãn bối có thể đi đến một bước này cũng không dễ dàng. Ta không biết tiền bối ở chỗ này rốt cuộc có gì mắt, nhưng liền xem như khảo nghiệm, cũng hẳn là không sai biệt lắm, liền không thể trực tiếp cho vãn bối một chút chỗ tốt sao. Người nói có chút đạo lý, ta nghĩ một hồi, băng xương nữ tử như có điều suy nghĩ, chợt đối sở phong nói, như vậy đi, ngươi tới nơi này, không phải là vì trị liệu ngươi giới linh sao. Chỉ cần ngươi dám khiêu chiến cái kia tầng cao nhất, ta liền cho ngươi một trăm viên sinh mệnh thủy tinh. Băng xương nữ tử nói ra, một trăm viên, nghe nói lời này, sở phong thần sắc biến hóa. Ngại ít, một trăm viên đầy đủ để ngươi giới linh triệt để khôi phục. Băng xương nữ tử nói, không có, không ít. Sở phong chặn lại nói, hắn tới đây, vì liền là cầm tới sinh mệnh thủy tinh, sau đó trị liệu nữ vương đại nhân mà bây giờ có cơ hội cầm tới 100 viên sinh mệnh thủy tinh, sở phong tự nhiên không muốn sai qua. Thế nhưng là cái này tu la ma tháp xác thực nguy hiểm, không chỉ có nữ vương đại nhân nhắc nhở, chính hắn vậy có thể cảm giác được, cái kia trong đó hung hiểm. Tiền bối, chỉ có tầng cuối cùng mới cho sao? Sở phong lại hỏi, hắn là cảm thấy, nếu là cái khác tầng cũng cho, hắn ngược lại là có thể gãy bên trong tuyển chọn. Đúng, chỉ có cái kia tầng thứ 18, mới cho ngươi sinh mệnh thủy tinh. Ngươi nếu là không dám khiêu chiến, có thể trực tiếp rời khỏi. Băng xương nữ tử này nói cho hết lời, phất ống tay áo một cái, một đạo kết giới môn nổi lên. Gặp tình hình này, sở phong không còn xoắn suýt, mà là nói thẳng, vậy ta khiêu chiến tầng cuối cùng. Sở phong, người điên rồi sao, ta không là để cho người biết không thể lấy tiến vào sao. Huống chi vẫn là tầng thứ 18, gặp sở phong vậy mà đáp ứng, nữ vương đại nhân luống cuống, đuổi vội mở miệng khuyên can. Nhưng nhưng vào lúc này, cái kia băng xương nữ tử lại phát ra một vòng nhẹ cười, chợt đối sở phong nói, tiểu nha đầu, Người im miệng đi, người đối với cái này tháp cũng không hiểu rõ. Nghe nói lời này, sở phong cùng nữ vương đại nhân tất cả giật mình. Nữ tử này, có thể nghe được nữ vương đại nhân đối sở phong nói tới. Trường 5407, người nên sẽ không biết hắn a. Sở phong, để cho ta ra ngoài, nữ vương đại nhân nói. Mà sở phong thì là vội vàng mở ra giới linh đại môn, nữ vương đại nhân thuận thế đi ra, nhìn về phía tên kia băng xương nữ tử. Người có thể nghe được. Ta tại giới linh không gian bên trong, cùng Sở Phong đối thoại. Nữ vương đại nhân trực tiếp hỏi, không ngừng, băng xương nữ tử nói, một cái đơn giản không ngừng hai chữ, để Sở Phong cùng nữ vương đại nhân đều là ý thức được, nữ tử thực lực, tựa hồ so với các nàng tưởng tượng còn muốn không đơn giản. Nhưng nghĩ đến ngược lại cũng bình thường, dù sao nơi này, thế nhưng là thần tích truyền thừa. Mà nữ tử này, hơn phân nửa chính là cái này thần tích truyền thừa trưởng khống giả. Vậy ngươi nói một chút, cái này tu la ma tháp có khác biệt gì? nữ vương đại nhân hỏi cái này tu la ma tháp bên trong xác thực vậy phong ấn tu la linh giới ma vật nhưng cái kia chút ma vật bởi vì tu la ma tháp đặc thù cải tạo trước mắt không cách nào lấy chân thân xuất hiện sở phong đi vào về sau sẽ không trực tiếp đối mặt cái kia ma vật chỉ cần hắn thực lực đủ mạnh không chỉ có sẽ không chết còn có thể chiến thắng ma vật chỉ cần có thể chiến thắng ma vật tự nhiên có thể cầm tới đó mặt bảo vật băng xương nữ tử nói vậy phải như thế nào chiến thắng nữ vương đại nhân lại hỏi băng xương nữ tử nhàn nhạt, nhạt một cười chợt nói như thế nào chiến thắng vậy nói cho ngươi cái kia còn khảo nghiệm cái gì ta trực tiếp thanh bảo vật cho các ngươi tính toán băng xương nữ tử biểu hiện cực kỳ không kiên nhẫn sở phong tu la ma tháp không thể coi thường không có nắm chắc tuyệt đối không thể lấy bước vào ta không cho phép ngươi bước vào nữ vương đại nhân nói với sở phong thế nhưng là sở phong thì là có chút do dự sở phong ta cho ngươi ba cái số thời gian cân nhắc nếu là không dám bước vào ta trực tiếp đưa ngươi rời đi Đồng thời ta hội xóa đi các ngươi liên quan tới nơi này tất cả ký ức, người đời này kiếp này đều không cơ hội lại bước vào nơi này. Ngươi hẳn là rõ ràng, ta có để ngươi về nơi này, quên không còn một mảnh năng lực. Băng xương nữ tử nói ra, đàn đản xin lỗi, chuyện này ta không thể nghe ngươi. Sở phong đối nữ vương đại nhân nói xong lời này về sau, vậy không cần băng xương nữ tử trả lời, liền thân hình nhảy lên, trực tiếp lướt vào cái kia tu la ma tháp tầng thứ 18. Sở phong, ngươi trở về. Thấy thế, Nữ vương đại nhân vội vàng lớn tiếng la lên, đồng thời cũng là nghĩ ngự không bay lên, đi theo sở phong cùng nhau bước vào cái kia tầng thứ 18 bên trong. Nhưng nhưng vào lúc này, nữ vương đại nhân kinh ngạc phát hiện, mình lại không nhúc nhích được. Thế là nàng nhìn về phía băng xương nữ tử, thả ta ra. Nàng biết, là băng xương nữ tử trói buộc lại nàng. Nhưng đối với nữ vương đại nhân lời nói, băng xương nữ tử lại khinh miệt một cười. Thả ra ngươi, ta bằng cái gì phải nghe ngươi, ngươi có tư cách gì để cho ta nghe ngươi. Uổng ngươi tại tu võ giới trình chiến lâu như vậy, đều không nhớ rõ mạnh được yếu thua đạo lý. Này nói cho hết lời, băng xương nữ tử lại bổ sung, ta ngược lại thật ra phải nhắc nhở ngươi một câu, chứ muốn bởi vì sở phong đối đãi ngươi quá tốt, ngươi liền quên thân phận của ngươi. Giới linh, liền phải làm cho tốt giới linh nên làm việc. Mà giới linh muốn làm, chính là vô điều kiện tuân theo chủ nhân chỉ lệnh. Ngươi chỉ là sở phong giới linh mà thôi, bằng cái gì can thiệp hắn quyết định. Nếu như, trong này cất giấu có thể thay đổi sở phong cả đời kỳ ngộ, bởi vì ngươi quyết định mà khiến cho sai qua cái này trách nhiệm ngươi gánh vác sao băng xương nữ tử lạnh giọng trách mắng mà nghe nói lời này nữ vương đại nhân cũng là ngây dại trong lúc nhất thời nàng lại không biết nàng nên nói cái gì cho phải bởi vì nàng cảm thấy nữ tử này nói rất đúng nàng xác thực tại vì sở phong suy nghĩ bởi vì nàng biết tu la ma tháp tính nguy hiểm vì sở phong an nguy cân nhắc cho nên ngăn cản sở phong bước vào trong đó nhưng lại không để ý đến sở phong có thể đến nơi đây có thể thu hoạch được khiêu chiến cái này tu la ma tháp cơ hội, thế nhưng là bỏ ra rất nhiều. Nơi này là chỗ nào? Nơi này chính là thần tích truyền thừa, mà thần tích truyền thừa chân chính bí mật, rất có thể ngay tại cái kia tu la ma tháp bên trong. Đây là ngàn năm một thuở cơ hội, nàng lại có tư cách gì, đến để sở phong sai qua. Cầu phú quý trong nguy hiểm, không cho tới nay, là sở phong cùng nàng thờ phụng sao. Đoạn đường này sóc này, lại không cũng đều là dạng này đi tới sao. Người lo lắng sở phong, tự nhiên là chuyện tốt nhưng đã đi theo với hắn cũng muốn đối với hắn có đầy đủ lòng tin hắn muốn chiến ngươi liền cùng hắn chiến cùng lắm thì chính là cùng nhau chịu chết cái này mới là giới linh nên có giác ngộ băng xương nữ tử lại lần nữa nói ra tiền bối ta biết sai rồi có thể hay không mở ra cái này trói buộc để cho ta đi vào ta muốn cùng sở phong kề vai chiến đấu nữ vương đại nhân đối băng xương nữ tử nói ra giọng điệu vậy có cực điểm chuyển biến cơ hồ là khẩn cầu nhưng băng xương nữ tử lại cũng không cảm kích mà là lạnh lùng nói, bây giờ nghĩ thông đã chậm. Lúc đầu, các ngươi hẳn là cùng một chỗ khiêu chiến cái này tu la ma tháp, nhưng bây giờ ta tước đoạt ngươi cái này cơ hội. Bởi vì thế giới này bên trên có một số việc liền là chỉ có một lần cơ hội. Ngươi trước đó cử động, liền khiến ngươi bỏ qua lần này cơ hội. Một trận chiến này, tại Sở Phong mà nói cực kỳ trọng yếu, ngươi vốn nên bồi tiếp hắn, nhưng bởi vì ngươi phạm phải sai, ngươi bây giờ chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi, đây là đối ngươi trừng phạt. Về phần về sau, tiểu cô nương nếu ngươi thật quan tâm sở phong, ngươi hẳn là rõ ràng ngươi sau này nên làm như thế nào. Băng xương nữ tử này nói cho hết lời, liền biến mất không thấy gì nữa. Nàng cái này vừa biến mất, triệt để bỏ đi nữ vương đại nhân, tiến vào tu la ma tháp dự định. Nhưng nàng lại không trách băng xương nữ tử, ngược lại chỉ tự trách mình. Nữ vương đại nhân cảm thấy, nữ tử này nói rất đúng, lần này thật là chính nàng sai. Thế là nàng chỉ có thể nhìn hướng tu la ma tháp tầng thứ 18, cho dù trong lòng có vô tận lo lắng, nhưng lúc này lại là cái gì đều không làm được chỉ có thể cùng trong lòng cầu nguyện sở phong bình yên trở về cùng lúc đó tại cái này thần cấp truyền thừa mặt khác một chỗ còn có một cái trận pháp chế tạo không gian thế giới cái này không gian thế giới vậy cơ hồ là cùng bên ngoài cách xa nhau cho nên cho dù sở phong dẫn dắt lên dị tượng đã là che khuất bầu trời bao trùm cực lớn nhưng ở chỗ này nhưng căn bản không nhìn thấy mà bà lão kia người chỗ nhà gỗ nhỏ ngay tại cái này không gian thế giới bên trong lúc này lão phu nhân còn tại trong nhà gỗ nhỏ, nàng vốn muốn tu luyện, nhưng lại là chậm chạp không cách nào nhập trạng thái tu luyện. Mà là thỉnh thoảng coi trọng trên vách tường bức tranh, bức tranh đó bên trên thanh niên, ảnh hưởng tới nàng tâm cảnh. Nàng luôn luôn nhịn không được, đi xem hơn mấy mắt, lại nhìn thời điểm, từ trước đến nay tỉnh táo trên mặt, đều hội hiện ra khó mà che giấu kích động. Thậm chí già nua trong đôi mắt, đều có nhiệt lệ phun trào. Niệm thanh đại nhân, bỗng nhiên, bên ngoài vang lên một nữ tử thanh âm, nguyên lai like cái này lão phu nhân chính là niệm thanh đại nhân vậy chính là sở phong bà ngoại vào đi niệm thanh đại nhân đang khi nói chuyện tay áo nhẹ nhàng vung lên cái kia nhà gỗ cửa phòng liền mở ra lúc này có thể nhìn thấy nhà gỗ ngoại chạm lấy một nữ tử cái này chính là một cái tóc trắng trung niên nữ tử chính là sương vũ đại nhân tỷ tỷ các nàng tỷ muội từ nhỏ đi theo niệm thanh đại nhân ngay cả tên chữ đều là niệm thanh đại nhân cho lên kỳ muội muội gọi sương vũ mà nàng gọi là sương tuyết Niệm thanh đại nhân, ngài muốn đồ vật chuẩn bị xong. Lúc này Sương Tuyết, tay nâng lấy một cái cái hộp tinh xảo, ở trong đó phong tồn lấy một chút lực lượng. Thả vậy đi, niệm thanh đại nhân lúc nói chuyện, cũng không nhìn về phía Sương Tuyết, mà là ánh mắt nhìn chằm chằm vào bộ kia treo trên vách tường bức tranh. Sương Tuyết ngoan ngoãn đem hộp buông xuống, nhưng cũng hiếu kỳ nhìn về phía, niệm thanh đại nhân ánh mắt chỗ xem phương hướng. Nhưng cái này xem xét, sắc mặt nàng đột biến, bởi vì nàng phi thường rõ ràng, bức tranh đó bên trên chỗ họa người là ai thế nhưng là nàng biết rõ, niệm thanh đại nhân bây giờ đối mặt với cái gì. Bởi vì sợ hãi ảnh hưởng niệm thanh đại nhân, cho nên còn không có cùng niệm thanh đại nhân, giảng thuật liên quan tới sở phong sự tình, niệm thanh đại nhân vậy một mực không hề rời đi nơi này. Cái kia niệm thanh đại nhân, là như thế nào đạt được sở phong cái này cuộn tranh? Sương Tuyết, người đây là biểu tình gì? Nhưng vào lúc này, niệm thanh đại nhân quay đầu nhìn về phía Sương Tuyết. Nhạy cảm sức quan sát, để nàng đã nhận ra Sương Tuyết phản ứng không đúng ngươi, nên sẽ không biết hắn a." À? Niệm Thanh đại nhân hỏi, "Chương 5408 không có phần thắng chút nào khiêu chiến." "Đại nhân, ta gặp qua." Sương Tuyết nói, "Ngươi thật gặp qua? Ở nơi nào, nhanh nói cho ta." Niệm Thanh đại nhân trở nên vô cùng kích động, lại bắt lại Sương Tuyết bả vai. Đây không phải hỏi thăm, mà là ép hỏi, mà Sương Tuyết không dám giấu giếm, vội vàng đem liên quan tới Sở Phong sự tình, toàn bộ báo cho Niệm Thanh đại nhân. "Nguyên lai, like, hắn ngay ở chỗ này." Nghe qua xương tuyết giảng thuật về sau, niệm thanh đại nhân khẽ nhếch miệng, toàn bộ người hô hấp đều trở nên rồn rập lên. Đại nhân, ngài, ngài thế nào? Sương tuyết vội vàng hỏi, đi theo niệm thanh đại nhân nhiều năm như vậy, nàng rất ít nhìn thấy tuổi trẻ đại nhân sẽ có dạng này kịch liệt phản ứng. Niệm thanh đại nhân không có trả lời sương tuyết, mà là đem sương tuyết một trường rơi xuống, lại đem sương tuyết lấy ra hộp oanh ra vỡ nát. Kỳ dị lực lượng phóng thích mà ra, tứ tán mà ra. Đại nhân, ngài, thấy cảnh này, xương tuyết cực kỳ chấn kinh, cái này không gian thế giới cũng không phải niệm thanh đại nhân dùng đến nghỉ ngơi địa phương nơi này chính là đối niệm thanh đại nhân khảo nghiệm nơi những lực lượng này là niệm thanh đại nhân để nàng tìm kiếm mà đến là ứng đối khảo nghiệm tác dụng nếu là đem những lực lượng này vỡ nát cái kia niệm thanh đại nhân mong muốn thông qua khảo nghiệm liền chỉ có thông qua một cái khác phương thức mà cái kia cái phương thức là từng ấy năm tới nay như vậy niệm thanh đại nhân đều cho tới bây giờ sẽ không lựa chọn qua phương thức bởi vì quá mạo hiểm mà liền tại lúc này niệm thanh đại nhân thì là ngự không mà lên rời đi nhà gỗ sương tuyết vội vàng đứng dậy đuổi theo nhưng niệm thanh đại nhân tốc độ quá nhanh sương tuyết đi ra nhà gỗ thời điểm niệm thanh đại nhân sớm đã không có hình bóng chẳng lẽ đại nhân nàng thật muốn sương tuyết suy tư một phen rất nhanh nghĩ đến một cái khả năng thế là hướng phía phương hướng tây nam bay vút đi nhanh chóng bay lượn dưới một tòa thật lớn lơ lửng trận pháp xuất hiện ở sương tuyết trong tầm mắt cái kia trận pháp lực lượng quá mạnh sương tuyết cũng không dám áp quá gần mà niệm thanh đại nhân dĩ nhiên đã tại cái kia trận pháp trước đó trận pháp quá mạnh phát ra lực lượng liền đủ để quấy phong vân niệm thanh đại nhân đứng ở trận pháp trước đó nó quần áo cùng tóc dài bị thổi múa may cuồng loạn cho dù thân là cao quý chân long giới linh sư niệm thanh đại nhân thực lực cực kỳ cường đại nhưng tại đại trận kia trước đó lại có vẻ hơi nhỏ bé chuyện này đối với nàng mà nói cũng là không dám đối mặt khảo nghiệm nhưng lúc này trong mắt nàng nhưng lại có một vòng đoạn tuyệt đại nhân thời cơ còn chưa thành thục bây giờ không phải là khiêu chiến trận này thời điểm sương tuyết bởi vì không cách nào tới gần đại trận chỉ có thể ở nơi xa lớn tiếng la lên tới khuyên ngăn chỉ có phá vỡ trận này mới có thể mau rời khỏi nơi đây nhưng mà niệm thanh đại nhân này nói cho hết lời liền dứt khoát mà nhưng bước vào cái kia đại trận bên trong gặp một màn này sương tuyết trên mặt có nói không nên lời cảm xúc cái kia sở phong rốt cuộc là ai vì sao sẽ để cho niệm thanh đại nhân như thế Nàng biết trận này đại biểu cho cái gì, thông qua khảo nghiệm, chỉ có hai loại phương thức. Trực diện tòa trận pháp này, chính là phương thức cực đoan, cũng là chính xác phương thức. Qua nhiều năm như vậy, niệm thanh đại nhân một mực đều lấy một loại khác phương thức tiến hành trốn tránh, nhưng hôm nay lại đột nhiên lựa chọn đối mặt. Vì, chỉ là muốn mau rời khỏi nơi đây. Sương Tuyết biết, niệm thanh đại nhân vì sao như thế, tự nhiên là bởi vì là một cái người, cái này người chính là sở phong. Nhưng nàng không hiểu, sở phong rốt cuộc là người phương nào, có thể làm cho niệm thanh đại nhân như thế. Đột nhiên, Sương Tuyết không hiểu có chút lo lắng, đã sở phong trọng yếu như vậy, vậy liền tuyệt đối không thể lãnh đạm. Muội muội, người nhưng nhất định phải đối xử tốt sở phong A. Sương Tuyết thấp giọng nói, cùng lúc đó, vị kia từ cường đại băng xương khí diễm hóa thành mà thành băng xương nữ tử, đã đi tới một vách núi chi đỉnh. Tại núi này sườn núi chi đỉnh bên trên, có một cái phòng nhỏ. Vật này mặc dù nhỏ, nhưng cũng rất là tinh xảo, phòng nhỏ ngoài có một cái hàng rào làm thành sân nhỏ, trong sân trồng lấy không ít kỳ chân dị thảo. Đây không phải là trận pháp biến thành, vậy không phải hoang dại, chính là người vì gieo trồng. Nhìn ra này phòng chủ nhân, là một cái rất hiểu sinh hoạt người. Băng xương nữ tử, nguyên bản từ băng xương khí diễm huyễn hóa mà thành, chỉ có hình người hình dáng, không nhìn thấy ngũ quan bộ mặt. Nhưng lúc này, quanh thân băng xương khí diễm tán đi, nó chân thân liền nổi lên. Nàng chính là một cô gái trung niên, không chỉ có hình dạng xuất chúng, càng là khí chất bất phàm. Sượt bỏ khí chất không nói, nàng khí chàng càng là cực kỳ cường đại chỉ là thấy được nàng liền sẽ để cho vô số cường giả e ngại nhưng chính là cường đại như thế nữ tử đi vào cái kia phòng nhỏ trước chợt nửa quỳ trên mặt đất đối phòng nhỏ làm đại lễ đại nhân sở phong đã bước vào tu la ma tháp bên trong băng xương nữ tử nói ra ta biết trong phòng nhỏ truyền ra một đạo nhu hòa thanh âm cô gái đại nhân ngài cảm thấy sở phong có thể thành công sao băng xương nữ tử hỏi không cách nào kết luận trong phòng nhỏ nữ tử nói ra, nếu là thất bại, thật cái gì cũng không cho hắn sao. Băng xương nữ tử hỏi, không cho, trong phòng nhỏ nữ tử nói ra, sinh mệnh thủy tinh vậy không cho. Băng xương nữ tử hỏi lại, không cho, trong phòng nhỏ nữ tử thái độ vẫn như cũ, cái kia nếu là sở phong thất bại, liền trực tiếp để hắn rời đi. Băng xương nữ tử lại hỏi, liên quan tới việc này không cần hỏi lại, định tốt quy tắc liền sẽ không đổi, sở phong cũng không ngoại lệ nghĩ ra được chỗ tốt liền muốn có bản sự kia trong phòng nhỏ nữ tử nói nghe nói lời này băng sương nữ tử ánh mắt phức tạp nàng muốn nói cái gì nhưng lại có chút không dám nói do dự một chút về sau nàng vẫn là hỏi đại nhân khó được gặp nhau ngài không gặp gỡ sao nàng lời này hỏi ra trong phòng nhỏ nữ tử cũng không lập tức trả lời một lát sau mới nói thời cơ chưa tới ngày sau gặp lại a à? cùng lúc đó thân ở tại tu la ma tháp bên trong sở phong tình huống nhưng cũng không lạc quan lúc này hắn thân ở tại một tòa đại điện bên trong không chỉ có sắc mặt tái nhợt trên thân càng là có không ít đẫm máu thương nhưng hắn cũng không nghỉ ngơi cũng chưa chữa thương mà là vẫn đang toàn lực thôi động phá giải trận pháp đến phá giải trước mắt cửa đá hắn đã xông qua rất nhiều cửa khẩu hắn thấy tòa này cửa đá về sau rất có thể chính là cuối cùng cửa khẩu răng rác suốt cục vết sách lại hiện ra thủ hộ cửa đá trận pháp bắt đầu vỡ nát nhưng ngay sau đó cả ngôi đại điện đều tùy theo vỡ nát sở phong quanh mình hết thảy đều tùy theo sụp đổ rất nhanh sở phong lâm vào bóng đêm vô tận bên trong mà một lúc sau một đạo vô cùng âm trầm thanh âm từ nơi xa sâu bầu trời vang lên tiểu quỷ người chính là cái kia tới khiêu chiến bản tôn người sao khi đạo thanh âm này vang lên đồng thời nguyên bản u ám phía trước xuất hiện hai đường to lớn màu đỏ tia sáng tia sáng nguồn gốc từ tại hai vòng to lớn huyết nguyệt khoảng cách sở phong cực xa nhưng lại áp bách mười phần bởi vì sở phong biết đó cũng không phải mặt trăng mà là hai cái vô cùng to lớn con mắt. Từ đó khoảng cách tiến hành đến xem, đối phương hẳn là mình cực xa, nhưng còn có thể nhìn rõ ràng như thế. Bởi vậy Sở Phong suy đoán, vật này chân thân tất nhiên lớn đến không cách nào đánh giá. Chỉ sợ, so một phương thế giới còn muốn to lớn nhiều. Cái này, liền là phong ấn tại cái này tầng thứ 18 ma vật sao? Lúc này, ngay cả Sở Phong trên mặt cũng là toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Đối mặt loại này tồn tại, như bình thường giao thủ, hắn đơn giản không có phần thắng chút nào có thể nói. Chương 5409, thắng qua Ma Tôn Chi Ma Tính. Cứ việc đối phương toàn thân chưa hiện, tu vi chưa hiện, cũng chỉ là một đôi mắt mắt, liền chỉ là nói một câu nói. Sở Phong vậy có thể cảm nhận được, đối phương cùng mình tranh lệch tựa như thiên địa chi cách. Dạng này đối thủ, hắn muốn thế nào khiêu chiến? Ông, ngay tại Sở Phong suy nghĩ thời khắc, tại cái này cùng cái kia ma vật ở giữa, xuất hiện một đạo truyền tống chi lực. Truyền tống chi lực tiêu tán, một viên phát ra tia sáng màu đen vật thể xuất hiện cái kia vật thể giống như là một cái trái cây nhưng rất là quỷ dị rõ ràng nó là màu đen nó phát ra tia sáng cũng là màu đen quanh mình không gian cũng là màu đen nhưng lại có thể rõ ràng nhìn thấy nó phát tán tia sáng nhưng là quỷ dị tia sáng vật này cho sở phong cảm giác cực kỳ không rõ nó tựa hồ ẩn chứa cực kỳ tà ác lực lược tựa như tuyệt đối tối đây là cái gì nhìn thấy viên kia quỷ dị trái cây ngay cả cái kia ma vật cũng là phát ra cảm giác bất an thán, bởi vậy có thể thấy được trái cây này quỷ dị. Rất nhanh, cái kia trái cây bắt đầu rung động, ngay sau đó có vết rách lại hiện ra, cuối cùng bành một tiếng, lại nổ tung lên. Nổ mạnh hậu quả thực, hóa thành tràn đầy màu đen khí thể, nhanh chóng khuếch tán ra, đem Sở Phong cùng cái kia ma vật đều là nuốt hết trong đó. Sở Phong vô ý thức cảm nhận được không ổn, thế là ngừng thở, tránh cho đem cái kia màu đen khí thể hút nhập thể nội. Nguy rồi, nhưng rất nhanh, hắn liền thầm than không tốt cái kia màu đen khí thể, nhưng thẩm thấu ra thịt, dù là hắn ngừng thở, cũng là tiến vào trong cơ thể hắn. Thùng thùng, lúc này, sở phong mình trái tim, nhảy lên dị thường quỷ dị. Cùng lúc đó, mình cả cái linh hồn phát sinh biến hóa, một loại cực kỳ đáng sợ cảm giác, đang nổi lên bạo phát. Sở phong ý thức được, như là không thể ngăn cản, đem sẽ có cực kỳ đáng sợ sự tình phát sinh, thế là bắt đầu cực lực áp chế. Nhưng, càng là áp chế, hắn càng là hoảng hốt, hắn cảm giác được, tựa hồ hắn không cách nào chân chính ngăn chặn, cái loại cảm giác này sớm muộn vẫn là muốn bộc phát ra qua wow, ha 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 nhưng lại tại sở phong khẩn trương thời khắc cái kia ma vật lại là phát ra chấn động thiên địa điên cuồng cười là cái kia màu đen khí thể vậy tiến vào trong cơ thể hắn kiến thức rộng rãi hắn đã biết cái kia màu đen khí thể tác dụng nguyên lai like là dạng này áp chế thiện tính phong thích ma tính là tiểu quỷ này cùng bản tôn quyết đấu phương thức sao một cái chỉ là nhân tộc tiểu quỷ đến cùng bổn ma tôn so ma tính ha 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 uổng cho các người nghĩ ra a à cái kia tự xưng ma tôn tồn tại, tiếng cười không ngừng càn rỡ, càng khó lường hơn vì trào phúng. So đấu ma tính sao, thì ra là thế, mà vừa vặn hắn lời nói này, để sở phong rõ ràng cái này đối quyết phương thức, thế là sở phong không lại áp chế mình, mà là thuận theo tự nhiên. Một lúc sau, giữa thiên địa biến đến an tĩnh dị thường, mà cái kia điên cuồng cười ma tôn, cũng là lập tức thu hồi tiếng cười, nhìn về phía sở phong. Lúc này sở phong, lập tại hư không bên trên, nhắm mắt lại, không có một điểm động tính nhưng ma tôn lại đã nhận ra không đúng một đôi huyết hồng lại to lớn ma nhãn chăm chú nhìn chăm chú sở phong tiểu quỷ này chẳng lẽ nói bỗng nhiên hắn đã nhận ra không đúng kết quả là tràn đầy sát ý tàn phá bừa bãi mà ra hướng sở phong đánh tới cái kia không chỉ có là sát ý còn có nó ma tính từng hủy diệt vô số thế giới trên tay nhiễm vô số sinh linh chi ma vật ma tính cái này ma tính mạnh nếu là người bình thường chỉ cần bị ăn mòn liền đủ để bị dọa điên thậm chí tử vong mà cái này ngập trời ma tính, dưới mắt chính đang không ngừng trùng kích sở phong. Tại ngập trời ma tính trùng kích vào, sở phong quần áo bay phất phới, tóc dài cũng là bị tại cuồng ma loạn vũ, thế nhưng là hắn thân thể, nhưng không có vẻ run rẩy Đối mặt như thế ma tính, đối mặt như thế sát ý, sở phong lại không có một chút khiếp đảm Tiểu quỷ, người mẹ hắn có ý tứ gì? Ít cố làm ra vẻ, có bản lĩnh ngươi liền lấy ra, thật coi bổn ma tôn trả lẽ lại sợ ngươi. Này ma tôn đã nhận ra sở phong không đơn giản, nếu không không có khả năng tại nó mà tính toàn thả tình huống dưới, mà sắc mặt không thay đổi. Nhưng thân là một đời ma tôn, hắn không cho phép đối phương, lấy thái độ như thế đến cùng mình quyết đấu, hắn muốn sở phong thi triển toàn lực. a à, mà lúc này, sở phong nhếch miệng lên, tại cái kia còn tính ánh nắng trên mặt, lại hiện ra một vòng tà cười. Tà ác vô cùng cười mỉm, một lúc sau, sở phong trong mắt mở ra, còn là nhân loại trong mắt, nhưng lại tản ra vô tận sát ý. Sát ý mãnh liệt mà ra, từ vô hình hóa thành hữu hình, Tựa như ngập trời gió lốc lớn, đi tứ tán. Không chỉ có mạnh mẽ đem cái kia ma tôn sát ý phá hủy, càng là trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ u ám thế giới. Ngay cả cái kia ma tôn cũng là không chịu nổi, vừa vặn làm một đời ma tôn, sao nguyện thua ở một cái nhân tộc tiểu quỷ trước mặt. Hắn cực lực chống cự, nhưng rất nhanh vẫn là không chịu nổi. Sở phong phát tán ma tính, bá đạo vô cùng, chính tràn vào trong cơ thể hắn, đảo loạn tâm hắn trí. Tiếp tục nữa, hắn hội không chịu nổi, chỉ sợ hội đánh mất lý trí, triệt để điên dại tiểu quỷ bản tôn nhận thua không thể làm gì phía dưới ma tôn đành phải nhận thua thế nhưng là sở phong chỗ phóng thích ma tính không chỉ có không có yếu bớt lại còn đang không ngừng tăng cường tiểu quỷ luận bàn mà thôi điểm đến là rừng a à, người có hiểu quy củ hay không bản tôn đều nhận thua người làm sao còn không dừng tay không oán không cừu người nhất định phải bản tôn mệnh không thể sao bản tôn mẹ hắn căn bản cũng không nhận biết ngươi a à. mắt thấy sở phong còn không dừng tay cái kia ma tôn trực tiếp mở miệng chửi mẹ nhưng lại y nguyên vô hiệu. Mà tập trung nhìn vào, hắn lúc này mới phát hiện, sở phong trong mắt vậy mà biến hóa. Nó trong mắt có lôi đình phun trào, toàn bộ người nhìn qua trở nên càng thêm đáng sợ. Tuy vẫn nhân tộc thân thể, nhỏ bé, yếu ớt, nhưng toàn bộ người phát ra cảm giác lại so cái này Ma Tôn còn muốn đáng sợ nhiều. Hỏng bét, tiểu quỷ này đánh mất ý thức, đã như vậy, coi như đừng trách Bổn Tôn không tuân thủ quy tắc. Gặp tình hình này, Ma Tôn vì bảo vệ mình, liền chuẩn bị phóng thích võ lực đến khống chế lại sở phong. Nhưng hắn phát hiện mình võ lực vậy mà không cách nào phóng thích, nó tu vi bị phong khóa. Là tu La Ma Tháp lực lượng, phong tỏa ngăn cản hắn tu vi. Uy, đừng như vậy làm a, à, tiểu quỷ này đánh mất ý thức, tiếp tục như vậy, bổn Ma Tôn hội tẩu hỏa nhập ma, hội điên mất. Ma Tôn lớn tiếng la lên, dường như nghĩ ra được cái này tu La Ma Tháp chủ nhân đáp lại. Nhưng lại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào, cái này khiến Ma Tôn có chút luống cuống, chỉ là ma tính xâm lấn, hắn cũng không sẽ chết nhưng nếu thật sự điên hoặc tẩu hỏa nhập ma cái kia chính là cái xác không hồn còn sống lại có ý nghĩa gì răng rác răng rác nhưng nhưng vào lúc này từng trận vết sách thanh âm bắt đầu không ngừng truyền đến tu la ma tháp lại không chịu nổi hắn ma tính tiểu quỷ này hắn thật sự là người sao lúc này liền cái kia ma tôn thanh âm lại cũng tràn ngập khó có thể tin hắn thấy có thể có như thế ma tính tồn tại tuyệt đối không khả năng là một nhân tộc tiểu quỷ người vì sao lại có như thế ma tính Mới đầu là chấn kinh, nhưng rất nhanh hắn cảm xúc thay đổi, nếu là sở phong ma tính, thật đáng sợ như thế, liền cái này tu la ma tháp đều không chịu nổi lời nói. Đối với hắn như vậy mà nói, coi như là một chuyện tốt. Chỉ cần, hắn có thể tại tu la ma tháp vỡ vụn về sau, còn có thể bình yên vô sự, hắn liền có thể lấy thoát khốn. Chỉ cần thoát khỏi tu la ma tháp phong ấn, hắn đem khôi phục chân chính lực lượng, khi đó hắn đem không ai có thể ngăn cản. Cho nên ma tôn không còn lo lắng, ngược lại khóe miệng dơ lên một vòng may mắn, bắt đầu hy vọng sở phong cái này cường đại ma tính tiếp tục kéo dài nhưng cùng lúc đó tại tu la ma tháp bên ngoài cái kia băng xương nữ tử lại là đã đã nhận ra không thích hợp nàng lật bàn tay một cái một mặt trận pháp tấm gương lại hiện ra cái kia trên gương nổi lên chính là tu la ma tháp mà lúc này tu la ma tháp không chỉ có kịch liệt lay động tháp trên hạ thể đã là xuất hiện rất nhiều vết sách đại nhân không ổn tu la ma tháp xuất hiện vết sách băng xương nữ tử vội vàng nhìn về phía phòng nhỏ Ta biết, là Sở Phong, so với Bối rối Băng xương nữ tử, cái kia trong phòng nhỏ nữ tử biểu hiện rất là bình tĩnh. Sở Phong, Sở Phong vì sao sẽ để cho cái này Tu La Ma Tháp xuất hiện vết rách? Mà nghe nói lời này, Băng xương nữ tử thì là cảm thấy không hiểu. Chương 5410, người này rốt cuộc là ai? Tu La Ma Tháp phong ấn trận pháp, vốn là lấy ma tính áp chế ma tính. Nếu là có đủ cường đại ma tính xuất hiện, Tu La Ma Tháp chống đỡ không nổi, cũng là bình thường. Mà ta thả ra sở phong ma tính. Trong phòng nhỏ nữ tử nói ra, đại nhân, chẳng lẽ ngươi nói là, là sở phong phóng thích ma tính, mạnh hơn tu la ma tháp phong ấn trận pháp. Băng xương nữ tử hỏi, ân, trong phòng nữ tử nói, thế nhưng là, sở phong không phải nhân tộc à, hắn tại sao có thể có đáng sợ như thế ma tính. Băng xương nữ tử cảm giác khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì nàng biết tu la ma tháp phong ấn trận pháp mạnh bao nhiêu. Có thể bằng vào ma tính, để tu la ma tháp vỡ vụn lời nói, cái kia chính là đáng sợ cỡ nào ma tính. liền nàng nghĩ một hồi, đều hội cảm giác sợ hãi khôn cùng. sắc thực cường vượt qua thường nhân, ta thiết hạn mức cao nhất là chấn áp lại phệ hồn ma tôn, chỉ cần có thể chấn áp lại phệ hồn ma tôn, liền có thể thông qua khảo nghiệm. ta liền hội đem món kia vật phẩm phó thác với hắn, nhưng lại không nghĩ rằng, hắn chi ma tính, hội cường đại đến tận đây. chỉ là thông qua giọng điệu, liền có thể cảm nhận được, trong phòng nữ tử đối sở phong biểu hiện rất là hài lòng. sắc thực quá kinh người băng xương nữ tử cũng là cảm thán nói nhưng rất nhanh nàng có lại lần nữa nhìn về phía trong tay tấm gương trong mắt tràn ngập bất an nguyên lai like lúc này tu la ma tháp đã là lung lay sắp đổ cùng lúc đó cường đại tu la chi lực cùng trận pháp lực lượng đang tu la ma tháp tuôn trào ra đánh thẳng vào cái kia mảnh thiên địa bị trói buộc tại tháp trước đàn đàn đã là khó có thể chịu đựng hôn mê đi đại nhân thật không nhúng tay vào sao băng xương nữ tử lo lắng nói nàng lo lắng cũng không phải đàn đàn mà là cái kia tu la ma tháp sau khi vỡ vụn muốn gánh chịu hậu quả có ta ở đây người sợ cái gì trong phòng nữ tử nói nghe nói lời này băng xương nữ tử ngây ngẩn cả người sau đó mặt lộ hổ thẹn đúng vậy a à, có vị này tại nàng cần gì phải lo lắng coi như tu la ma tháp bên trong cái kia chút tồn tại mạnh hơn nhưng vậy tuyệt không có khả năng cường qua trong phòng vị này ầm ầm bỗng nhiên ngập trời tiếng vang vang vọng toàn bộ thế giới dù là khoảng cách tu la ma tháp khoảng cách khá xa nhưng núi này sườn núi cũng là rung động kịch liệt bắt đầu. Là tu la ma tháp triệt để vỡ vụn, giờ khắc này, ngập trời màu đen khí diễm đã là phóng lên tận trời. Trong nháy mắt, liền tràn ngập cái này phương thiên địa. Mà cùng lúc đó, 18 con quái vật khổng lồ cũng là nhao nhao hiện thân. Bọn chúng hình thái khác nhau, có giống như người, có là thú, nhưng đều không ngoại lệ, đều là ma tính ngập trời, hai mắt huyết hồng, thể tích càng là to lớn vô cùng. Đáng sợ nhất là, bọn chúng thân thể lại vẫn đang không ngừng tăng lớn. Bởi vì, lúc này thân thể cũng không phải là bọn hắn lúc đầu mặt mũi. Bị tu La Ma Tháp vây lại quá lâu, bọn hắn lực lượng cùng chân chính thân thể, vậy đều yêu cầu thời gian khôi phục. Ngao, lúc này, từng trận gầm thét không ngừng truyền đến, chỉ là nghe được thanh âm kia đều hội làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Cái này 18 con ma vật, từng cái hung thần ác sát, một bộ vô địch thiên hạ, duy ngã độc tôn bộ dáng. Thoát khốn về sau, không chỉ có phát ra chói tai gào thét, đến phát kiếp bất mãn càng là phóng xuất ra sát ý ngút trời cái kia sát ý cũng là trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ không gian thế giới cường đại lực lượng khiến cho cái này không gian thế giới đều khó có thể chịu đựng thậm chí tại cái này không gian thế giới bên ngoài người đều cảm nhận được cái kia cỗ đáng sợ sát ý cảm giác này canh giữ ở niệm thanh đại nhân chỗ bước vào trận pháp bên ngoài sương tuyết đột nhiên sắc mặt đại biến nàng mặc dù tại một cái không gian khác thế giới nhưng vẫn là đã nhận ra cái kia đáng sợ sát ý nàng cố gắng tìm kiếm mong muốn tìm căn nguyên nhưng lại phát hiện giống như không phải tại này thế giới bên trong mà là thế giới bên ngoài bên ngoài rốt cuộc phát sinh cái gì thế nhưng là khi xác định cái kia sát ý đến từ thế giới bên ngoài nàng ngược lại càng thêm lo lắng nàng là lo lắng bên ngoài người dù sao bây giờ ở đâu nhưng là có không ít thất giới thánh phủ thiên tài tiểu bối cái kia sát ý khủng bố như thế liền không gian thế giới trận pháp lực lượng đều khó mà ngăn cản nàng thật lo lắng muội muội nàng cùng thất giới thánh phủ bọn tiểu bối có hay không còn có thể bình yên vô sự. Nhưng so với nàng, tại cái kia dị tượng áp chế dưới xương vũ, cùng thất giới thánh phủ đám người, chỗ cảm thụ sát ý thì là càng thêm rõ ràng. Trời ạ, à, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ là chúng ta, trêu chọc thần linh không thành? Lúc này, sở hữu người đều cảm nhận được tuyệt vọng, bởi vì so với ngăn chặn bọn hắn dị tượng lực lượng, lúc này từ dị tượng bên trong truyền tới sát ý, càng làm cho bọn hắn cảm giác mình phảng phất thân ở địa ngục. Bọn hắn không cái kia rốt cuộc là vật gì, nhưng chỉ là từ cái này sát ý liền có thể cảm nhận được, đó là như thế nào có thể tùy tiện gạt bỏ bọn hắn nhân vật đáng sợ. Nếu là vật này xuất hiện, cái kia chờ đợi bọn hắn, tất nhiên là hủy diệt. Không chỉ là bọn hắn, đem có vô số sinh linh chết đi. Mà cùng lúc đó, tại cái kia chút ma vật chỗ tại không gian bên trong, thì là bỗng nhiên truyền đến một tiếng ho nhẹ. Khủ khủ, cái này âm thanh ho nhẹ về sau, cái kia che khuất bầu trời màu đen khí diễm, liền lập tức lui tán mà đi, tất cả ma vật chân thân toàn bộ nổi lên. Mà 18 con ma vật bên trong, hình thể to lớn nhất, chính là là một cái hình người ma vật. Hắn thân mặc màu đen áo giáp, sau lưng có một thanh khổng lồ trường kiếm màu đen. Không nhìn thấy ngũ quan khuôn mặt, nhưng ngũ giáp kia tiếp theo song huyết hồng ma nhãn, lại là đáng sợ đến cực điểm. Không chỉ như vậy, quanh người hắn còn quấn quanh lấy màu đen khí diễm, đó là tu la chi lực, nhưng lại cùng với những cái khác ma vật tu la chi lực khác biệt. Càng thêm âm u cùng kinh khủng, phảng phất có thể thôn vệ vạn vật. Mà hắn, chính là bị phong ấn ở tầng thứ 18 vị kia, lúc trước cùng sở phong so đấu ma tính ma tôn. vệ hồn ma tôn, ma tôn đại nhân, ngài làm sao cũng ở nơi đây. Nhìn thấy vệ hồn ma tôn, mặt khác 17 con ma vật, lại cũng bị mất trước đó phách lối khí diếm, đều là mặt lộ kính sợ cùng sợ hãi. Bởi vậy có thể thấy được, vệ hồn ma tôn tên tuổi tại tu la linh giới cũng là cực kỳ vang dội. Nếu không sẽ không liền cái này chút không sợ trời không sợ đất ma vật, nhìn thấy hắn về sau, đều sẽ trở nên như thế quy củ. Quá tốt rồi, thế mà liền ma tôn đại nhân cũng ở nơi đây. Ma tôn đại nhân, liền từ ngài đến dẫn đầu chúng ta, tại cái này tu võ giới đại sát tứ phương A. Để tu võ giới cái này chút ngu xuẩn đám ra hỏa biết, chúng ta tu la linh giới lợi hại. Rất nhanh, cái kia chút đám ma vật biến đến hưng phấn dị thường bắt đầu, có phệ hồn ma tôn dẫn đầu bọn hắn lời nói. Bọn hắn liền cảm giác, có thể tại cái này tu võ giới muốn làm gì thì làm, sợ là không ai có thể ngăn cản. Thế nhưng là phệ hồn ma tôn, nhưng căn bản không để ý tới cái kia chút ma vật, mà là nhìn về phía phía trước mặt đất gặp tình hình này cái khác ma vật cũng là đem ánh mắt quay đầu sang lúc này mới phát hiện ở nơi đó nằm một đạo mịt mù tiểu nhân tộc bóng dáng mà người này chính là sở phong tại thu la ma tháp vỡ vụn về sau sở phong liền không còn phóng thích ma tính khôi phục thành công bình thường bộ dáng chỉ bất quá lúc này hắn dĩ nhiên đã hôn mê vệ hồn ma tôn nhìn xem sở phong như có điều suy nghĩ rất nhanh thanh âm hùng hậu lại lần nữa vang vọng tiểu quỷ nếu là có thể bổn ma tôn ngược lại là nghĩ nhiều tìm hiểu một chút ngươi địa vị nhưng bổn ma tôn trực giác nói cho ta tuyệt không thể để ngươi còn sống thì đừng trách bổn ma tôn không nói đạo nghĩa lời nói ở đây vệ hồn ma tôn trong mắt sát ý tuôn ra oanh một lúc sau ngập trời gió lốc lớn từ nó trong cơ thể phóng thích mà ra những nơi đi qua vạn vật hủy hết chính trực chạy sở phong mà đi cỗ lực lượng này đừng nói là sở phong không thể thừa nhận liền cái này không gian thế giới đều khó có thể chịu đựng hắn chỉ là ý niệm ở giữa liền có bản lĩnh đem cái này không gian thế giới đều phá hủy ra cái này chính là vệ hồn ma tôn lực lượng nhưng mà cái này đáng sợ lực lượng sắp nuốt hết sở phong thời khắc vậy mà không thể động đậy thật giống như sở phong trước người có một đạo vô hình tường ngăn lại hết thảy tập trung nhìn vào vệ hồn ma tôn sắc mặt đại biến chỉ gặp một đạo tuyệt mỹ vô cùng nữ tử váy trắng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sở phong trước người nàng cái kia tuyết trắng bàn tay chính đối vệ hồn ma tôn phương hướng mà chính là bàn tay nàng, ngăn lại phệ hồn ma tôn cái kia sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Ngươi, ngươi là ai? Lúc này, phệ hồn ma tôn còn chưa mở miệng, cái khác ma vật liền phát ra chất vấn, bọn hắn vậy đều đã nhận ra, tên này tuyệt mỹ nữ tử không đơn giản. Nữ tử không nói gì, mà là phất ống tay áo một cái, một đạo lồng sắt lại hiện ra. Lồng sắt thoát ly nó bàn tay, không ngừng biến lớn, cuối cùng hóa thành xuyên qua thiên địa khoảng cách vật. Mình đi vào, chớ có ta xuất thủ, nữ tử váy trắng nói. Nghe nói lời này, cái kia chút ma tôn đều hiểu, đây là lại muốn đem bọn hắn bắt lại a, à, thế nhưng là thật vất vả thoát khốn, lại há có thể thúc thủ chịu trói, thế là có hai cái ma vật lập tức quay người hóa thành thao thiên khí giếm, hướng nơi xa bỏ chạy, nhưng chỉ gặp nữ tử kia trong mắt hàn ý tuôn ra, sau đó ngón tay nhẹ nhàng nhất câu, trên bầu trời lại hiện ra to lớn vết rách, ngay sau đó hai thanh hắc sắc cửa kiếm từ trên trời giáng xuống, như là cái đinh bình thường đính tại cái kia hai cái đảo thoát ma vật trên thân chói tai kêu thảm cũng là tùy theo vang vọng đại nhân chớ muốn động thủ sớm biết ngài vậy tại ta cũng không dám có đào thoát chi tâm mà liền tại lúc này vệ hồn ma tôn lại cười nhẹ nhàng mở miệng lại này nói cho hết lời liền lập tức ngoan ngoãn chui vào cái kia to lớn lồng sắt bên trong gặp một màn này cái khác ma vật đều trợn tròn mắt người này rốt cuộc là ai chương năm nghìn bốn trăm một người có thiện ác hai mặt ầm ầm bỗng nhiên ngập trời bụi đất tự đại tạo nên hai đạo sâu không thấy đáy khe rãnh nổi lên mà hai tôn ma vật kêu thảm thì là ngừng lại là cái kia trường kiếm màu đen từ sâu trong lòng đất huy động chém ra hai đạo khe rãnh thời điểm vậy đem hai cái ma vật chảm trừ chỉ vì động chạy trốn suy nghĩ nữ tử váy trắng liền đem trực tiếp chảm trừ còn có muốn chạy trốn sao nữ tử váy trắng lạnh nhạt ánh mắt quét về phía còn thừa ma vật dù là nàng thân thể như thế chi nhỏ tại to lớn ma vật trước mặt uyển như hạt bụi bình thường nhưng lại không có một cái nào ma vật dám nhìn thẳng vào nàng ánh mắt. Cái này chút ma vật không còn dám có một chút do dự, nhao nhao đi theo phệ hồn ma tôn bước chân, bước vào cái kia lồng giam bên trong. Mà nữ tử thì là bàn tay mở ra, một tòa hắc tháp lại hiện ra, hắc tháp càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành ngập trời đại trận, bao trùm ở cái kia lồng giam. Tháp này chính là mới tinh tu La Ma tháp, hay là một lần nữa đem còn lại ma vật phong ấn. Đại nhân, ta có một chuyện muốn biết, kẻ này đến cùng là người phương nào? Phệ hồn ma tôn đối nữ tử váy trắng hỏi, mà hắn chỉ người, tự nhiên chính là sở phong, chỉ là nữ tử váy trắng không có trả lời, tựa như là cái này phệ hồn ma tôn, căn bản không có tư cách cùng nàng đối thoại bình thường. Lúc này tu la ma tháp phong ấn lực lượng đã phong thích, mắt thấy liền bị triệt để phong ấn, cái kia phệ hồn ma tôn thì là giống to. Đại nhân, kẻ này không thể lưu, nó ma tính mạnh, người chưa hẳn có thể khống chế với hắn. Lấy hắn chi ma tính, như một ngày kia mất khống chế, hẳn là các giới đại kiếp. Phệ hồn ma tôn thanh âm tại toàn bộ thế giới quanh quẩn. Tuy nhiên lại cũng chỉ có đạo thanh âm này, nương theo trận pháp thành hình, một tòa hoàn chỉnh tu la ma tháp lại hiện ra. Mà phệ hồn ma tôn các loại ma vật vậy đều triệt để bị phong ấn trong đó. Nhưng phệ hồn ma tôn thanh âm còn đang vang vọng, nhắc tới cũng là châm biếm, một đời ma tôn lại cho dạng này khuyến cáo. Nhưng cũng khía cạnh nói rõ, sở phong nguy hiểm, bất quá đối với loại này khuyến cáo, nữ tử váy trắng tựa như là không có nghe được bình thường. Lúc này nữ tử váy trắng mới đưa ánh mắt về phía nữ vương đại nhân, lúc trước lạnh nhạt trong mắt, lúc này lại biến đến vô cùng ôn nhu, đồng thời. Có một chút đau lòng, đại nhân, bỗng nhiên, một đạo kêu gọi vang lên, là băng xương nữ tử đi vào. Đại nhân, vì sao sở phong sinh mà vì người, lại hội có như thế ma tính? Băng xương nữ tử hỏi, vì sao sinh mà vì người, liền không có có như thế ma tính? Chẳng lẽ chỉ bởi vì hắn là người, nhưng ai lại nói cho ngươi, người liền không nên có ma tính? Nữ tử váy trắng liên tiếp hỏi lại, đối mặt như thế hỏi lại, băng xương nữ tử lại đáp không được. Người vốn là cực kỳ phức tạp, thiện ác vậy bất quá là ý niệm ở giữa thôi. Nữ tử váy trắng nói, nhưng Sở Phong ma tính, vậy thực sự thật là đáng sợ, liền vệ hồn ma tôn đều ý thức được hắn nguy hiểm. Đại nhân, thật không cần phong ấn một cái hắn ma tính sao? Băng xương nữ tử hỏi, liền một đời ma tôn đều hội lo lắng Sở Phong tồn tại, có thể thấy được lợi hại trong đó mà nàng cũng cảm thấy, sở phong chi ma tính, thực sự kinh khủng. Có được như thế ma tính, liền không nên là một cái nhân loại. Như thế ma tính, như không thêm vào khống chế, một ngày kia nếu thật mất khống chế, cái kia tai nạn tất nhiên là hủy diệt tính. Nữ tử váy trắng không có trả lời, mà là hỏi, người cảm thấy, sở phong cùng mẫu thân so, ai thiên phú tốt hơn. Chỉ luận thiên phú, khó luận cao thấp, nhưng nếu luận căn cơ sở phong không gì sánh kịp, hắn mặc dù tuổi tác rất nhỏ, nhưng tu đạo chi tâm, cũng đã cường đại đến cực điểm trong thời gian ngắn khó nói, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, sở phong hội siêu việt mẫu thân. Băng xương nữ tử nói, người vốn là có thiện ác hai mặt, sở phong ma tính mạnh như thế, vì sao cũng không trở thành đại ác người. Nữ tử váy trắng tiếp tục hỏi, đại nhân nói là, sở phong thiện niệm đồng dạng vô cùng cường đại. Cho nên mới có thể ngăn chặn hắn ma tính. Băng xương nữ tử hỏi, nữ tử váy trắng nhàn nhạt một cười, nhưng chỉ là cái này bôi dáng tươi cười, đã là có đáp án. Đại nhân, ngài không cảm thấy dạng này, ngược lại càng thêm nguy hiểm như một ngày kia sở phong ma tính lấn át thiện niệm đâu lấy hắn thiên phú đơn giản không thể tưởng tượng a à. băng xương nữ tử càng thêm lo lắng sở phong cùng nhau đi tới đã là gặp phải rất nhiều bất công tuy có tâm ngoan thời điểm nhưng cũng có thể lý giải trong mắt của ta hắn vẫn là một cái tâm hệ thiên hạ đứa bé ngoan nếu thật một ngày kia hắn chi ma tính lấn át thiện niệm cái kia chính là nhận lấy bao lớn ủy khuất lúc kia chỉ sợ người ta vậy không hy vọng hắn tiếp tục làm người tốt nữ tử váy trắng nói mà băng xương nữ tử thì là trầm mặc người cũng biết quá mức thiện lương người không cách nào ủy thác trọng trách đại kiếp sắp tới chúng ta cần chính là sở phong dạng này nhân tài cho nên đối với hắn không thể tiến hành hạn chế nếu không chỉ hội hoàn toàn ngược lại kỳ thật nếu là người không có kiến thức đến hắn mà tính người vậy sẽ không nghĩ tới hắn sẽ là có như thế đáng sợ một mặt người a à. nữ tử váy trắng hỏi xác thực nghĩ không ra băng xương nữ tử nói Nàng cũng biết, người có thiện ác hai mặt, nhưng nàng chưa hề muốn qua, người. Hội có đáng sợ như thế một mặt, hắn ma tính mạnh, thiện niệm vậy đồng dạng mạnh, đây cũng chính là chúng ta khổ tâm tìm kiếm người. Hắn đã đạt thành yêu cầu, cần gì phải lo lắng. Để hắn tự do trưởng thành đi, ta dám cam đoan, đại kiếp tiến đến thời điểm, hắn vậy tất nhiên là hội đứng tại chúng ta bên này, cùng chúng ta kể vai chiến đấu. Nữ tử váy trắng nói, nghe đến đó, băng xương nữ tử mặt lộ hổ thẹn, nàng lại nghi ngờ vị đại nhân này ánh mắt thế là vội vàng làm đại lễ, là thuộc hạ quá lo lắng, còn xin đại nhân trách phạt. Người có không hiểu chỗ cũng là bình thường, người thấy được sở phong ma tính, hội lo lắng cũng là hợp tình hợp lý, sao là trách phạt mà nói. Nữ tử váy trắng cười cười, cười cực đẹp, nàng đối đãi cái này băng xương nữ tử, nàng cũng là ôn nhu, cùng lúc trước đối đãi ma vật, đơn giản tưởng như hai người. Sau đó, nữ tử váy trắng bay thấp mà xuống, rơi xuống nữ vương đại nhân bên cạnh. Nàng cúi người ngồi xuống, tinh tế bàn tay, rơi vào nữ vương đại nhân trên gương mặt, nhu hòa bắt đầu vuốt ve. Đồng thời, nàng trong mắt cảm xúc, trở nên càng thêm phức tạp, không ngừng ôn nhu cùng đau lòng, còn có cương chiều cùng hổ thẹn. Sau đó, nó bàn tay bỗng nhiên từ gương mặt rời, đặt ở nữ vương đại nhân trên trán. Ngay sau đó, tràn đầy tu la chi lực, từ nó lòng bàn tay tuôn ra, liên tục không ngừng tràn vào nữ vương đại nhân trong cơ thể. Cái kia cỗ tu la chi lực cực kỳ cường đại, nhưng cũng dị thường nhu hòa, đối nữ vương đại nhân không có tổn thương chút nào tại lực lượng này quán thâu dưới nữ vương đại nhân tu vi bắt đầu khôi phục nhanh chóng trong nháy mắt liền khôi phục được trước đó trạng thái đồng thời thân thể nàng cũng là như trước đó bình thường khỏe mạnh ngoại trừ hôn mê đã là không có bất cứ vấn đề gì đại nhân muốn không dứt khoát đưa nàng đánh thức a băng xương nữ tử nói còn không phải lúc nữ tử váy trắng mặc dù đầy mắt không bỏ nhưng vẫn là đứng dậy nhìn về phía sở phong bàn tay nàng mở ra một thanh trường kiếm màu đen lại hiện ra trong tay nay trường kiếm toàn thân màu đen không có quá nhiều đường vân điêu khắc chỉ có tu la hai chữ khác ở kiếm thể ở trong chợt nhìn đơn giản nhưng nhìn kỹ đến chất liệu thiên hạ vô song công nghệ càng là không gì sánh kịp kiếm này quả thực là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ oanh đột nhiên thiên địa chấn động gió nổi mây phun toàn bộ thế giới kịch liệt lay động ngay cả tu la ma tháp đều tại rung động kịch liệt hết thảy đều là bởi vậy kiếm mà lên cường đại lực lượng có thể dùng vạn vật thần phục Nữ tử váy trắng bàn tay chấn động, hết thảy liền khôi phục bình thường, mà trường kiếm màu đen cũng theo đó biến nhỏ, cuối cùng hóa thành chỉ có móng tay lớn nhỏ. Nữ tử váy trắng ngón tay búng một cái, trường kiếm màu đen liền hóa thành một đạo lưu quang, từ trái tim tiến vào sở phong trong cơ thể. Sở phong tỉnh lại, hắn hội cảm nhận được tu la kiếm. Ngươi liền nói, đây là hắn khiêu chiến thành công ban thường, về phần muốn thế nào khống chế, muốn chính hắn để phán đoán. Sau đó ngươi lại cho hắn 10 khỏa sinh mệnh thủy tinh về phần vì sao không cho nói xong 100 viên, liền nói đã dùng sinh mệnh thủy tinh, trợ giúp nàng chữa trị tốt nàng đản đản, sinh mệnh thủy tinh chỉ hạ 10 khỏa. Nữ tử váy trắng dặn dò, thuộc hạ tuân mệnh, băng xương nữ tử nói, nữ tử váy trắng, lại không bỏ nhìn thoáng qua nữ vương đại nhân, lúc này mới quay người rời đi. Tại nữ tử váy trắng sau khi rời đi, băng xương nữ tử mới ngón tay búng một cái, một cỗ lực lượng dung nhập nữ vương đại nhân trong cơ thể, hôn mê nữ vương đại nhân lập tức thức tỉnh. Nữ vương đại nhân thức tỉnh về sau, lập tức tìm kiếm sở phong. Sở phong, gặp sở phong hôn mê, nữ vương đại nhân vội vàng chạy tới. Dù là phát hiện sở phong chỉ là hôn mê, cũng không lo ngại, nhưng nữ vương đại nhân trong mắt lo lắng vẫn là không giảm. Hắn không có việc gì, chỉ là tiêu hao quá độ, rất nhanh liền hội thức tỉnh Băng xương nữ tử đi tới gần, lại trong bóng tối phóng thích lực lượng dung nhập sở phong trong cơ thể. Cái kia lực lượng vô hình tiến vào về sau, sở phong đóng chặt trong mắt rung động mấy lần về sau, quả nhiên cũng là chậm rãi mở ra chương 5412, mạnh nhất chi kiếm. Sở phong, người không sao chứ? Nữ vương đại nhân hỏi, đàn đản ta không sao. Sở phong phản ứng đầu tiên, chính là trấn an nữ vương đại nhân, nhưng rất nhanh thần sắc hắn mừng lớn, đàn đản người khôi phục. Ta, nữ vương đại nhân cũng là sướng sờ, nàng sau khi tỉnh dậy chỉ lo lo lắng sở phong, cũng không có quan sát mình. Mà lúc này cái này một nghiêm túc quan sát, nàng cái kia tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng là lộ ra rực rỡ dáng tươi cười, ta thật khôi phục, đồng thời, đồng thời cái gì, sở phong hỏi, không nói cho ngươi, nữ vương đại nhân nghịch ngợm một cười, chợt nhìn về phía băng xương nữ tử tiền bối, là ngài giúp ta. Không cần cảm ơn ta, muốn tạ liền tạ sở phong A. Là hắn giúp ngươi tranh thủ khôi phục cơ hội, băng xương nữ tử này nói cho hết lời, bàn tay mở ra, 10 khỏa sinh mệnh thủy tinh lại hiện ra, sau đó trôi hướng sở phong. Chị liệu ngươi cái này giới linh thương, dùng 90 viên sinh mệnh thủy tinh, còn lại 10 khỏa cũng cho ngươi đi. Băng xương nữ tử nói, cảm ơn tiền bối, đối với trôi nổi mà kiếp sau mệnh thủy tinh, sở phong cũng chưa cự tuyệt, dù sao sinh mệnh thủy tinh quý giá như thế, không cần thì phí. Nhưng rất nhanh sở phong nhìn lướt qua, cái kia tu la ma tháp, hỏi chỗ lấy tiền bối, ta là thất bại, vẫn là thành công. Sở phong chỉ biết là, hắn phóng xuất ra ma tính, nhưng rất nhanh liền đã mất đi ý thức. Khi hắn thức tỉnh thời điểm, liền là vừa vặn một màn, cho nên sở phong không biết, hắn có thành công hay không. Thế mà không có cảm nhận được sao? Nếu là như vậy, đi ngươi giới linh không gian nhìn xem, liền biết. Băng xương nữ tử nói, giới linh không gian, Sở Phong vội vàng đem ý thức bắn ra đến giới linh không gian. Lúc này mới phát hiện, giới linh không gian bên trong treo lấy một thanh trường kiếm màu đen. Nhưng Sở Phong còn chưa kịp nhìn kỹ thanh kiếm kia, khi mình ý thức ném bắn vào về sau, cái kia trường kiếm màu đen liền phóng xuất ra tràn đầy hấp lực bao trùm ở Sở Phong. Một lúc sau, Sở Phong cảm giác mình tinh thần lực bắt đầu không cách nào tự điều khiển điên cuồng tuôn ra tràn vào cái kia trường kiếm màu đen bên trong cái kia trường kiếm màu đen đang tại thôn vệ mình tinh thần lực mắt thấy tình huống không ổn sở phong vội vàng đem ý thức rút lui giới linh không gian hắn phát hiện chỉ cần mình ý thức không tại giới linh không gian bên trong cái kia trường kiếm màu đen liền sẽ không thôn vệ mình tinh thần lực như thế để sở phong yên tâm không ít bởi vì vừa mới cảm giác thực sự quá tệ tiền bối cái kia là vật gì sở phong hỏi hỏi ngươi giới linh a băng xương nữ tử nói cái gì a à, thần thần bí bí nữ vương đại nhân vậy là có chút hiếu kỳ chợt nhìn về phía sở phong để bản nữ vương nhìn xem nhưng sở phong lại là nhíu mày chợt nhìn về phía băng xương nữ tử tiền bối cái kia sẽ không tổn thương nàng a à. sẽ không băng xương nữ tử nói nghe nói lời này sở phong lúc này mới mở ra giới linh đại môn mà nữ vương đại nhân cũng là lập tức tiến vào giới linh không gian bên trong đây là mà nữ vương đại nhân vừa nhìn thấy cái kia trường kiếm màu đen liền khuôn mặt nhỏ đại biến trong mắt hiện ra vẻ không thể tin được thậm chí còn vội vàng vuốt vuốt mình con mắt tựa như là hoài nghi mình nhìn lầm bình thường nữ vương đại nhân còn là lần đầu tiên có phản ứng như vậy sở phong người hỏi nàng từ đâu đạt được kiếm này nữ vương đại nhân đối sở phong nói mà sở phong cũng là lập tức đối băng xương nữ tử tiến hành hỏi thăm từ đâu đoạt được người đây liền không cần phải để ý đến tóm lại nó hiện tại về ngươi đây cũng là người khiêu chiến tầng thứ 18 về sau, đoạt được đến ban thưởng. Nhưng kiếm này cũng không phải dễ dàng như vậy khống chế, nếu là không được, khuyên ngươi sớm một chút từ bỏ, nó. Thế nhưng là sẽ muốn mệnh, mặt khác, ta nhắc nhở ngươi một sự kiện, người tốt nhất mau mau rời đi nơi này, nếu không ngươi người bạn kia, chỉ sợ là muốn tính mạng khó giữ được. Băng xương này nói cho hết lời, cánh tay nhẹ nhàng hất lên, một cỗ truyền tống chi lực liền bao trùm ở sở phong. Một lúc sau, sở phong liền rời đi nơi đây, về tới đôi kia quyết nơi lúc này bầu trời dị tượng vừa mới tiêu tán cái kia áp bách đám người lực lượng cũng theo đó giải trừ nhưng mọi người lúc này đều là nhận lấy không nhỏ kinh hãi khóc đều là chuyện nhỏ có chút tiểu bối nữ tử tinh thần đều trở nên hoảng hốt ngay cả bạch vân khanh cũng là lâm vào hôn mê bất quá bạch vân khanh hôn mê không chỉ có là dị tượng áp bách càng nhiều vẫn là sương vũ cái kia trận pháp áp bách sở phong nhưng bỗng nhiên một tiếng gầm thét vang lên là sương vũ trải qua dị tượng áp bách nàng mặc dù sắc mặt vậy rất khó coi nhưng là dù sao Tu Vi cường đại lại gặp qua rất nhiều tràng diện cho nên nàng dẫn đầu khôi phục lại nhìn thấy Sở Phong một khắc này liền lập tức sát cơ bốn phía nàng không biết Sở Phong vì sao còn hội xuất hiện cũng không biết Sở Phong đã trải qua cái gì nhưng nàng ý thức được sự tình kỳ quặc ý thức được cái kia dị tưởng rất có thể cùng Sở Phong có quan hệ mật thiết cái này khiến nàng càng thêm bất an càng thêm cảm thấy Sở Phong tuyệt không thể lưu thế là một trưởng oanh ra tràn đầy kết giới chi lực liền đối với Sở Phong oanh sát mà đến nàng trực tiếp thống hạ sát thủ nhưng một lúc sau sở phong hóa thành một đạo quang mang đầu tiên là phóng tới bạch vân khanh sau đó lại phóng lên tận trời biến mất không thấy gì nữa là thần hưu phát giác được sở phong đem đại nạn lâm đầu chủ động kèm theo tại sở phong trên thân mang theo sở phong cùng bạch vân khanh rời đi hết thảy phát sinh quá nhanh sương vũ bọn hắn kịp phản ứng về sau phát hiện sở phong cùng bạch vân khanh đã không thấy làm sao có thể lúc này sương vũ cũng là hoảng sợ thất sắc bởi vì nàng rất rõ ràng nàng một kích kia không thể oanh kích đến sở phong. Sở phong cùng Bạch Vân Khanh là chạy trốn, thế nhưng là cái này đào thoát tốc độ sao hội nhanh như vậy. Nhanh đến nàng không có chút nào phát giác, sương vũ, nhưng nhưng vào lúc này, một tiếng phẫn nộ gào thét vang vọng. Là Linh Xanh Nhi, nàng người hầu bầy đi ra, hung dữ nhìn chằm chằm sương vũ. Nàng không biết sở phong cùng Bạch Vân Khanh chạy trốn, còn tưởng rằng là đã bị sương vũ gạt bỏ. Nghĩ đến như thế nhân tài, bởi vì sương vũ bao che khuyết điểm, liền bị gạt bỏ, nàng cũng không còn cách nào dễ dàng tha thứ sương vũ nhìn xem linh xanh nhi minh bạch linh xanh nhi vì sao hầm hầm nhìn xem mình vì vậy nói không cần nhìn ta như vậy hắn chạy trốn chạy trốn ngươi lừa gạt ai linh xanh nhi cũng không tin nàng cảm thấy coi như sở phong mạnh hơn vậy không có khả năng từ sương vũ loại cao thủ này trong tay đào thoát không quản ngươi tin hay không bọn hắn xác thực chạy trốn sương vũ cũng lười cùng linh xanh nhi giải thích nàng biết rõ sở phong không đơn giản nhất là tại sở phong có thể lấy loại kia thủ đoạn đào thoát về sau, càng là biết mình lưu lại vô tận tai họa. Hôm nay chưa có thể diệt trừ sở phong, ngày sau nàng hơn phân nửa muốn đại nạn lâm đầu. Cùng lúc đó, sở phong cùng Bạch Vân Khanh đã là rời đi thần tích truyền thừa, đi tới một chỗ cực kỳ khu vực an toàn. Nhưng cũng không phải là sở phong lựa chọn nơi đây, là thần hưu chủ động mang theo bọn hắn, trốn đến nơi đây. Sở phong quan sát một cái Bạch Vân Khanh, phát hiện hắn chỉ là thân thể suy yếu mà dẫn đến hôn mê, chứ cái đó ra cũng không vấn đề quá lớn về sau cũng là yên lòng tiền bối đa tạ sở phong nói với thần hưu hắn vậy rõ ràng nếu không phải vừa mới thần hưu trực tiếp thi triển lực lượng mang theo hắn cùng bạch vân khanh thoát đi đến tận đây như vậy kết quả đem thiết tưởng không chịu nổi bởi vì vừa mới một kích kia sở phong mình là tránh không ra như bị đánh trúng sở phong cũng không sẽ chết dù sao trong cơ thể hắn còn có nó phụ thân lưu lại trận pháp bảo vệ nhưng cái kia trận pháp bảo vệ không thể coi thường nếu là phát động lúc kia không chỉ có sương vũ muốn chết rất nhiều người vô tội cũng sẽ chết bạch vân khanh cùng linh xanh như mấy người cũng không cách nào may mắn thoát khỏi cho nên so với trận pháp bảo vệ phát động thần hưu đem bọn hắn cứu ra thật là càng tốt lựa chọn tạ cũng không cần thiết chỉ là bản thần trước mắt cũng chỉ có thể giúp ngươi lần này trong thời gian ngắn không cách nào lại giúp ngươi mặt khác bản thần nói cho ngươi một sự kiện lúc trước tại tu la ma tháp trong thế giới kia ngươi gặp được ma vật mạnh phi thường hắn lực lượng tại phía xa cái kia băng xương nữ tử phía trên thần hưu nói ra ta biết sở phong nói bản thân lời còn chưa nói hết cái kia ma vật tuy mạnh nhưng hắn rất có thể cũng không phải là bên trong thế giới kia mạnh nhất thần hưu lại nói tiên bối ngài là muốn nói tu la ma tháp bên trong còn có lợi hại hơn ma vật sở phong hỏi không không phải cái kia tu la ma tháp bên trong mà là tại tu la ma tháp bên ngoài thần hưu nói cho nên cái kia trận pháp biến thành băng xương nữ tử cũng không phải là thần tích truyền thừa người khống chế thần tích truyền thừa người khống chế kỳ thực một người khác hoàn toàn. Sở phong hỏi, hơn phân nửa như thế, nhưng cái này rất có thể là một chuyện tốt, cái kia thần tích truyền thừa địa chủ nhân càng mạnh, liền đại biểu hắn cho người bảo vật càng tốt. Thần hưu nói, nghe đến đó, sở phong kịp phản ứng, vội vàng đối nữ vương đại nhân hỏi thăm. Đàn đàn, vậy rốt cuộc là cái gì kiếm? Vậy rất có thể là trong truyền thuyết tu la kiếm. Nữ vương đại nhân nói, tu la kiếm, sở phong hồi tưởng một chút, mặc dù vừa mới quan sát vội vàng, nhưng xác thực chú ý tới, thanh kiếm kia trên hạ thể, khắc lấy tu la hai chữ. Đàn đàn, kiếm này rất lợi hại phải không? Sở phong hỏi, rất lợi hại phải không? Nữ vương đại nhân cười cười, ta có thể dạng này nói cho ngươi, tại ta tu la linh giới, có ba thanh kiếm, bởi vì có vô thượng uy năng, mà được ta tụng là mạnh nhất chi kiếm. Trong đó một thanh, chính là tu la kiếm, nữ vương đại nhân nói, cho nên ta thanh kiếm này, chính là tại tu la linh giới bên trong, mạnh nhất chi kiếm. Nghe nói lời này, sở phong cũng là trở nên vô cùng kích động trước đó chỉ cảm thấy kiếm này nguy hiểm nhưng nếu thật sự là như thế lợi hại bảo vật coi như nguy hiểm cũng đáng dù sao tu la linh giới vốn là vô cùng cường đại có thể nghĩ tu la linh giới bên trong mạnh nhất chi kiếm chính là như thế nào bảo vật đây mới thực là vô giới chi bảo a à, bản nữ vương cũng chỉ là nghe nói qua không có thấy tận mắt qua cho nên không thể xác định người đây có phải hay không là thật nhưng làm cũng quá thật coi như nó là hàng giả cũng không phải bình thường hàng giả vậy đồng dạng có giá trị không nhỏ Nữ vương đại nhân nói, chương 5413, nơi đây bí mật. Như vậy cái này thanh tu la kiếm, là ta dùng, vẫn là ngươi dùng. Sở phong hỏi, hẳn là, chúng ta đều có thể dùng. Nữ vương đại nhân lời nói ở đây, lại nói, ngươi tiến đến, ngươi tiến đến trò chuyện. Ta, ta không dám tiến vào. Sở phong nói, không dám, vì sao? Nữ vương đại nhân không hiểu. thấy thế, sở phong thì là đem ý thức, bắn ra đến giới linh không gian bên trong. Ông, vừa mới bước vào, cái kia tu la kiếm liền lại lần nữa phóng xuất ra thôn vệ chi lực, bắt đầu thôn vệ sở phong tinh thần lực. Sở phong, người thế nào? Xảy ra bất ngờ một màn, cũng là đem nữ vương đại nhân dọa không nhẹ, vội vàng phóng xuất ra lực lượng, mong muốn trợ giúp sở phong thoát khốn. Thế nhưng là nàng lực lượng, căn bản là không có cách ngăn cản cái kia tu la kiếm phóng thích hấp lực. Đừng lo lắng, ta không sao, nhìn xem nữ vương đại nhân cái kia khẩn trương bộ dáng, sở phong thì hơi hơi một cười, chợt liền đem ý thức về tới bản thể khi hắn ý thức rời đi dưới linh không gian về sau cái kia tu la kiếm liền khôi phục bình thường cái này khiến nữ vương đại nhân rõ ràng sở phong nói tới cho nên đây là ngươi không thể bước vào dưới linh không gian nguyên nhân nữ vương đại nhân hỏi đúng vậy a à, ta vậy không biết chuyện gì xảy ra chỉ cần bước vào trong đó thanh kiếm kia liền hội thôn phệ ta tinh thần lực mà ta căn bản là không có cách phản kháng nhưng là cũng may chỉ cần ta đem ý thức rút ra liền sẽ không lại bị nó thôn phệ tinh thần lực không phải ta khả năng bởi vì tinh lực hao hết mà chết. Sở Phong nói, có phải hay không là muốn nhận ngươi làm chủ nhân? Nữ vương đại nhân hỏi, còn có thể như thế nhận chủ sao? Đây cũng quá tàn bạo đi. Sở Phong bất đắc dĩ một cười, hắn cảm thấy vậy cũng không giống như là nhận chủ bộ dáng. Ta đi thử một chút, nữ vương đại nhân đang khi nói chuyện, liền đi tới tu la kiếm trước mặt, rỗi ra tay nhỏ mong muốn đi nắm chặt tu la kiếm chuôi kiếm. Nhưng bàn tay sắp tới gần tu la kiếm thời điểm, cái kia tu la kiếm khẽ run lên. Anh, một cỗ tràn đầy tu la chi lực phun ra ngoài, tu la chi lực hóa thành màu đen gió lốc lớn tại giới linh không gian bên trong xoay tròn, cường đại lực đạo trực tiếp đem nữ vương đại nhân tung bay ra. Oa, à, đột nhiên bắt đầu một màn khiến cho nữ vương đại nhân cũng là hét thảm một tiếng. Đàn đàn, người thế nào? Sở Phong phát giác được không ổn, cũng là không lo được quá nhiều, vội vàng lại lần nữa đem ý thức bắn ra đến giới linh không gian. Lúc này mới phát hiện, tu la kiếm phóng xuất ra cực kỳ khủng bố tu la gió lốc lớn chính vây quanh tu la kiếm xoay tròn. Mà nữ vương đại nhân thì nằm tại tu la không gian nơi hẻo lánh. Oanh, sở phong tiến vào về sau, cái kia tu la kiếm thu hồi tu la gió lốc lớn, lại lần nữa phong xuất ra thôn vệ chi lực, hướng sở phong cuốn tới. Mà sở phong thì không lo được nhiều như vậy, trực tiếp hướng nữ vương đại nhân đi đến. Mặc dù bị cưỡng ép thôn vệ tinh thần lực, sở phong cũng là có chút thống khổ, nhưng là loại này thống khổ trình độ, đối người thường mà nói có thể là chí mạng, nhưng tại sở phong mà nói lại có thể chịu được hắn vẫn là có thể tự do đi lại sở phong ta không sao người mau đi ra nữ vương đại nhân đứng lên nói sở phong mới đầu không yên lòng bởi vì cái kia tu la gió lốc lớn quá kinh khủng nếu thật là cái kia tu la gió lốc lớn đem nữ vương đại nhân đánh lui cái kia nữ vương đại nhân không có khả năng không có việc gì nhưng cẩn thận quan sát một phen về sau sở phong phát hiện nữ vương đại nhân vậy mà thật không có sự tình lúc này mới đem ý thức trở về bản thể cái kia tu la kiếm thôn vệ tinh thần lực phi thường hung mãnh Tuy nói sở phong tinh thần lực hùng hậu, thế nhưng không chịu nổi nó tiếp tục thôn phệ. Trong thời gian ngắn hắn là có thể chịu được, nhưng thời gian dài lời nói, sở phong vậy hội xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Bởi vậy tại không có làm rõ ràng, cái này tu la kiếm đến cùng là chuyện gì xảy ra trước đó, sở phong vậy vẫn là không dám, để nó tiếp tục thôn vệ mình tinh thần lực. Đàn đàn, chuyện ra sao? Sở phong hỏi, ta cảm giác cái này tu la kiếm, hẳn là chỉ có người có thể sử dụng, bởi vì nó không cho phép ta tới gần nó. Đồng thời, ta có thể cảm nhận được nó ý thức nữ vương đại nhân nói cái gì ý thức sở phong hỏi nó mắng ta nữ vương đại nhân nói mắng ngươi làm sao mắng ngươi ta không nghe thấy a à. sở phong nói nó kháng cự ta không phải tương đương với tại nói cho ta ta không xứng sao cái này không phải liền là mắng ta nữ vương đại nhân nói ngạch sở phong lại không phản bác được sở phong nó thôn vệ ngươi tinh thần lực thời điểm ngươi có đặc biệt cảm thụ sao nhưng có phát giác được cái khác tin tức Nữ vương đại nhân hỏi, không có, chỉ cảm thấy muốn thanh ta móc sạch. Sở phong nói, cái kia thật kỳ quái, nó đến cùng ý muốn như thế nào đâu. Nữ vương đại nhân nghiêm túc dò xét tu la kiếm, rất muốn làm rõ ràng nó ý đồ, nhưng... Lại cái gì cũng nhìn không ra đến. Đàn đàn, người đối cái này kiếm còn hiểu bao nhiêu. Kiếm này có cái gì uy năng, hoặc là đặc thù tác dụng. Sở phong hỏi, ta không phải hiểu rất rõ, chỉ nghe nghe tu la kiếm cực kỳ bá đạo, đến nay không người có thể chinh phục, chính là ba thanh mạnh nhất chi kiếm, duy nhất một thanh vật vô chủ. Về phần có như thế nào uy năng, không nên nói, ta cảm thấy các ngươi tu võ giới, chỉ sợ không có một kiện binh khí, có thể cùng nó đánh đồng. Cho nên nếu như cái này thanh tu la kiếm, là đồ thật lời nói, cái kia sở phong. Người coi như kiếm lợi lớn, nhưng là, nó không thể nào là chính phẩm. Nữ vương đại nhân nói, mà sở phong, thì là rơi vào trầm tư. Không quản cái này tu la kiếm có phải là thật hay không phẩm, nhưng kiếm này giống như đản đản nói, vô luận thật giả, đều không thể coi thường. Mà thần hưu còn nói, mảnh này thần tích truyền thừa địa chủ nhân thực lực cực mạnh. Thần tích truyền thừa, đều là tại thời đại này sơ kỳ xuất hiện. Tuy nhiên cái này truyền thừa bí mật, Thủy chung không ai phá giải. Nhưng cái khác thần tích truyền thừa, có thể nói là cho thời đại này người tu luyện, cung cấp ban đầu trợ giúp cùng dẫn đạo. Mà mảnh này thần tích truyền thừa, không chỉ có tu la ma tháp, còn có tu la kiếm, sở phong không thể không hoài nghi, bọn hắn cùng tu la linh giới quan hệ, nhưng đã là thần tích truyền thừa liền tất nhiên là cùng truyền thừa có quan hệ cho nên sở phong có mấy điểm nghi vấn mình là có hay không thông qua được cuối cùng khảo nghiệm nếu thật là đã thông qua như vậy cái này tu la kiếm phải chăng chính là nơi đây truyền thừa mà mẫu thân mình lại có hay không từng tại nơi đây đạt được qua chỗ tốt gì cùng chỉ dẫn tu la linh giới vì sao muốn trợ giúp tu võ giới người chủ yếu nhất là thời kỳ viễn cổ rốt cuộc phát sinh cái gì sở phong đại ca chúng ta đang ở đâu nhưng vào lúc này một thanh âm quen thuộc vang lên là bạch vân khanh thức tỉnh đi qua sau đó sở phong cùng bạch vân khanh giảng thuật đại khái tình huống mặc dù giảng thuật từ dị tượng bên trong tiến vào một cái không gian thế giới ở nơi đó tiếp nhận tiến vào tu la ma tháp tiếp nhận khiêu chiến nhưng cũng không có nói với bạch vân khanh hắn đạt được tu la kiếm sự tình chỉ nói là đạt được đầy đủ sinh mệnh thủy tinh thành công giúp nữ vương đại nhân chữa khỏi thương thế không có nói cho bạch vân khanh toàn bộ chân tướng cũng không là không tin hắn mà là cảm thấy không cần thiết dù sao sở phong cũng phải có mình tư ấn cùng bí mật, không thể nói tin tưởng một cái người, liền nhất định phải thanh mình tất cả bí mật đều báo cho đối phương. Có chút bí mật không thể nói, nói vậy có thể trở thành đối phương gánh vác. Dù sao coi như sở phong cùng Bạch Vân Khanh là bằng hữu thế nhưng đều có riêng phần mình đường muốn đi. Nhờ có sở phong đại ca cứu ta một mạng, mẹ hắn, cái kia xương vũ xú nương môn, lại thật nghĩ giết ta, đây là hoàn toàn không đem sư tôn ta để vào mắt. Ngày sau, ta tất nhiên muốn để nó trả giá đắt biết được toàn bộ trải qua về sau bạch phân khanh cũng không tiếc nuối không thể mở ra cái này thần tích truyền thừa bí mật dù sao bọn hắn tới đây mắt chính là vì giúp nữ vương đại nhân chữa thương bây giờ cái này mắt lộ ra nhưng đã đạt thành cho nên hắn dưới mắt để ý nhất chính là sương vũ dù sao sương vũ đầu tiên là vua oan hắn sau đó lại muốn trừ hết hắn đều là sự thật cơn giận này hắn tự nhiên không muốn không công nuốt xuống thù này tất nhiên muốn báo nhưng bây giờ còn không phải lúc cho nên chúng ta vẫn là muốn rời khỏi nơi này trước. Sở Phong nói, Sở Phong đại ca, người tiếp xuống có việc gấp muốn đi làm sao? Nếu là không có việc gấp đi làm, ta ngược lại thật ra có một chỗ muốn đi, không bằng Sở Phong đại ca cùng ta cùng đi. Bạch Vân Khanh nói, chương 1414, là nhiễm thanh hài tử, ta cháu ngoại. Người muốn đi chỗ nào? Sở Phong hỏi, ta có một việc muốn đi làm, vừa vặn cách nơi này không phải đặc biệt xa, Sở Phong đại ca nếu là không có việc gấp làm, theo giúp ta cùng đi tốt không? Bạch Vân Khanh hỏi, Sở Phong nghe được, Bạch Vân Khanh ý tứ, hắn tựa hồ là cần mình hỗ trợ, thế là Sở Phong cũng không nhiều hỏi, mà là nói thẳng, được, dẫn đường. Cùng lúc đó, thần tích truyền thừa địa chi bên trong, một đạo to lớn kết giới môn lại hiện ra, lờ mờ, thâm thúy, nhưng cũng chất chứa vô thượng uy năng, phảng phất vượt qua hết thảy. Mà nữ tử váy trắng, cùng băng xương nữ tử, liền đều là đứng tại cái này kết giới môn trước đó. Đại nhân, ngày khi nào lại đến, băng xương nữ tử hỏi cái này lời nói thời điểm, bản cường đại nàng trong mắt hiện ra không bỏ nghe nói lời này nữ tử váy trắng cũng là mặt lộ một chút đau lòng đóng giữ nơi đây nhiều năm cũng là vất vả ngươi nhưng nơi đây trận pháp còn cần có người khống chế ta đáp ứng ngươi đợi giới nhiễm thanh mẹ tu luyện thành công ngươi liền có thể trở lại tu la linh giới nữ tử váy trắng nói đại nhân ta tuyệt không ý này đại nhân giao cho ta nhiệm vụ ta hội tuyệt đối tuân theo ta chỉ là không nỡ đại nhân băng xương nữ tử vội vàng giải thích ta hiểu không phải vậy sẽ không đem như thế trọng trách giao phó ngươi nữ tử váy trắng cười cười đại nhân ngài làm sao đột nhiên chịu để giới nhiễm thanh mẹ tu luyện là bởi vì sở phong sao băng xương nữ tử lại hỏi sở phong đứa nhỏ này cũng không dễ dàng cùng nhau đi tới không có mấy cái thật thương hắn ta không thể trực tiếp giúp hắn liền giúp một tay sẽ đau lòng người khác a à? nữ tử váy trắng nói ra xem ra sở phong mặt mũi so mẫu thân hắn lớn băng xương nữ tử cười nói bởi vì nàng rất rõ ràng vị đại nhân này đối sở phong mẫu thân vậy là phi thường thưởng thức. Nhưng sở phong bà ngoại, lại tới đây, đã có nhiều năm à, vì liền là tìm kiếm tu luyện nơi. Mặc dù phương pháp chính xác, nhưng khoảng cách mở ra tu luyện nơi, còn có so sánh cự ly xa. Mà ngay tại vừa rồi, vị đại nhân này trực tiếp vận dụng tự thân lực lượng, đem tu luyện nơi mở ra. Sở phong bà ngoại, đã là có thể trực tiếp tiến hành tu luyện. Cái này tại băng xương nữ tử đến xem, chính là cực điểm ban ân. Nhưng dạng này ban ân, cũng không phải là xem ở sở phong mẫu thân trên mặt mũi, mà là xem ở sở phong trên mặt mũi. Tốt, ta đi, ngươi, vậy phải chiếu cố kỹ lưỡng mình, nữ tử váy trắng này nói cho hết lời, liền bước vào cái kia kết giới môn bên trong. Cái này phương thiên địa, liền chỉ còn lại có băng xương nữ tử một người. Khi nữ tử váy trắng sau khi đi, băng xương nữ tử khí thế, lại lần nữa biến đến không gì sánh kịp, chỉ ít cái này phương thiên địa, nàng là có thể chúa tể hết thảy người. Mà lúc này nàng, nhìn về phía sở phong chỗ phương hướng, rõ ràng khoảng cách rất xa, thậm chí sở phong đã không ở cái thế giới này. Nhưng nàng lại phảng phất vẫn có thể thấy sở phong bình thường. Đại nhân chọn lựa nhiều người như vậy đều thất bại, ngươi là chỉ còn lại hy vọng, sở phong, ngươi nhưng tuyệt đối không nên để đại nhân thất vọng. Băng xương nữ tử thấp giọng thở dài, cùng lúc đó, xương tuyết chỗ tại không gian thế giới, từ lâu phát sinh to lớn biến hóa. Cái kia trận pháp tuy nói cường đại như trước, nhưng không có trước đó tính nguy hiểm, đồng thời cái này không gian thế giới đã mở ra, các nàng tùy thời có thể lấy rời đi nơi này. suốt cục, niệm thanh đại nhân bóng dáng từ cái kia trong trận pháp đi ra. niệm thanh đại nhân, ngài vậy quá lợi hại. thấy thế, sương tuyết đuổi bước lên phía trước, nàng còn cảm thấy đây hết thảy biến hóa đều là bởi vì niệm thanh đại nhân. không phải ta làm, niệm thanh đại nhân nói, không phải ngươi ngài làm. thế nhưng là, nghe nói lời này, sương tuyết mặt mũi tràn đầy không hiểu, rõ ràng là niệm thanh đại nhân phá trận, lại sao hội không phải niệm thanh đại nhân gây nên? trận pháp này căn bản cũng không phải là ta phá mà là mình mở ra niệm thanh đại nhân nói mình mở ra sao lại có thể như thế đây sương tuyết càng thêm hồ đồ rồi không chỉ có trận pháp mở ra vậy tu luyện nơi vậy xuất hiện niệm thanh đại nhân nói tu luyện nơi xuất hiện cho nên tiểu thư nói là thật nơi này thật có tu luyện nơi nghe nói lời này sương tuyết thì là trở nên mừng rỡ niệm thanh đại nhân sở dĩ tới đây làm từng bước phá giải trận pháp này chính là bởi vì giới nhiễm thanh từng nói qua Nơi này có một tòa tu luyện nơi, chỉ là, dựa theo giới Nhiễm Thanh nói, tuyệt không phải phá giải lấy một tòa trận pháp, liền có thể lấy tiến vào vậy tu luyện nơi. Hẳn là còn có rất nhiều nan quan chờ đợi mới đúng. Vậy tu luyện nơi xác thực tồn tại, liền trong trận pháp này, đồng thời đúng như Nhiễm Thanh nói, là đối ta mà nói, sẽ có cực lớn trợ giúp tu luyện nơi. Chỉ là, cổ quái liền cổ quái tại, vậy tu luyện chi đất không ứng nên nhanh như vậy liền xuất hiện mới đúng. Niệm Thanh đại nhân vẫn đang trầm tư, rất cổ quái nàng lúc trước phá trận thời điểm cực kỳ gian nan chỉ là cái kia trận pháp liền đưa nàng làm khó chính nàng có thể cảm giác được muốn bước vào vậy tu luyện nơi đơn giản xa xa khó vời thậm chí khả năng nàng đời này kiếp này đều không có cơ hội bước vào nhưng đột nhiên hết thảy đều trở nên đơn giản cường đại trận pháp không chỉ có tự động giải trừ cái kia bước vào tu luyện nơi đại môn cũng là tại trong trận pháp nổi lên vốn là rất khó con đường đột nhiên trở nên thông suốt liền nàng đều cảm giác khó có thể tin hết thảy là như thế không hợp với lẽ thường thế nhưng là nơi này ngoại trừ đại nhân liền không có những người khác có thể khiêu chiến trận pháp này lại thế nào hội không phải là bởi vì đại nhân mở ra đâu nhất định là bởi vì đại nhân phát động một ít đồ vật chỉ là liền đại nhân mình đều không có phát hiện sương tuyết nói thôi không nghĩ sở phong ở nơi nào lập tức vì ta dẫn đường niệm thanh đại nhân nói tốt thấy thế sương tuyết vậy không dám thất lễ vội vàng vì niệm thanh đại nhân dẫn đường mang là trên đường nàng cũng là hiếu kỳ hỏi đại nhân cái kia sở phong rốt cuộc là thần thánh phương nào a à? sương tuyết thực sự quá hiếu kỳ dưới cái nhìn của nàng niệm thanh đại nhân sở dĩ như thế bức thiết mong muốn rời đi nơi này cũng là bởi vì sở phong sương tuyết chẳng lẽ ngươi không cảm thấy sở phong giống một cái người niệm thanh đại nhân hỏi giống một cái người bị niệm thanh đại nhân hỏi như thế sương tuyết thì là có chút choáng váng trong lúc nhất thời nàng còn thật không nghĩ tới sở phong giống ai nhìn nàng cái kia bộ dáng niệm thanh đại nhân thì là lắc đầu chợt nói thôi trực tiếp nói cho ngươi đi cái kia sở phong chính là ta cháu ngoại cái gì nghe nói lời này sương tuyết sắc mặt đại biến liền miệng đều là trương lão lớn cái này so với nàng nghe được tu luyện nơi tồn tại còn muốn càng thêm chấn kinh niệm thanh đại nhân chẳng lẽ ngài là nói cái kia sở phong là tiểu thư hài tử là tiểu thiểu gia, sương tuyết hỏi chính là niệm thanh đại nhân nói thế nhưng là tiểu thư không phải nói tiểu thiếu gia đã chết rồi sao giới nhiễm thanh nói đúng vậy a à, ta trước đó vậy như thế cảm thấy nhưng ta nhìn thấy sở phong một khắc này liền biết ta cháu ngoại không có chết hắn còn sống ta vậy không nghĩ tới nhiễm thanh thế mà ngay cả ta cái này mẹ ruột đều lừa gạt Nhiệm thanh đại nhân lời nói ở đây trên mặt có một vòng phức tạp nhưng lại may mắn dáng tươi cười nàng cũng không trách cư giới nhiễm thanh lừa gạt nàng bởi vì dưới cái nhìn của nàng chỉ cần nàng cháu ngoại còn sống liền so hết thảy đều trọng yếu đại nhân, chẳng lẽ ngài trước đó chỉ thấy qua sở phong sao? Sương Tuyết hỏi, niệm thanh đại nhân rõ ràng Sương Tuyết ý tứ, Sương Tuyết là muốn hỏi, có phải hay không niệm thanh đại nhân đã nghiệm chứng qua quan hệ máu mủ? Dù sao loại chuyện này, không thể coi thường, thế là nàng nói, Sương Tuyết, huyết thống đồ vật, là trên cái thế giới này đặc biệt nhất, kỳ diệu nhất. Ta không cần bất kỳ phương pháp nào nghiệm chứng, ta nhìn thấy hắn một khắc này liền biết, hắn nhất định là nhiễm thanh hài tử, là ta cháu ngoại. Lúc này, Sương Tuyết không nói thêm gì nữa, nàng biết niệm thanh đại nhân tuyệt đối sẽ không đối với chuyện này nói đùa. Mà nàng bây giờ trở về nghĩ, vậy xác thực cảm thấy, sở phong cùng giới nhiễm thanh phi thường giống nhau, trước đó không có hướng phương hướng này muốn qua. Hiện tại cẩn thận liên tưởng, chỉ luận tướng mạo, nói sở phong là con trai của giới nhiễm thanh, thật đúng là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng cùng lúc đó, nàng vậy là có chút không hiểu tâm hoảng lên, nàng vậy chẳng biết tại sao, nhưng tổng là có chút sợ hãi. Tựa như là đem có chuyện không tốt phát sinh bình thường sương tuyết bản muốn tìm kiếm sở phong nhưng lại tìm không được thế là đành phải tìm hiểu sương vũ vị trí chỗ ở biết được sương vũ cùng đám người đều tại biến ảo nơi về sau liền lập tức cùng niệm thanh đại nhân đi đến biến ảo nơi mà lúc này biến ảo nơi vẫn là tụ tập đám người sương vũ đại nhân giới chu cùng linh xanh nhi linh mặc nhi giới vũ đám người vứt ở chỗ này bởi vì vì lúc trước dị tượng áp bách quá mạnh rất nhiều người đều là nhận lấy không nhỏ kích thích vì để tránh cho chuyển biến xấu chỉ có thể ở nơi này liền nắm chặt vì bọn hắn chữa thương. Nơi này phát sinh cái gì? Niệm thanh đại nhân sau khi xuất hiện liền lập tức hỏi. Niệm thanh đại nhân, mà nhìn thấy niệm thanh đại nhân, sương vũ thì là sắc mặt chuyển vui. Trước mắt cục diện, cùng vừa mới dị tượng đều quá quỷ dị, lại thêm sở phong bỏ chạy, để trong nội tâm nàng không chắc. Mà niệm thanh đại nhân xuất hiện, thì giống như là một viên thuốc an thần, không để cho nàng an tâm lập tức an ổn lại. Bà nội, lúc này, một đạo bóng dáng nhào tới niệm thanh đại nhân trong ngực, hơn nữa còn là một người nam tử. Nếu là những người khác gan dám như thế, niệm thanh đại nhân tuyệt đối hội một bàn tay đem hắn chụp chết. Nhưng bởi vì là giới chu, nàng không chỉ có không có mảy may trách cứ, ngược lại nhíu mày. Nàng xem xét giới chu bộ dáng liền biết, giới chu là bị thiên đại ủy khuất. Chu nhi, ngươi làm sao? Chẳng lẽ có người khi dễ ngươi không thành? Niệm thanh đại nhân ngưng âm thanh hỏi. Bà nội, ta ngược lại thật ra không có bị người khi dễ, chỉ là xâm nhập hai cái khách không mời mà đến, bọn hắn thực sự thật quá mức là cuồng tôn đại nhân để cho bọn họ tới cũng không biết cuồng tôn đại nhân đến cùng an cái gì tâm giới chu một phen oán trách liền chu thị lão nhân đều bị hắn kéo xuống nước mà nghe nói lời này sương tuyết lập tức sắc mặt đại biến nàng ý thức được tình huống không đúng sương tuyết nhưng sương tuyết còn chưa mở lời một đạo lạnh nhà thanh âm liền vang lên chính là niệm thanh đại nhân đây là nhắc nhở gọi là nàng ngậm miệng lại ý tứ cho nên sương tuyết cũng là không dám nói lời nào liền bí mật truyền âm cũng không dám Nàng biết nàng lo lắng sự tình vẫn là phát sinh. Nhưng việc đã đến nước này, nàng vậy không có bất kỳ biện pháp nào. Đến cùng phát sinh cái gì? Như thật nói ra, Niệm Thanh đại nhân giọng điệu trở nên cực kỳ lạnh nhạt, thậm chí liền cái này phương thiên địa không khí, đều bởi vì nàng cảm xúc biến hóa mà biến đến mức dị thường rét lạnh. Sở hữu người đều cảm nhận được cố hàn ý này, nhưng bọn hắn không biết là đây là Niệm Thanh đại nhân cực kỳ gắng sức kiềm chế kết quả. Bọn hắn càng không biết, Niệm Thanh đại nhân vì sao tức giận còn tưởng rằng thật là bởi vì giới chu bị ủy khuất mới sẽ như thế. Lúc này bọn hắn còn thầm than trong lòng, sở phong tuyệt đối phải xui xẻo. Tại thất giới thánh phủ, sở dĩ ít có người dám đắc tội giới chu, chính là bởi vì có niệm thanh đại nhân sủng ái cùng che chở. Sở phong một ngoại nhân, dám đắc tội giới chu, cái kia hạ chàng tuyệt đối vô cùng thê thảm. chương năm 1415, tội đáng chết vạn lần. Mà liền ngoại nhân đều nghĩ như vậy, giới chu cũng nghĩ như vậy, thế là thêm mắm thêm muối, liền đem sự tình nói một bản, nhưng chỗ nói lời nói đều là bôi đen sở phong nghe xong trải qua niệm thanh đại nhân vậy mày nhân lại nàng chỉ biết là sở phong là nàng cháu ngoại nhưng lại không biết sở phong làm người như thế nào nhưng dù là như thế nghe nói nàng cháu ngoại bị ủy khuất nội tâm của nàng lửa giận vẫn sắp mất khống chế bởi vì nàng cảm thấy các nàng thua thiệt sở phong thực sự quá nhiều dù là sở phong là nhân phẩm vụng về người cái kia nàng vậy có trách nhiệm tự nhiên cũng muốn giữ gìn kết quả là ngay cả cái này phương thiên địa hàn ý, đều càng thêm thấu xương. Cảm nhận được cỗ hàn ý này, sở hữu người đều là dọa đến không dám nói lời nào, rất sợ hơi không cẩn thận, liền gặp liên lụy. Xanh nhi, nhưng có hai cái người lại là ngoại lệ, là Linh mặc Nhi cùng Linh Xanh Nhi, các nàng tựa như là phát sinh tranh chấp, Linh mặc Nhi chính nắm kéo Linh Xanh Nhi. Người thả ta ra, ta nhất định phải nói, mà Linh Xanh Nhi đột nhiên hét lớn một tiếng, lại hung hăng hất ra Linh mặc Nhi, chợt chạy tới niệm thanh đại nhân trước người, niệm thanh đại nhân hắn đang nói láo linh xanh nhi đối niệm thanh đại nhân nói linh xanh nhi ngươi nhưng thật là lớn gan tại niệm thanh đại nhân trước mặt cũng dám làm càn thấy thế sương vũ đại nhân ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo nàng tự nhiên biết linh xanh nhi muốn nói cái gì thế là nàng liền phóng xuất ra uy áp mong muốn khống chế lại linh xanh nhi không cho nàng ăn nói linh tinh ô hoa à, nhưng mà nàng uy áp còn chưa tới gần linh xanh nhi liền bị oanh tản ra đến ngay cả chính nàng cũng bị lật tung trên mặt đất là lực lượng cường đại hơn, đưa nàng đánh bay, rơi xuống đất về sau, Sương Vũ một mặt khó có thể tin nhìn về phía Niệm Thanh đại nhân, nàng rất rõ ràng, đưa nàng đánh bay chính là Niệm Thanh đại nhân. Nhưng nàng không hiểu, Niệm Thanh đại nhân cho tới bây giờ sẽ không dạng này đối nàng, vì sao hôm nay biết cái này. Nhưng cho dù, nàng mặt mũi tràn đầy ủy khuất, nhưng Niệm Thanh đại nhân nhưng như cũ khuôn mặt băng lãnh. Nơi này là ngươi nói tính, vẫn là ta nói tính. Niệm Thanh đại nhân băng lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm Sương Vũ. Đại nhân, đương nhiên là ngài nói tính. Sương Vũ không dám có bất kỳ phản bác nào, thậm chí rõ ràng đã chuẩn bị xong, như thế nào vu hãm linh xanh nhi cùng sở phong cấu kết lời nói, lúc này lại liền nửa câu đều nói không nên lời, không phải là không muốn, mà là căn bản không dám. Nàng đã phát giác được, niệm thanh đại nhân tức giận, loại này lửa giận đã bắt đầu đốt tới trên người nàng. Mặc dù không hiểu, vì sao có thể như vậy, nhưng nàng nhưng cũng không dám lại có nửa điểm lỗ mãng. Linh xanh nhi, người vừa mới nói cái gì người nói giới chu hắn đang nói láo niệm thanh đại nhân lúc này khuôn mặt lạnh lùng như cũ vô cùng cái loại cảm giác này để cho người ta rất là bất an dù sao sở hữu người đều biết niệm thanh đại nhân có bao nhiêu yêu chiều giới chu đối mặt dạng này niệm thanh đại nhân linh xanh nhi cũng là sợ hãi bởi vì nàng không biết niệm thanh đại nhân vì sao như thế tức giận còn tưởng rằng là mình lời nói chọc giận niệm thanh đại nhân nhưng nàng châm trước một phen về sau vẫn là quyết định nói là niệm thanh đại nhân sở phong cùng bạch vân khanh căn bản không có làm qua bất kỳ chuyện ác nào hoàn toàn là giới chu cấu kết xương vũ hãm hại sở phong cùng bạch vân khanh linh xanh nhi cũng là không thèm đếm xỉa mặc dù biết niệm thanh đại nhân rất là yêu thương giới chu mặc dù biết niệm thanh đại nhân khả năng hội bao che khuyết điểm mặc dù biết nàng nói ra khả năng sẽ phải gánh chịu trách phạt nhưng nàng thực sự không cách nào trơ mắt nhìn xem sở phong gặp như thế oan khuất cho nên dù là biết rõ hội có phong hiểm nhưng vẫn là đem chân tướng sự tình một mạch toàn bộ nói ra Biết được chân tướng, lúc này niệm thanh đại nhân sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm, mà cái này phương thiên địa, đâu chỉ băng lãnh thấu xương, liền mặt đất đều đang rung động ầm ầm. Là nàng sát ý phóng thích mà ra, để cho người ta e ngại, sợ hãi. Dạng này lửa giận, là các nàng chưa hề tại niệm thanh đại nhân trên thân cảm nhận được qua. Gặp tình hình này, Linh mặc Nhi tức giận nước mắt đều chảy ra, nàng lo lắng nhất tình huống phát sinh, nàng liền biết niệm thanh đại nhân hội bao che khuyết điểm, sẽ không tin tưởng muội muội mình, đây cũng là nàng lúc trước ngăn đón Linh Xanh Nhi nguyên nhân. Về phần Linh Xanh Nhi, nàng vậy cảm thấy mình thất bại, thế là nàng nhắm mắt lại, quyết định chờ đợi thẩm phán. Mà gặp tình hình này, giới chu trên mặt, thì là dơ lên một tia đắc ý dáng tươi cười, nhìn xem Linh Xanh Nhi ánh mắt, càng là một bộ người thắng tư thái. Bỗng nhiên, một đạo bóng dáng bay thấp mà xuống, chính là là phụ trách trông coi tu luyện tháp cao vị lão giả kia. Niệm thanh đại nhân, lão phu có thể làm chứng, việc này Linh Xanh Nhi cũng không nói dối, nhìn ngài nghĩ lại hắn cũng cảm thấy niệm thanh đại nhân có thể muốn thu thập linh sanh nhi không muốn niệm thanh đại nhân ủ thành sai lầm lớn thế là chỉ có thể nói ra chân tướng nhưng hắn lời này vừa mới nói ra giới chu liền mở miệng ngươi lại cũng cùng sở phong cấu kết nói ngươi đến cùng thu chỗ tốt gì dám phản bội thất giới thánh phủ giới chu chỉ vào vị kia thủ tháp lão giả tức giận trách cứ cái kia chính nghĩa lẫm nhiên bộ dáng liền phảng phất hắn nói chuyện liền là sự thật bình thường oanh nhưng bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn chuyển đến cái này phương mặt đất xuất hiện vô số vết rách. Tập trung nhìn vào, sở hữu người đều là quá sợ hãi, đúng là giới chu nằm trên đất, cường đại kết giới chi lực, đem giới chu như chó chết bình thường, ép đến sâu trong lòng đất. Cái kia vết rách cũng chính bởi vì cỗ lực lượng này mới tứ tán ra. Mà mọi người sở dĩ như thế chấn kinh, chính là là bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được, cái kia ngăn chặn giới chu lực lượng chính là nguồn gốc từ Tại Niệm Thanh đại nhân. Niệm Thanh đại nhân lại trọng thương giới chu Giới Chu không phải niệm thanh đại nhân thương yêu nhất người sao? Vì sao lại đột nhiên đối giới Chu hạ như thế ngoan thủ? Mà gặp tình hình này, Sường Vũ cũng là luống cuống, bởi vì nếu như niệm thanh đại nhân thật tin vào linh xanh như các nàng lời nói, như vậy nàng cũng là khó thoát trách phạt. Thế là nàng biết, nàng không thể lại tiếp tục trầm mặc, mà là đuổi vội mở miệng, đại nhân, ngài vì sao như thế a, à, ngài nên sẽ không thật tin vào bọn hắn lời nói a. À. Bọn hắn, im miệng, bỗng nhiên, niệm thanh đại nhân giận quát một tiếng, chợt một cánh tay chỉ vào vị kia thủ tháp lão giả, một bên hung dữ nhìn xem Sương Vũ. Bất luận kẻ nào đều sẽ nói láo, nhưng hắn tuyệt sẽ không nói dối. Bởi vì hắn, chính là ta an bài ở chỗ này, dám thị các ngươi. Nghe nói lời này, Sương Vũ lại lần nữa co quắp ngã xuống đất, nàng không nghĩ tới, niệm thanh đại nhân vậy mà sẽ phái người dám thị các nàng. Nếu thật sự là như thế, cái kia nàng đã không có giải thích cần thiết. Đã có thể bị niệm thanh đại nhân phái tới dám thị các nàng, vậy vị này tất nhiên là niệm thanh đại nhân cực kỳ tín nhiệm người. Sương Tuyết, đem Sương Vũ cùng giới chu, đánh vào ngục chi lồng giam, không có ta phân phó, bất luận kẻ nào không thể lấy đem bọn hắn phong xuất. Niệm thanh đại nhân nói ra, nghe nói lời này, Sương Vũ càng là mặt sám như cho. Nàng biết, ngục chi lồng giam là một cái cỡ nào kinh khủng địa phương. Các nàng coi như nói hoang, nhưng sở phong dù sao chỉ là một ngoại nhân, vì sao muốn đối với các nàng tiến hành tàn khốc như vậy trừng phạt. Trên thực tế không chỉ có là nàng không hiểu, khi nàng lời này nói ra về sau, ngay cả Linh Xanh Nhi cùng giới vũ đám người, cũng là cảm giác khó có thể tin, các nàng đồng dạng không hiểu. Tuân mệnh, mà Sương Tuyết, thân là Sương Vũ thân tỷ tỷ, lúc này lại không có chút nào cầu tình dự định, mà là lập tức lấy ra xiềng xích, đem Sương Vũ cùng thân bị thương nặng giới chu chói lại, chợt liền đưa các nàng giải vào mục chi lồng giam bên trong. Tỷ tỷ, đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao niệm thanh đại nhân động lớn như thế lửa, là phá trận thời điểm gặp phải cái gì, chọc giận tuổi trẻ đại nhân sao? không rõ chân tướng xương vũ, thực sự không nghĩ ra, nàng cảm thấy niệm thanh đại nhân không thể nào là bởi vì sở phong mà động giận dữ như vậy lửa, chỉ có thể suy đoán, suy đoán phía dưới liền cảm giác là phá trận thời điểm, khơi gợi lên niệm thanh đại nhân lửa giận. Nhìn xem xương vũ cái kia một mặt không hiểu bộ dáng, xương tuyết thì là nói ra, muốn trách thì trách các người thật quá mức. Tỷ tỷ, ta biết ta cực kỳ quá mức, nhưng ta cũng là vì giới chu thiếu ra, cái kia sở phong đoạt giới chu thiếu ra danh tiếng, ta không thể không giúp hắn, ta kỳ thật hoàn toàn là vì niệm thanh đại nhân a à. tỷ tỷ người hiểu ta người biết ta đối niệm thanh đại nhân có bao nhiêu chân thành đợi niệm thanh đại nhân hết giận về sau người giúp ta năn nỉ một chút a à. Sương vũ quỷ gối Sương tuyết trước mặt ôm nàng chân cầu xin nàng biết nàng tỷ tỷ tuyệt đối sẽ không không quan tâm nàng vô dụng cái này đại giới ngươi nhất định phải giao nhưng Sương tuyết lại có vẻ thập phần lạnh nhạt tỷ tỷ vì sao a à a à, liền coi như chúng ta làm sai nhưng cũng không đến mức như thế a à. xương vũ vẫn là không hiểu về phần, phi thường về phần, nhưng đột nhiên, Sương Tuyết nhìn xem Sương Vũ nổi giận gầm lên một tiếng. Cái này gầm lên giận dữ, đem Sương Vũ dọa sững sờ. Người biết sở phong là ai chăng? Ta cho người biết, hắn chính là tiểu thư hài tử, là niệm thanh đại nhân thân cháu ngoại. Sương Tuyết không thể nhịn được nữa, vẫn là đem chân tướng nói ra. Cái gì mà nghe nói lời này, cái kia Sương Vũ thì là như là bị xét đánh một dạng, sững sờ ở tại chỗ. Tỷ tỷ, Người không có nói đùa chớ, cái kia sở phong thế nào lại là tiểu thiếu ra đâu. Tiểu thiếu ra, không phải đã chết rồi sao? Sương Vũ xấu hổ nói xong, tựa như là rất muốn cực lực phủ nhận chuyện này bình thường, nàng phản ứng đầu tiên là cái này quá kéo một chút. Niệm thanh đại nhân, đã gặp qua sở phong, nàng đã xác định sở phong liền là tiểu thư hài tử, hiện tại ngươi biết ngươi làm cái gì sao? Sương Tuyết tức giận hỏi, phù phù, mà lúc này Sương Vũ, lại lần nữa sụi lơ trên mặt đất, tựa như là đánh xương quả cà, toàn thân trên dưới không có một chút khí lực, cả cái người tinh khí thần trong nháy mắt này đều không còn sót lại chút gì. Nếu như sở phong thật là tiểu thiểu ra, chớ nói cái này trừng phạt cũng không quá mức, ngay cả chính nàng đều cảm thấy, nàng tội đáng chết vạn lần. chương năm 1416, không nên đắc tội với người. Ta, tội đáng chết vạn lần. Bỗng nhiên, sương vũ đột nhiên đưa tay, cường đại kết giới chi lực, đều là tụ tập cho lòng bàn tay, liền hướng mình mặt vỗ tới. Một trường này nếu là đánh chúng, liền sẽ trực tiếp mất mạng mà liền tại lúc này, sương tuyết thì là bắt lấy bàn tay nàng. người điên rồi. sương tuyết nhìn xem muội muội mình, đầy mắt chấn kinh, như là đối xử một người điên. niệm thanh đại nhân đối ta ân trọng như núi, tiểu thư cũng đã từng cứu qua tính mạng của ta, nhưng ta lại đối tiểu thư hài tử làm ra loại chuyện đó, ta đáng chết, ta tội đáng chết vạn lần. tỷ, người để ta chết đi đi, không phải lòng ta khó yên, còn sống ngược lại càng thống khổ. sương vũ khóc ròng ròng, đồng thời mặt lộ kiên quyết, nàng không phải chứ nàng là thật hối hận đến cực điểm, là thật muốn muốn chết. Người xác thực tội đáng chết vạn lần, nhưng người chết không giải quyết được vấn đề gì. Tiểu thiếu ra đứng trước cái gì hoàn cảnh, người cũng biết, không nói trước thất giới thánh phủ biết thân phận của hắn là hậu quả gì. Chỉ nói hiện tại, hắn thiên phú, hắn phong cách hành sự, liền nhất định liền sẽ đưa tới thế lực khắp nơi ghen ghét, hội xem hắn bị uy hiếp. Cũng tỷ như ngươi, không cũng là bởi vì giới chu đối với hắn ghen ghét, người mới hội liên hợp giới chu hại với hắn sao. Sương Vũ trầm mặc, bởi vì Sương Tuyết lời nói câu câu là thật. Sở Phong không có chiêu chọc bất luận kẻ nào, thậm chí hắn còn tại phá giải nơi ẩn tàng thời điểm, cứu được thất giới thánh phủ người, vậy bao quát giới chu. Nhưng hắn quá mức xuất sắc, tất phải hội khiến người khác ảm đạm không ánh sáng, tất phải sẽ gặp đến ghen ghét, vậy tất phải đưa tới phiền phức. Cái này thế đạo đã là như thế, vốn cũng không có như vậy tốt bao nhiêu người, vốn cũng không có nhiều như vậy có ơn tất báo. Nhân tính chi ác, vượt quá tưởng tượng, nếu như nói, Người chết đang bảo vệ tiểu thiếu ra thời điểm, vậy người chết đáng giá, nhưng ngươi nếu là dạng này mà chết, cái kia ngươi chết cũng là chết vô ích. Sương Tuyết nói với hắn, đúng, tỷ tỷ ngươi nói đúng, van cầu ngươi, dẫn ta đi gặp niệm thanh đại nhân, để cho ta đi lập công chuộc tội, cho dù chết, ta cũng phải vì thủ hộ tiểu thiếu ra mà chết. Sương Vũ quỷ gối Sương Tuyết trước mặt, đau khổ cầu khẩn. Niệm thanh đại nhân, biết ngươi đối nàng chân thành, bình thường tới nói, nàng vậy sẽ không phát lớn như vậy lửa, còn không phải là bởi vì tiểu thiếu ra quá đặc biệt nàng đối tiểu thiếu gia có thật sâu thua thiệt vậy dẫn đến nàng đánh mất lý trí người bây giờ hay là tại nơi này ngoan ngoãn bị phạt đợi đến niệm thanh đại nhân tỉnh táo lại hẳn là sẽ cho ngươi lập công chuộc tội cơ hội sương tuyết nói ra tốt ta liền ở đây bị phạt sương vũ gật đầu đã như vậy vậy ta liền mở ra trận pháp sương tuyết này nói cho hết lời liền rời khỏi nhà tù sau đó mở ra trận pháp về sau liền rời đi nơi này mà sương tuyết vừa mới rời đi cái này to lớn vô cùng nhà tù bên trong liền có vô số đạo màu xanh lá khí diễm lại hiện ra. Bọn chúng khi thì khí diễm, khi thì hình người, đều là như lấy mạng oan hồn, nhe răng nhếch miệng, huy động móng nhọn, liền hướng xương vũ cùng giới chu lao đến. Đây là cái này ngục chi lồng giam trận pháp lực lượng. Xương vũ đã sớm chuẩn bị, ngồi xếp bằng mà xuống, cắn chặt răng, tùy ý cái kia lệ quỷ công tới. Nhưng dù là như thế, khi cái kia móng nhọn thật đâm vào thân thể, bắt nàng chém vào thịt bong, khi cái kia răng nanh thật hung ác cắn nàng, cắn thân thể máu thịt be bét, nàng vẫn là đau khuôn mặt vặn vẹo. Ách mà một lúc sau, một tiếng càng thêm thảm thiết thét lên tại nhà tù bên trong vang lên, chính là giới chu. Hắn lúc trước bị niệm thanh đại nhân trọng thương, vốn đã thân chịu trọng thương lâm vào hôn mê, nhưng tại bị cái này lệ quỷ trận pháp công kích về sau, vẫn là bị đau đớn bừng tình. Không bởi vì khác, chỉ vì cái này lệ quỷ trận pháp càng thêm hung tàn, đây chính là chuyên môn tra tấn người trận pháp. Đây cũng là vì sao, liền xương vũ loại nhân vật này, nghe được nàng muốn bị nhốt vào nơi đây, cũng sẽ bị dọa đến run lẩy bẩy. Đây là cái gì? Cút ngay, toàn bộ cút ngay cho ta. Giới chu mới đầu một mặt mộng bức, còn phóng thích kết giới chi lực, đi công kích cái kia lệ quỷ, nhưng lại phát hiện không có một chút tác dụng nào. Khác làm không sợ vùng vẫy, nơi này là ngục chi lồng giam. Sương vũ thanh âm vang lên về sau, giới chu mới chú ý tới sương vũ vậy tại nơi đây. Chỉ là lệ quỷ trận pháp quá mức cường đại, rất nhanh giới chu liền nói chuyện khí lực cũng không có chỉ có thể không cách nào tự điều khiển phát ra thảm thiết kêu rên bất quá cái này lệ quỷ trận pháp đang công kích một lát về sau liền tiêu tán thẳng đến lúc này giới chu mới có sức lực bò người lên mặc dù cực kỳ gian nan nhưng vẫn là hướng xương vũ phương hướng bỏ đi cho dù lệ quỷ trận pháp đình chỉ công kích nhưng hắn biết lệ quỷ trận pháp liền là như thế rất nhanh đem hội lại lần nữa hướng hắn phát động thế công nếu không thể rời đi nơi này chờ đợi hắn chính là vô tận tra tấn kẻ nhẹ điên kẻ nắng chết đi sương sương vũ đại nhân chúng ta vì sao hội tại nơi đây a à? giới chu gian nan leo đến sương vũ bên cạnh một mặt ủy khuất vì sao sương vũ thì là lạnh lùng một người bởi vì ngươi đắc tội sở phong sở phong liền hắn ta không hiểu vì sao bà nội nàng lại bởi vì sở phong mà động giận dữ như vậy lửa coi như ta sai rồi nhưng sở phong cuối cùng chỉ là một ngoại nhân a à? giới chu càng thêm không hiểu ngoại nhân nghe nói lời này Sương Vũ thì là mặt lộ vẻ giận dữ, nguyên bản tiếp nhận lệ quỷ trận pháp, hiển thị rõ suy yếu nàng, lúc này lại chỉ vào giới chu giống giận gào thét, người biết Sở Phong là ai chăng? Hắn chính là Niệm Thanh đại nhân thân cháu ngoại, ở trước mặt hắn, người mới là người ngoài. Ngài đang nói cái gì a, à, cái kia Sở Phong làm sao có thể sẽ là bà nội cháu ngoại? Ta bà nội nàng, làm sao có thể sẽ có cháu ngoại? Nghe nói như thế, giới chu mới đầu là một mặt mộc, nhưng rất nhanh hắn nghĩ tới một cái khả năng, chẳng lẽ nói, cái kia Sở Phong là giới nhiễm thanh đại nhân hài tử. Hiện tại ngươi biết, ngươi trêu chọc ai. Sương Vũ lạnh nhạt nhìn xem giới chu, hoàn toàn không có trước đó cương chiều. Mà nghe nói lời này, giới chu cũng là sắc mặt tái nhợt vô cùng. Hắn là người thông minh, hắn biết niệm thanh đại nhân vì sao như thế yêu thương hắn, liền là chu niệm thanh đại nhân mất đi cháu ngoại chỗ chống thôi. Hắn biết, hắn là một cái vật thay thế, mà bây giờ, hắn lại hại niệm thanh đại nhân thân cháu ngoại, vậy hắn. Há còn có thể sống coi như nhiễm thanh đại nhân sẽ thả qua nàng nhưng sở phong mẫu thân giới nhiễm thanh vậy tuyệt đối sẽ không để qua nàng mà giới nhiễm thanh là nhân vật bậc nào mặc dù hắn chưa hề gặp qua giới nhiễm thanh đại nhân nhưng nhưng biết rõ giới nhiễm thanh lợi hại chỉ cần suy nghĩ một chút đắc tội vị kia hắn liền cảm giác lưng phát lạnh xương vũ đại nhân van cầu ngài ngài nhất định phải mau cứu ta ta không phải cố ý ta thật không phải cố ý ta làm sao biết cái kia sở phong là giới nhiễm thanh đại nhân hài tử a ta nếu như biết hắn là giới nhiễm thanh đại nhân hài tử là nhiễm thanh đại nhân thân cháu ngoại coi như cho ta mượn 10 ngàn cái lá gan ta cũng không dám a à. giới chu ôm lấy xương vũ đùi đau khổ cầu khẩn hắn không thể là giả hắn là thật sợ hừ nhưng mà xương vũ lại phất ống tay áo một cái trực tiếp đem giới chu lật tung trên mặt đất lạnh nhạt vô cùng xương vũ trước đó đối giới chu tình cảm là thật nhưng bởi vì sở phong nàng đối giới chu tình cảm không chỉ có không còn sót lại chút gì thay vào đó chính là buồn luôn cùng căm hận không là đối với nàng tình cảm quá bạc nhược, mà là Sở Phong quá trọng yếu. Ta còn có sống cơ hội, nhưng ngươi chỉ có một con đường chết, nhất là ta đã đem Sở Phong thân phận nói cho ngươi về sau, ngươi tuyệt không đường sống có thể đi." Sương Vũ nói, mà lúc này Giới Chu cũng là mặt xám như cho có quáp trên mặt đất, hắn biết Sương Vũ nói tuyệt đối không phải nói bậy, cái này chính là sự thật. Lúc này trên mặt hắn hiện đầy vô tận hối hận, kỳ thật hắn vậy ủy khuất, hắn là thật không biết Sở Phong thân phận, nếu là biết hắn thật không dám Động lòng người vốn liền là như thế, tuyệt không hối hận đường có thể đi. Hoặc là điệu thấp làm việc, hoặc là liền liền làm tốt gánh chịu hết thảy chuẩn bị. Bởi vì đường như một ngày kia, thật đắc tội không nên đắc tội với người, liền nhất định đại nạn lâm đầu. Chương 5417, cháu ngoại cho chỗ tốt. Thân tích truyền thừa biên giới chỗ, Niệm Thanh đại nhân đi lại liên tục khó khăn đi về phía trước, mà tại nàng bên cạnh thì là theo chân mới từ ngục chi nhà tù đi ra không bao lâu xương tuyết. Nàng đứng ở một bên, cùng Niệm Thanh đại nhân cùng nhau tiến lên đồng dạng con đường, nàng sự tình gì đều không có, mà niệm thanh đại nhân lại là càng chạy càng cố hết sức. To như hạt đậu mồ hôi, như mưa bình thường từ nó trên mặt rơi xuống. Mà hai chân càng là không ngừng run rẩy đại nhân, muốn không tính là, gặp tình hình này, sương tuyết đầy mặt lo lắng, nhịn không được khuyên can. Ta nhất định phải ra ngoài, nhưng niệm thanh đại nhân, lại phi thường quật cường, không chỉ có không có dừng lại, mà là tiếp tục đi về phía trước. Nhưng đột nhiên, nàng hai chân lắc một cái, sau đó liền nghiêng về phía trước ngã xuống. May mắn có Sương Tuyết ở bên cạnh, một tay đem nâng lên, nếu không tất sẽ trực tiếp quẳng ngã xuống đất. Mà đem Niệm Thanh đại nhân ôm vào trong ngực nàng, hai mắt trong nháy mắt hồng nhuận phơn phớt, nàng có thể cảm nhận được lúc này Niệm Thanh đại nhân có bao nhiêu suy yếu. Đến cùng là thế nào, vì sao có thể như vậy a? À? Sương Tuyết bất lực hỏi, vừa mới, nàng từ ngục chi lồng giam đi tới về sau, Niệm Thanh đại nhân liền đem nơi đây giao phó cho nàng. Về phần niệm thanh đại nhân sở dĩ muốn rời khỏi, chính là dự định đi tìm sở phong. Nàng thực sự không yên lòng sở phong, vậy không thể chờ đợi được muốn chân chính nhìn thấy nàng vị này cháu ngoại. Sương Tuyết biết niệm thanh đại nhân lo lắng sở phong, dù sao chính là nàng thân cháu ngoại, đồng thời các nàng đều biết, nếu là sở phong thân phận, bị thất giới thánh phủ người biết được, sở phong đem đứng trước như thế nào kiếp nạn. Cho nên Sương Tuyết không có bất kỳ cái gì khuyên can, mà là muốn đưa niệm thanh đại nhân rời đi. Nhưng vậy chính là cái này thời điểm, chuyện quỷ dị phát sinh, tại cái này thần tích truyền thừa biên giới chỗ, xuất hiện nhằm vào niệm thanh đại nhân lực cản. Càng đến gần biên giới chỗ, cái kia lực cản liền càng mạnh, mà đồng hành xương tuyết thì là chuyện gì đều không có. Xương tuyết, người ôm ta ra ngoài, nằm tại xương tuyết trong ngực niệm thanh đại nhân, phát ra yếu ớt âm thanh. Đại nhân, xương tuyết có chút do dự, nàng sợ hãi cưỡng ép ôm niệm thanh đại nhân ra ngoài, sẽ cho niệm thanh đại nhân tạo thành không thể nghịch tổn thương. Do dự cái gì, nếu là sở phong xuất hiện không hay xảy ra, ta làm sao xứng đáng nhiễm thanh. Niệm thanh đại nhân tức giận nói, thấy thế, Sương Tuyết mặc dù cực kỳ không tình nguyện, nhưng vẫn là đứng dậy cưỡng ép ôm niệm thanh đại nhân tiến lên. Sương Tuyết ôm niệm thanh đại nhân tiến lên, ngược lại là có thể bình thường đi, nhưng nàng căn bản vốn không dám đi mau, thậm chí mỗi bước ra một bước, đều cẩn thận từng ly từng tí. Nàng có thể cảm giác được, nàng càng là tiến lên, niệm thanh đại nhân càng là suy yếu. Người đang xoắn suýt cái gì, đi nhanh một chút, trực tiếp mang ta ra ngoài, miễn cho trận pháp này, chờ một chút đưa người vậy trói buộc được này, Gặp tình hình này, niệm thanh đại nhân phẫn nộ giống lên. Chỉ là nàng quá hư nhược, dù là rõ ràng là giống, là phẫn nộ, nhưng thanh âm lại vẫn là phi thường suy yếu. Đại nhân, lúc này xương tuyết nước mắt, đã là tràn mi mà ra, nàng thật lo lắng gấp, nàng thật sợ hãi tiếp tục như vậy, niệm thanh đại nhân hội chết ở chỗ này. Mà niệm thanh đại nhân, thì là dùng huyết lực khí toàn thân, nâng lên run rẩy tay, bắt lại xương tuyết phạt áo. Nhưng lần này, niệm thanh đại nhân không tiếp tục gào thét, mà là đồng dạng dùng cái kia hồng nhuận phơn phớt hai mắt, nhìn xem Sương Tuyết, yếu ớt nói. Sương Tuyết, ta đời này hối hận nhất sự tình, chính là lúc trước không có trước tiên, đem nhiễm thanh đưa tiến. Ta không có bảo vệ tốt nàng, là ta không quả quyết hại nàng. Bây giờ nàng hài tử vậy mà không chết, là trời cao cho ta đền bù cơ hội, ta vô luận như thế nào, cũng không thể lại để cho nhiễm thanh hài tử xuất thế. Mang ta ra ngoài, mau dẫn ta ra ngoài, để cho ta đi tìm nhiễm thanh hài tử, đi tìm ta cháu ngoại. Đại nhân, ta, sương tuyết không biết trả lời như thế nào lúc này nàng có thể nói lưỡng nan một phương diện không muốn niệm thanh đại nhân xảy ra chuyện một phương diện khác nàng cũng biết niệm thanh đại nhân khúc mắc năm đó sự tình chính là nàng khúc mắc nếu như sở phong thật xảy ra chuyện cái kia niệm thanh đại nhân càng hội tự trách không thôi e là cho dù còn sống cũng là sống ở trong thống khổ vậy hội buồn bực sầu não mà chết sương tuyết mang ta ra ngoài không muốn cân nhắc đại giới ta van ngươi cầu ngươi dẫn ta ra ngoài Niệm thanh đại nhân, lại dùng khẩn cầu giọng điệu, đại nhân, ngài đừng như vậy, ta mang ngài ra ngoài chính là. Nghe được niệm thanh đại nhân, vậy mà nói với nàng cầu chữ, Sương Tuyết sớm đã khóc không thành tiếng. Cuối cùng, nàng làm ra quyết định, chuẩn bị liều lĩnh đại giới, cũng muốn mang niệm thanh đại nhân ra ngoài. Ngu xuẩn, người thật nghĩ nàng chết sao, nhưng nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một đạo bóng dáng lại hiện ra, là cái kia từ băng xương trận pháp ngưng tụ mà thành nữ tử trống giống xuất hiện, ngăn ở hai người trước người khi để nàng xuất hiện về sau nguyên bản cực kỳ suy yếu niệm thanh đại nhân lúc này vậy mà bắt đầu chuyển biến tốt đẹp là cái kia cô áp bách nàng lực lượng tiêu tán nhưng niệm thanh đại nhân không có lập tức chạy trốn mà là vội vàng đứng dậy đối cái kia băng xương nữ tử làm thi lễ sau lúc này mới hỏi đại nhân ngài vì sao không cho ta ra ngoài nàng rất rõ ràng vị này băng xương nữ tử là thân phận như thế nào nàng có lẽ liền là cái này thần tích truyền thừa người khống chế đối phương không muốn để cho nàng ra ngoài nàng là vô luận như thế nào cũng vô pháp ra ngoài người bây giờ ra ngoài để làm gì người có thể bảo vệ sở phong sao băng Xương nữ tử hỏi đại nhân ngài biết sở phong sự tình niệm thanh đại nhân có chút ngoài ý muốn ta lại không ngốc ở chỗ này phát sinh sự tình ta há hội không biết băng Xương nữ tử nói bóng gió chính là bên ngoài sự tình nàng không biết nhưng nơi này sự tình nàng không có khả năng không biết đại nhân ta biết thực lực của ta có hạt nhưng có ta ở đây sở phong bên cạnh chỉ ít hắn nhiều hơn một phần bảo hộ niệm thanh đại nhân nói đối với cái này băng sương nữ tử châm biếm một cười nói người biết vì sao vậy tu luyện nơi bỗng nhiên mở ra sao vì sao niệm thanh đại nhân hỏi cái này dù sao cũng là nàng muốn biết sự tình bởi vì sở phong là sở phong đạt được cái này thần tích truyền thừa truyền thừa cuối cùng chủ nhân nhà ta cũng là xem ở sở phong trên mặt mũi mới quyết định cho ngươi một cái cơ hội cho nên mới đem tu luyện nơi mở ra băng sương nữ tử nói lại là bởi vì sở phong nghe nói lời này niệm thanh đại nhân cùng sương tuyết đều là một mặt kinh hãi các nàng trước đó muốn qua rất nhiều khả năng nhưng xác thực không nghĩ tới qua là bởi vì sở phong lúc này niệm thanh đại nhân ánh mắt càng là vô cùng phức tạp nhiều năm như vậy nàng chưa từng có cho qua sở phong bất kỳ trợ giúp nào kết quả vừa mới chạm mặt lại là nhận được sở phong cho nàng mang đến chỗ tốt hơn nữa là khổng lồ như thế chỗ tốt cái này khiến bản đã cảm thấy thua thiệt sở phong nàng nội tâm càng thêm chua sót vậy tu luyện nơi đã căn cứ người huyết mạch lực lượng tiến hành qua cải tạo Bây giờ là chỉ thích hợp ngươi một người tu luyện địa phương. Người trước đó hẳn là có thể đủ cảm nhận được. Vậy tu luyện nơi đối ngươi hội lớn đến mức nào trợ giúp? Nếu là hiện tại ngươi muốn đi, ta có thể không ngăn ngươi, nhưng ta hội đóng lại tu luyện nơi người đời này sẽ không còn cơ hội bước vào nơi đó. Suốt cuộc là nơi này tu luyện, chân quý người cháu ngoại cho người sáng tạo cơ hội. Vẫn là không công lãng phí hết cái này riêng lẻ vài người tha thiết ước mơ cơ hội đi dùng ngươi bây giờ điểm này không đáng giá nhắc tới thực lực đi bảo hộ hắn chính ngươi quyết định, băng xương nữ tử nói. Nghe nói lời này, niệm thanh đại nhân vậy là có chút do dự, nhưng rất nhanh nàng hạ quyết tâm, nói, đại nhân, cảm ơn ngài nhắc nhở, ta sẽ không cô phụ sở phong tâm huyết, ta hội nắm chắc lần này cơ hội. Dạng này mới đúng, ta có thể cho ngươi một cái nhắc nhở, người cái này cháu ngoại nhưng không phải người bình thường, nàng cũng không cần ngươi thủ hộ, ngược lại là ngươi. Có cơ hội, liền để cho mình biến cường đại một điểm đi, không phải. Ngày sau ngươi chớ nói không bảo vệ được hắn, chỉ sẽ trở thành hắn vướng víu. Nói xong, băng xương nữ tử liền từ từ tiêu tán. Thế nhưng là xương tuyết lại triệt để ngây ngẩn cả người, lời nói này. Để lộ ra phi thường cao minh tin tức, mà tin tức này nội dung, quả thực đưa nàng kinh hù dọa. Nhiệm thanh đại nhân, đều sẽ trở thành vướng víu. Cái kia đem đại biểu cho cái gì? Trường 5418, Lý Vụ Cô Nương. Nhiệm thanh đại nhân, vừa mới vị đại nhân kia tựa như là nói, tiểu thiếu gia đã được đến cái này thần tích truyền thừa truyền thừa. Sương Tuyết nói, không phải giống như, mà là sự thật, ta cái này cháu ngoại, làm được liền mẫu thân hắn đều làm không được sự tình. Xem ra tiểu gia hỏa này, rất có thể là trò giỏi hơn thầy A. Niệm thanh đại nhân lúc này trên mặt, rào rạt lên một vòng dáng tươi cười, đó là ngoài ý muốn kinh ngạc vui mừng cùng kiêu ngạo. Chỉ là chuyện này, nàng cũng đã biết, nàng vị này cháu ngoại không đơn giản. Mà lúc này, sương tuyết trên mặt cũng là lộ ra một vòng dáng tươi cười, nàng vậy tại vì vậy mà cảm thấy cao hứng. Mặc dù không cụ thể trải qua, nhưng nàng cũng là ý thức được sở phong lợi hại, thậm chí sở phong lợi hại đến, liền niệm thanh đại nhân đều bởi vì hắn mà đạt được chỗ tốt. Cái này, là giới nhiễm thanh cũng chưa từng làm đến sự tình. Sương Tuyết, tuy nói ta cái này cháu ngoại bản sự rất lớn, nhưng ta vẫn là không yên lòng. Người thay ta đi tìm hắn đi, nếu là tìm tới, nhất định phải bảo vệ hắn bình yên. Niệm thanh đại nhân lại nói, đại nhân tận xin yên tâm, coi như mất đi tính mạng, ta vậy tuyệt không để tiểu thiếu ra, lại thụ người khác ức hiếp sương tuyết đáp cùng lúc đó sở phong cùng bạch vân khanh đang tại đi đường vì không muốn để cho bạch vân khanh có tâm lý gánh vác sở phong căn bản không có hỏi thăm bạch vân khanh hắn muốn đi làm cái gì huynh đệ có việc hỗ trợ cũng được đây cũng là sở phong làm việc nguyên tắc hắn từ trước tới giờ không chấm dứt đối chính nghĩa tự cho mình là nhưng hắn lại sẽ vì quan tâm người đem hết toàn lực sở phong đại ca nếu không ngươi có chuyện đi làm việc trước đi bỗng nhiên bạch vân khanh đối sở phong vừa cười vừa nói ta không sao a à. Với lại không phải đáp ứng bồi ngươi đi làm sự tình sao?" Sở Phong nói, "Kỳ thật ta chuyện này cũng không phải rất trọng yếu, chính ta đi liền có thể." Bạch Vân Khanh nói, gặp Bạch Vân Khanh nói như vậy, Sở Phong cũng là nở nụ cười, lúc này mới nói cái này không đủ huynh đệ a." À. "A," à, bị Sở Phong vừa nói như vậy, Bạch Vân Khanh có chút không hiểu rõ nổi, không khỏi sững sờ. "Ta lúc đầu không muốn hỏi, ngươi nếu là cần ta, ta trực tiếp giúp ngươi chính là. Nhưng là ngươi như bây giờ khó chịu, ta ngược lại muốn hỏi một chút." đến cùng gặp khó khăn gì sở phong hỏi sở phong đại ca ta bạch vân khanh không nghĩ tới sở phong đã xem thấu hắn tâm tư hắn hiện tại quả thật có chút khó chịu có phải là huynh đệ hay không là huynh đệ liền trực tiếp nói có chuyện gì ta cùng ngươi cùng một chỗ khiêng nếu là không nói đó chính là không coi ta là chân huynh đệ sở phong nói ra không có không có ta há hội không cầm sở phong đại ca khi chân huynh đệ ta bạch vân khanh không có bằng hữu gì như không nên nói sở phong đại ca có thể nói là một cái duy nhất bạch vân khanh vội vàng nói vậy liền đừng do dự đến cùng là có chuyện gì người nói với ta có thể giúp ta nhất định giúp không giúp được chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp sở phong nói gặp tình hình này bạch vân khanh vậy không còn xoắn suýt mà là đem sự tình trải qua một năm một người nói cho sở phong nguyên lai like, trước đó bạch vân khanh đi theo nó sư tôn từng đến qua huyết mạch thiên hà một lần kia là thăm dò một tòa di tích nhưng cái kia di tích rất là hung hiểm bạch vân khanh không chỉ có bị thương càng là cùng sư tôn bị ép tách ra nghe đến đó sở phong còn tưởng rằng bạch vân khanh hay là mang theo hắn đi thăm dò hắn không cách nào thăm dò di tích nhưng bạch vân khanh đột nhiên lời nói xoay chuyển đối sở phong hỏi sở phong đại ca người tin tưởng vừa thấy đã yêu sao ta không tin vừa thấy đã yêu nhưng ta tin tưởng gặp sắc này lòng tham sở phong nói ngạch bạch vân khanh nhất thời nghẹn lời cũng không biết nên nói cái gì ha ha thấy thế sở phong ha ha một cười lúc này mới nói, gặp sắc này lòng tham cũng tốt, tài hoa tin phục cũng được, lại hoặc hứng thú hợp nhau, kỳ thật đều là hấp dẫn lẫn nhau một cái điểm. Cho nên ta cũng không cảm thấy gặp sắc này lòng tham không tốt, tương phản, ta cảm thấy gặp sắc này lòng tham rất tốt, dù sao thiên hạ đẹp mắt người nhiều như vậy, cũng không phải mỗi cái người đều có thể để cho người ta tâm động đúng không? Đúng đúng đúng, đẹp mắt rất nhiều người, có thể làm cho ta như thế tâm động chỉ có một cái. Bạch Vân Khanh gật đầu nói, ờ, cho nên người đột nhiên nâng lên cái này, không phải là. Người cùng người sư tôn sau khi tách ra, gặp vừa thấy đã yêu người. Sở phong hỏi, đúng sở phong đại ca, là gặp. Bạch Vân Khanh liên tục gật đầu. Nguyên lai Bạch Vân Khanh cùng sư tôn sau khi tách ra, đang tìm kiếm nó sư tôn trên đường, gặp một cô nương. Bạch Vân Khanh đối nó vừa thấy đã yêu, thế là bắt đầu quấn quyết chặt lấy, mong muốn kết bạn một cái. Bất quá cái cô nương này là tính cách lạnh nhạt người, đối Bạch Vân Khanh quấn quyết chặt lấy càng là thập phần phản cảm, ngay cả lời đều không muốn cùng hắn nói lên một câu thế là bạch phân khanh chỉ có thể âm thầm theo dõi đằng sau không chỉ có tìm được vị cô nương này chỗ ở còn biết được vị cô nương này gọi là lý vụ trải qua quan sát bạch phân khanh phát hiện lý vụ cô nương không có người thân một mình sinh hoạt tại một mảnh viễn cổ trong rừng nhưng lý vụ cô nương thiên phú vô cùng tốt thậm chí không kém hắn bất quá bởi vì lý vụ cô nương tính cách lạnh nhạt lại lần đầu gặp mặt hắn lưu lại ấn tượng cũng là không tốt duyên phận cho nên bạch phân khanh từ đầu đến cuối không có lộ diện mà là tại âm thầm theo dõi lý vụ cô nương Thẳng đến một lần Lý Vũ cô nương đi ra ngoài lịch luyện, gặp viễn cổ hung thú, cái kia viễn cổ hung thú thực lực cực mạnh, Lý Vụ cô nương căn bản vốn không địch. Trên thực tế, cho dù là lúc ấy Bạch Vân Khanh cũng không tuyệt đối phần thắng. Nhưng cái này chính là ngàn năm một thùa tốt cơ hội, thế là Bạch Vân Khanh quả quyết xuất thủ, lựa chọn anh hùng cứu mỹ nhân. Vì thế, Bạch Vân Khanh còn bị thương, nhưng cũng coi như đem Lý Vụ cô nương từ trong lúc nguy nan giải cứu ra. Nhưng vậy nguyên nhân chính là hắn xả thân xuất thủ, cũng là để lý vụ cô nương đối với hắn ấn tượng có chuyển biến đến tận đây bọn hắn cũng coi là kết bạn bạch vân khanh từng đưa ra để lý vụ cô nương vậy bái nhập hắn sư tôn môn hạ nhưng lại bị lý vụ cô nương cự tuyệt lý vụ cô nương chỉ muốn nơi này chỗ tu luyện không muốn bị bất cứ chuyện gì quấy dày bạch vân khanh cũng không có cố mà làm mà là cứ thế mà đi đi tìm nó sư tôn đằng sau bạch vân khanh lại lần nữa có cơ hội đi vào huyết mạch thiên hà liền vừa tìm được lý vụ cô nương thế nhưng là lần này lý vụ cô nương lại thân mắc bệnh nặng, Bạch Vân Khanh nghĩ hết biện pháp giúp nó trị liệu, cũng là không có một chút tác dụng nào. Đằng sau Bạch Vân Khanh, thậm chí còn mời đến hắn sư tôn hỗ trợ trị liệu. Chỉ là hắn sư tôn, chỉ là nhìn thoáng qua, liền trực tiếp mang theo Bạch Vân Khanh rời đi. Đồng thời cảnh cáo Bạch Vân Khanh, từ nay về sau không được lại đi tìm lý vụ cô nương, không được lại bước vào cái kia phiến viễn cổ rừng cây, nếu không tất đối nó tiến hành trọng phạt. Bạch Vân Khanh truy hỏi nguyên do, nó sư tôn vậy nói chỉ là một câu, cái kia viễn cổ rừng cây có cực kỳ nguy hiểm tồn tại, nó sư tôn vậy không nắm chắc ứng đối. Bạch Vân Khanh từ nhỏ đến lớn, đối nó sư tôn lời nói nói gì nghe nấy, cho nên vậy liền thật không có, lại tìm qua lý vụ cô nương. Nhưng lần này đi vào huyết mạch thiên hà, để trong lòng hắn bắt đầu dao động, cuối cùng vẫn là muốn đi xem lý vụ cô nương. Coi như nó sư tôn biết sao trọng phạt với hắn, hắn vậy nhận. Mà hắn cũng biết, sở phong có đặc biệt thủ đoạn, cho nên mới muốn cho sở phong hỗ trợ, nhìn xem lý vụ cô nương bệnh là bởi vì nơi đó cực kỳ hung hiểm, cho nên người mới xoắn suýt, đến cùng muốn hay không ta đi cùng. Sở phong hỏi, là, sư tôn ta sẽ không gạt ta, hắn nói nơi đó hung hiểm, liền nhất định rất là hung hiểm. Kỳ thật không cần sư tôn ta nói, ta trước đó vậy mơ hồ cảm giác được, cái kia viễn cổ rừng cây không thích hợp. Đồng thời lý vụ cô nương bệnh vậy cực kỳ cổ quái, tóm lại. Xác thực rất nguy hiểm, sở phong đại ca, ta thích lý vụ cô nương, cái này vốn là chính ta sự tình, ta suy nghĩ một chút, không nên đưa người dính líu vào bạch vân khanh nói hắn vẫn còn do dự sợ hãi sở phong gặp nguy hiểm khác lề mề chậm chạp ta chỉ hỏi ngươi có phải là thật hay không ưa thích lý vụ cô nương sở phong hỏi là thật ưa thích đừng nhìn ta bình thường miệng tiện nhưng ta từ nhỏ đến lớn chỉ thích qua lý vụ cô nương một cái người bạch vân khanh nói vậy ngươi còn bút tích cái gì trực tiếp dẫn đường để muội sinh bệnh ta cái này khi ca ca vậy không nên ngồi nhìn không quản khác xoắn suýt như cái gia môn chúng ta hiện tại muốn làm chỉ có một việc Nghĩ hết tất cả biện pháp, cũng muốn đưa người người trong lòng trị liệu tốt. Sở phong nói, gặp sở phong như thế, Bạch Vân Khanh vậy không còn xoắn suýt, mà là mang theo sở phong tiếp tục đi đường. Đuổi dọc đường, sở phong đã từng nhiều lần tiến vào giới linh không gian, muốn phải hiểu rõ cái kia thanh tu la kiếm, đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng là mỗi lần sở phong bước vào trong đó, đều là một dạng kết quả, tu la kiếm niên cuồng thôn vệ sở phong tinh thần lực. Trừ cái đó ra, sở phong không cảm giác được cái khác. Tóm lại cái này tu la kiếm tồn tại vậy khiến cho sở phong không cách nào thời gian dài tại giới linh không gian bên trong đợi cũng may tu la kiếm chỉ là nhằm vào sở phong cũng không sẽ đối với nữ vương đại nhân cùng vẫn đang bế quan vũ sa tạo thành tổn thương trải qua một phen đi đường về sau sở phong cùng bạch phân khanh rốt cục đi tới cái kia phiến viễn cổ rừng cây mảnh này viễn cổ rừng cây cảm giác đầu tiên chính là lớn phi thường lớn lớn đến vượt quá tưởng tượng nhưng trừ cái đó ra cũng không có phát giác được cái khác không ổn dù là dùng thiên nhãn đến xem cũng không nhìn thấy bất luận cái gì chỗ không ổn bạch vân khanh xe nhẹ đường quen mang theo sở phong đi tới một tòa trong sân viện bị trách móc rất lớn trong viện cũng chỉ có một tòa phòng ốc nhưng vô luận là tường vây vẫn là phòng ốc lối kiến trúc đều đầy đặc biệt phong cách này ngược lại là có chút giống thời kỳ viễn cổ kiến trúc mà nơi đây không có bất kỳ cái gì kết giới cho nên sở phong có thể qua nhìn thấy trong phòng không người nguy rồi lý vụ cô nương sẽ không xảy ra chuyện đi bởi vì không có tìm được Lý Vụ Cô Nương, Bạch Vân Khanh lập tức trở nên hoảng loạn lên. Đây chính là tình yêu lực lượng đi, trực tiếp bị choáng váng đầu óc. Trong phòng rõ ràng có sinh hoạt vết thích, người vào xem, hẳn là có thể cảm nhận được Lý Vụ Cô Nương khí tức. Như khí tức vẫn còn, liền chứng minh nàng cũng không lo ngại, chỉ là ra ngoài thôi. Sở Phong nói, đúng, nghe được Sở Phong lời nói về sau, Bạch Vân Khanh liền chuẩn bị bước vào trong phòng. Nhưng rất nhanh, Sở Phong cùng Bạch Vân Khanh, đồng thời đã nhận ra một cỗ khí tức, nhìn lại, quả nhiên một đạo bóng dáng nhanh chóng bay lượn mà đến. Đó là một cái tuyệt mỹ nữ tử, nhưng lại mặt như băng xương, bất quá cái kia tập váy xanh ngược lại là có chút linh động, khiến cho lành lạnh khí chất, rút đi một chút, liền vậy không còn như vậy người sống chưa tiến vào. Lý vụ cô nương, nhìn thấy vị nữ tử này, Bạch Vân Khanh lập tức xông tới. Khá lắm, thế này sao lại là vừa thấy đã yêu, cái này rõ ràng liền là gặp sắc nảy lòng tham A. À. Nhìn thấy Bạch Vân Khanh nhiệt tình bộ dáng, nữ vương đại nhân không khỏi cười. Mà nàng lời nói này, cũng là đối lý vụ cô nương dung mạo tán thành, vị này lý vụ cô nương chi dung mạo, xác thực phi thường xuất chúng. Người tại sao lại tới, nhưng đối mặt nhiệt tình Bạch Vân Khanh, lý vụ cô nương lại biểu hiện thập phần lạnh nhạt, thậm chí có chút chán ghét. Lý vụ cô nương, ta là lo lắng ngươi, đúng. Thân thể ngươi thế nào? Bạch Vân Khanh hỏi, ta có hay không sinh bệnh, đều cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, xin ngươi về sau đừng lại mang bất luận kẻ nào tới. Lý vụ cô nương này nói cho hết lời, liền đi vào trong nhà, hoàn toàn không có chiêu đãi Bạch Vân Khanh cùng Sở Phong ý tứ. Biểu hiện ra chính là vô cùng chán ghét cùng phản cảm. Nhưng Sở Phong lại chú ý tới, Lý Phụ Cô Nương vẫn là quét mắt nhìn hắn một cái, có nghiêm túc dò xét Sở Phong, nhưng cũng chỉ là quan sát một chút mà thôi. Ngô, có thể đi ẩn hiện có mấy bước, Lý Phụ Cô Nương bỗng nhiên che ngực, sau đó toàn bộ người đều run lẩy bẩy. Cho dù nàng cắn chặt hàm răng, nhưng nàng cái kia vặn vẹo khuôn mặt, còn có thể cảm nhận được, nàng lúc này thừa nhận to lớn đau đớn. Lý Phụ Cô Nương, thấy thế, Bạch Vân Khanh đuổi bước lên phía trước, muốn đỡ ở Lý Vụ Cô Nương. Cách ta xa một chút, nhưng Bạch Vân Khanh còn chưa tới gần, Lý Vụ Cô Nương liền phóng xuất ra một gỗ uy áp, trực tiếp đem Bạch Vân Khanh đánh lui. Nhất phẩm bán thần, cái này Lý Vụ Cô Nương tu vi, xác thực không kém. Lúc này, sở phong vậy nghiêm túc đánh giá Lý Vụ Cô Nương, hắn biết cái này nhất định là Lý Vụ Cô Nương, cái kia bệnh tình phát tác dẫn đến. Đó là, thế nhưng là đột nhiên, sở phong thần sắc đại biến. Bởi vì Lý Vụ Cô Nương không chỉ có càng phát ra thống khổ, thân thể nàng, vậy bắt đầu phát sinh biến hóa, lại mọc ra màu đen lông. Mà cái kia màu đen lông, sở phong gặp qua, chương năm 1419, Hắc Ma U Linh, hy vọng là ngươi. Ngươi làm gì, Lý Vụ Cô Nương bỗng nhiên đối sở phong, phát ra gầm thét. Nguyên lai là sở phong phát giác không đúng, vậy không trong khu vực quản lý sương mù có nguyện ý hay không, liền trực tiếp bắt lấy cổ tay nàng, bắt đầu điều tra nàng thương thế nhưng trong sương mù giấy ruộng rất nhanh liền bắt đầu chậm lại. Bởi vì sở phong điều tra về sau, liền bố trí một đạo trận pháp, theo trận pháp lực lượng không ngừng tràn vào bên trong xương mù trong cơ thể, không chỉ có cái kia tuôn ra lông đen bắt đầu thối lui, ngay cả trên mặt nàng vẻ thống khổ cũng là dần dần chậm lại. Sau đó, sở phong lại bố trí trận pháp, hiện trường luyện chế ra một viên thuốc, lý vụ cô nương, đem cái này ăn vào, đối người bệnh tình sẽ có trợ giúp. Cảm ơn, đối mặt sở phong đưa qua đan dược, Bên trong sương mù không chỉ có lựa chọn tiếp nhận, đồng thời còn lập tức ăn vào. Chi cho nên sẽ có như thế chuyển biến, là bởi vì vừa mới Sở Phong sắc thực giúp nàng hóa giải bệnh tình, cho nên nàng biết, Sở Phong sẽ không hại nàng, mà là thật đang giúp nàng. Đồng thời tại ăn vào Sở Phong viên đan dược kia về sau, Sở Phong bên trong sương mù bệnh tình lại lần nữa chuyển biến tốt đẹp. Sở Phong đại ca, thế nào, lý vụ cô nương bệnh này có thể trị không? Mắt thấy bên trong sương mù bệnh tình, tại Sở Phong trị liệu dưới có chuyển biến tốt cái này khiến Bạch Vân Khanh thấy được hy vọng. Đừng lo lắng, hội có biện pháp, sở phong này nói cho hết lời, nhìn về phía bên trong sương mù, hỏi, lý vụ cô nương, người bệnh này là từ chỗ nào chỗ nhiễm. Sở phong rất rõ ràng, cái này căn bản cũng không phải là bệnh, mà là nguyền rùa. Đồng thời rất có thể cùng hắc ma U Linh có quan hệ. hắc ma U Linh, chính là viễn cổ tồn tại, vốn là bị phong tồn tại thủy tinh cổ quan tài bên trong nữ tử. Tại hai vạn năm trước, bị đạm thai thiên tộc tại bên trong di tích chỗ phát hiện, bởi vì đạm thai thiên tộc tộc nhân, ham trong quan bảo vật, vô ý đem tỉnh lại. Trong quan tài nữ tử, huyễn hóa hắc ma u linh, đối đạm thai thiên tộc tộc nhân tiến hành nguyền rủa, từ nay về sau, đạm thai thiên tộc người liên tiếp biến mất. Bất quá cái này nguyền rủa cũng không tiếp tục quá lâu, hắc ma u linh cùng cái kia nguyền rủa liền cùng nhau biến mất, đạm thai thiên tộc cũng là khôi phục bình thường. Nhưng đằng sau, Bạch Ly lạc đi vào đạm thai thiên tộc về sau, đã nhận ra hắc ma u linh tồn tại, lại không thận lại lần nữa đem hắc ma u linh tỉnh lại hắc mao u linh lần này thức tỉnh oán niệm càng sâu đem đạm thai thiên tộc tiến hành đồ diệt đồng thời từng muốn chiếm cứ bạch ly lạc thân thể mặc dù cuối cùng buông tha bạch ly lạc nhưng lại trên người bạch ly lạc lưu lại nguyền rủa cái kia nguyền rủa cực kỳ khó chơi sở phong đằng sau còn cố ý học tập nguyền rủa phương pháp đến giúp nó giải trừ nguyền rủa nhưng cũng là bất lực mà bây giờ lý vụ cô nương tình huống cùng bạch ly lạc nguyền rủa tái phát thời điểm cơ hồ một dạng cho nên sở phong cảm thấy lý vụ cô nương rất có thể là gặp hắc mao u linh là tại màu đen rừng cây khô, Lý Phụ Cô Nương nói ra, màu đen rừng cây khô, cái kia là địa phương nào? Sở Phong hỏi, ngay tại cái này rừng cây chỗ sâu, bởi vì nơi đó cây cối đều là màu đen, đồng thời đều là đã khô héo, bởi vậy ta gọi nơi đó vì hắc mộc rừng cây khô. Nơi đó năng lượng thiên địa tại đặc biệt thời gian, sẽ trở nên tương đối hùng hậu, bởi vậy ta sẽ ở tới đó tiến hành tu luyện. Lý Phụ Cô Nương nói, cái kia Lý Phụ Cô Nương, nhưng có ở nơi đó nhìn thấy qua cái gì? Sở Phong hỏi, không có, bên trong sương mù lắp đầu, nhưng rất nhanh lại nói, nhưng là ngày đó năng lượng thiên địa, đột nhiên biến đến mức dị thường hùng hậu, đồng thời ta cảm thấy từng cơn ớn lạnh, cái kia hàn ý nhiễu loạn tâm ta tự, căn bản là không có cách bình thường tu luyện, cho nên ta liền rời đi. Trở về về sau, liền như thế, không nên nói đầu nguồn, ta cảm thấy hẳn là ngày đó. Lý vụ cô nương nói, Lý vụ cô nương, có thể nói cho ta, cái kia màu đen rừng cây khô vị trí cụ thể. Sở phong hỏi, ta khuyên người không muốn đi, ta đằng sau từng đi qua, nhưng mỗi lần đến đó, thân thể đều hội dị thường không dễ chịu. Ta có thể cảm giác được, ta cái này căn bản không phải bệnh, mà là nguyền rùa. Lý vụ cô nương nói, thật sự là nguyền rùa. Lúc này, Bạch Vân Khanh cũng là sắc mặt biến hóa. Hiển nhiên, hắn vậy đã sớm phát giác được, Lý vụ cô nương không phải đơn giản bệnh tình, mà càng giống là nguyền rùa. Thật là nguyền rùa, ta thực không dám giấu giếm, ta từng có bằng hữu gặp qua đồng dạng nguyền rùa. Sở phong nói, đồng dạng nguyền rùa, sở phong lời này vừa nói ra, chớ nói Bạch Vân Khanh một mặt kinh ngạc nhìn về phía sở phong, ngay cả Lý Vụ Cô Nương cũng là nhìn về phía sở phong. Hiển nhiên, bọn hắn đều muốn tại sở phong nơi này, đạt được nhiều đầu mối hơn cùng tin tức. Mà sở phong cũng không có dấu giếm, đem hắc ma u linh sự tình báo cho Bạch Vân Khanh cùng Lý Vụ Cô Nương. Cho nên sở phong đại ca, người ý là, cái kia đáng sợ hắc ma u linh, rời đi các người tổ võ thiên hà về sau, vừa vặn đến đến mảnh rừng cây này bên trong. Đồng thời, bây giờ nàng rất có thể, ngay tại cái kia hắc mộc rừng cây bên trong. Bạch Vân Khanh hỏi, có khả năng này, nhưng vậy không dám khẳng định, dù sao viễn cổ sự tình ai nói rõ ràng đâu. Cái kia hắc ma u linh, nắm giữ vậy bất quá là nguyền rủa phương pháp, nói không chừng thời kỳ viễn cổ nắm giữ giống nhau nguyền rủa phương pháp người, không ngừng nàng một cái. Sở Phong nói, vậy cũng đúng, bất quá chân tướng rất có thể nghe tại cái kia màu đen rừng cây khô, Sở Phong đại ca ngươi thay ta chăm sóc một chút lý vụ cô nương, ta tới đó thử xem. Bạch Vân Khanh nói, ngô, nhưng nhưng vào lúc này, Lý Vũ cô nương trên mặt lại lần nữa lộ ra thống khổ biểu lộ. Cái kia nguyền rủa, vậy mà lại lần nữa đánh tới. Thấy thế, Sở Phong vội vàng lại lần nữa giúp Lý Vũ cô nương tiến được trị liệu. Mặc dù rất nhanh lại lần nữa áp chế nguyền rủa phát tác, nhưng Lý Vũ cô nương thân thể lại càng phát ra suy yếu. Đồng thời Sở Phong cảm giác, Lý Vũ cô nương nguyền rủa, so Bạch Ly là còn nghiêm trọng hơn nhiều, lúc nào cũng có thể còn hội lại lần nữa phát tác. Thế là Sở Phong bố trí trận pháp, luyện chế ra nhiều viên có thể áp chế nguyền rủa đan dược, đem những đan dược này đưa cho Bạch Vân Khanh. Người lưu lại chăm sóc lý vụ cô nương, chính ta đi liền có thể. Sở Phong nói, Sở Phong đại ca, cái này không được. Bạch Vân Khanh thì tại lập tức cự tuyệt, khác lề mề chậm chạp, ta có tự bảo vệ mình thủ đoạn, người đi lời nói, ngược lại sẽ trở thành vướng víu. Cuống hồ, lý vụ cô nương cũng cần người chăm sóc. Sở Phong nói, cái này, Bạch Vân Khanh phản ứng đầu tiên chính là, gặp nguy hiểm hẳn là hắn đi, thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, sở phong nói vậy cực kỳ có đạo lý thế là chỉ có thể thỏa hiệp vậy được rồi sở phong đại ca ta thật không biết nên như thế nào cảm ơn ngươi bạch vân khanh mặc dù thỏa hiệp nhưng lại một mặt hổ thẹn theo lý mà nói những chuyện này hẳn là hắn đến giải quyết chỉ là tình huống trước mắt hắn xác thực không có chút tự tin nào cuống hồ lý vụ cô nương cái dạng này hắn cũng thực là không yên lòng mắt bên dưới tình huống thật đúng là chỉ có thể giao cho sở phong huynh đệ ở giữa đừng nói những thứ này lộ ra khách khí yên tâm ta hội bình yên trở về. Sở phong biết Bạch Vân Khanh suy nghĩ trong lòng, cười vỗ vỗ Bạch Vân Khanh bả vai. Sở phong công tử, thật khuyên ngươi không muốn đi. Lý phụ cô nương đối sở phong nói. Lý phụ cô nương, ta lần này tới, liền là cùng huynh đệ của ta giải quyết người cái này nguyền rủa. Trước khi đến, chúng ta liền đã biết, chuyện này không đơn giản. Ta liền ăn ngay nói thật đi, huynh đệ của ta trước đó mang theo hắn sư tôn đến qua, hắn sư tôn lúc kia, liền đã nhận ra nơi đây không đơn giản, sợ hãi huynh đệ của ta có việc cho nên trực tiếp cưỡng ép mang theo hắn rời đi sở phong lời nói ở đây nơi đó sương mù phát ra một tiếng cười nhạt nói ta biết ta biết ngươi biết việc này nhưng ngươi cũng không biết toàn bộ huynh đệ của ta sư tôn muốn bảo vệ hắn bình yên đây cũng là hợp tình lý chuyện này ngươi cũng không cần trách cứ hắn sư tôn ngươi lại càng không nên quái huynh đệ của ta bởi vì hắn ngày đó không chỉ có là bị nó sư tôn cưỡng ép mang đi hắn sư tôn càng là cảnh cáo qua hắn từ đó không thể lại bước vào nơi đây, nếu không liền sẽ đối với hắn tiến hành trọng phạt. Nhưng dù là như thế, hắn hôm nay vẫn là tới. Người hẳn phải biết, người trong lòng hắn trọng yếu bao nhiêu đi. Sở phong này nói cho hết lời, lý vụ cô nương cũng là trầm mặc. Mà sở phong sở dĩ cố ý nhắc lên việc này, liền là hắn phát hiện, lý vụ cô nương đối Bạch Vân Khanh có oán niệm. Cái này oán niệm, tất nhiên là bởi vì chuyện ngày đó. Người sinh bệnh thời điểm, vốn là cần yêu mến, Bạch Vân Khanh mang theo hắn sư tôn đến, vốn là thay Lý Vụ Cô Nương y bệnh, tin tưởng lúc kia, Lý Vụ Cô Nương mà đã là ký thác kỳ vọng. Nhưng làm Bạch Vân Khanh sư tôn thật tới, không chỉ có không có giúp nàng, ngược lại ghét bỏ mang theo Bạch Vân Khanh rời đi. Đổi lại là ai, trong lòng đều hội không dễ chịu. Cái kia vậy làm phiền sở phong công tử, bên trong sương mù xoắn suýt một lát sau, vẫn là vẽ xuống tiến về màu đen rừng cây khô cầu, đưa cho sở phong. Sở phong cầm lấy bản đồ, liền trực tiếp rời đi. Hắn nói là thật, sở phong sau khi đi, lý vụ cô nương nhìn về phía bạch vân khanh vâng bạch vân khanh gật đầu nói vậy ngươi người đại ca này sau ngươi sư tôn đáng tin cậy lý vụ cô nương nói lý vụ cô nương kỳ thật sư tôn ta hắn bạch vân khanh còn muốn giải thích dù sao hắn sư tôn đối với hắn mà nói cũng là rất trọng yếu người hắn cũng không hy vọng lý vụ cô nương đối với hắn sư tôn có không tốt cái nhìn đừng nói nữa ta chỉ tin tưởng ta nhìn thấy ta muốn nghỉ ngơi lý vụ cô nương lạnh lùng nói lại này nói cho hết lời liền hướng trong phòng bước đi thấy thế bạch Vân khanh cũng là không còn dám nhiều lời nhưng cũng không có rời đi mà là tại trong nội viện chờ chỉ là ánh mắt lại nhịn không được hướng sở phong phương hướng rời đi nhìn lại sở phong đại ca người nhưng nhất định không nên gặp chuyện xấu a à. sở phong dựa theo bản đồ chỗ bày ra hướng viễn cổ rừng cây chỗ sâu bước đi mặc dù ngoài miệng nói xong để lý vụ cô nương bị nguyền rủa khả năng không phải hắc mau u linh nhưng từ khi nhìn thấy cái kia lông đen về sau sở phong liền có một loại phi thường cường liệt dự cảm hắc Ma u linh rất có thể ngay tại mảnh rừng cây này bên trong hắn rất muốn tìm đến hắc Ma u linh bởi vì hắn rất muốn đem bạch ly lạc trên thân nguyền rủa triệt để thanh trừ cho nên hiện tại không chỉ là vì lý vụ cô nương cũng là vì bạch ly lạc suốt cục màu đen cây khô đập vào mi mắt đồng thời càng ngày càng nhiều nhưng cùng lúc từng cơn ớn lạnh cũng là cuốn tới màu đen rừng cây khô vốn là có chút quỷ dị lại thêm cái kia mãnh liệt hàn ý nguy hiểm tín hiệu đã là phi thường nồng đậm đổi lại người bình thường đối mặt loại tình huống này hơn phân nửa hội quay người liền trốn nhưng sở phong không chỉ có không sợ ngược lại trở nên hưng phấn lên hắc mao u linh hy vọng là ngươi hắn cực kỳ hy vọng có thể gặp lại hắc mao u linh